Thái Hạo chương 1, Triều Dương Thái khí. Mặt trời mọc lên ở phương đông, tử khí dương đầy đúng là thời điểm tốt cho đạo gia thổ nạp luyện khí. Thái hư đạo tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Thái hư đạo tông căn bản kinh điển, Thái hư Tử Dương Kim chương, càng là đối với thuần dương tử khí tình hữu độc chung, dù cho mang theo rất nhiều diễn sinh pháp quyết nhưng cũng rất thích này thuần dương tử khí. Theo tiếng chung buổi sáng vang lên, trên kim tuyền phong từng vị ngoại môn đệ tử tập trung đến phía trên linh hà nham thu thập thuần dương tử khí sáng đến nỗi toàn bộ trên linh hà nham hào quang bắn ra bốn phía tử khí bốc lên khương nguyên thần cũng không có đi theo những kia ngoại môn sư huynh đệ đi linh hà nham ngồi xuống luyện khí mà là một mình một người nằm ở thúy vân bình ngủ ngon bất quá tư thế của hắn nằm nghiêng tự nhiên buông lỏng cũng có từng sợi triều dương tử khí theo hô hấp của hắn mà bị thổ nạp hấp thu đại đạo tự nhiên dựa theo đạo gia đặc biệt giấc ngủ tư thái, mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng có thể lấy thiên địa chi linh mà bổ dưỡng tự thân. Dưới tử khí làm nổi bật hắn trắng nõn làn da cũng hiện ra nhàn nhạt tử khí vận chuyển toàn thân. Nếu như chỉ từ bên ngoài đến xem, này thanh tú thiếu niên tuấn chỉ gần kề 15-16 tuổi, nhưng kỳ thực tế đã vượt qua 18 cái xuân thu rồi. Bất quá là bởi vì đạo gia có thuật trú nhang, ít thọ duyên niên mới khiến cho hắn thoạt nhìn so với tuổi thật nhỏ đi rất nhiều thiên nhân thọ tuổi vạn năm, nhìn thiên địa thương hải tan điền, xem nhân gian bi hoang ly hợp. Tuy vừa mới luyện khí tu hành thiếu niên không có kia một phần vô thượng tu vi, nhưng Khương Nguyên Thần từ nhỏ luyện tinh hóa khí cũng làm cho tự thân phát triển và yếu trì hoãn một chút. Đây cũng là những người phàm nhân kia vì cái gì mê trường sinh trú nhang phương pháp nguyên nhân. Tiên ngụ núi cao, tuế nguyệt không già, thịt như băng tuyết, náo như xử nữ, ăn gió uống sương, thừa vân ngự khí. Đây cũng là phàm nhân đối với những kia tu tiên hạng người ước mơ. Tại Khương Nguyên thần ngủ mơ luyện khí thời điểm, lại có một chỉ hồ điệp bay đến bên cạnh của hắn, phản phất không cảm giác hắn người sống khí tức một loại mà lẳng lặng dừng lại tại hắn chấp mũi vỗ cánh. Không bao lâu, mặt trời tiếp tục bay lên, trong thiên địa tràn đầy thuần dương tử khí dần dần mỏng manh, ngày này bình minh coi như là triệt để xong xuôi, xa xa trên linh hà nham tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Khương Nguyên thần công pháp tự nhiên thu hồi sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, kia một chỉ hồ điệp cũng bị kinh động bay lên. Đạo pháp tự nhiên, nói thì dễ đấy, muốn tại trong tự nhiên tìm gặp thiên môn cơ duyên rồi từ đó một bước trúc cơ như thế nào như vậy chuyện dễ dàng. Khương Nguyên thần duỗi lưng một cái, dựa một khối đá xanh ngồi dậy, tính toán chính mình sau này con đường. Đạo môn tu hành tứ đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo kia cuối cùng một cái chí cao cảnh giới trước tạm không nói chuyện luyện tinh luyện khí luyện thần ba cảnh giới phân biệt ứng đối trúc cơ kim đan nguyên thần ba cửa khẩu lớn mà hôm nay khương nguyên thần chỉ mới lúc đầu luyện tinh cảnh giới lăn lộn luyện tinh hóa khí này một cái đại cảnh giới lại chia làm tàn tinh dưỡng khí trúc cơ tâm động ngọc dịch kết đan sáu tiểu cảnh giới thật ra còn cử chuyển nữa rồi mới đến kim đan nhưng chỉ khi vào hàng đệ tử chân truyền mên mới biết Tàng tinh dưỡng khí cùng phàm thế hậu thiên vũ giả tương tự bất quá là luyện hóa tự thân tinh khí bồi dưỡng chân khí quá trình chỉ có điều tiên đạo dưỡng khí cảnh giới đồng dạng cũng sẽ rèn luyện tinh thần cho nên so với cái kia hậu thiên vũ giả mạnh hơn rất nhiều nhưng này một cái cảnh giới thật sự học không được bao nhiêu tiên đạo bí pháp chính là tiên đạo đặc biệt ngọc hằng triện văn cũng là tại sao trúc cơ mới truyền thụ khương nguyên thần tuy 10 tuổi leo lên bạch dương sơn mà bái nhập thái hư đạo tông ba năm tàn tinh năm năm dưỡng khí đi vào hậu thiên viên mãn chi cảnh gần kề còn kém một bước mà đặt đạo cơ vào được tiên môn hàng ngũ nhưng một bước này biết bao khó phóng nhãn hôm nay kim tuyền phong rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng không có mấy người chân chính trúc cơ thành công thái hư đạo tông tự xưng là đạo môn chân truyền đạo phái lại là thần châu đất đai bên trong đỉnh cấp tiên môn hắn đối với môn hạ đệ tử thu nhận sử dụng yêu cầu cũng có chút hà khắc 30 tuổi trước không thể chịu nổi phá thiên môn mà đặt tiên căn đạo cơ tiến vào trúc cơ kỳ, như vậy sẽ khó có thể thực sự trở thành chân truyền đệ tử. 30 tuổi tự mình trúc cơ, mới có thể vào tiên môn tu hành làm chân truyền dự khuyết, đây cũng là đạo môn chính tông lo lắng. Không quan tâm ngươi có phải hay không đại tài trưởng thành trễ, tại 31 tuổi trúc cơ, sau đó 50 tuổi luyện tựu kim đan, chỉ cần ngươi không có ở 30 tuổi trúc cơ, như vậy sẽ khó vào được chân truyền đệ tử hành trình nhóm, Bằng không cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời đến đâu cũng không quan hệ gì với Thái Hư Đạo Tông, tại tư chất tu vi trước, tâm tính thủ trọng. Không thể dùng đại nghị lực đại cơ duyên tại 30 tuổi trước đặt tiên cơ, như vậy như thế nào làm năm đạo chi khí truyền thừa sơn môn đạo thống. Mà dùng trúc cơ đang phương pháp luyện chính là tiên thiên khí, này pháp tuy tại Thái Hư Đạo Tông trong có chỗ truyền lưu, vốn dĩ này pháp mà trúc cơ giả cũng khó nhập chân truyền hàng ngũ phần lớn là những kia 30 tuổi sau khó có thể trúc cơ vô duyên chân truyền hàng ngũ, lại không muốn tiếp tục đau khổ tự học mới bằng vào tự thân dĩ vãng công tích đòi được trúc cơ đang mà đi vào tiên môn, loại tu sĩ này bất quá là môn bên trong nền tảng cùng chân truyền đệ tử khác nhau rất lớn. Nếu như tự học trúc cơ, làm như vậy chân truyền hậu tuyển, tại kim đan sau là được truyền thừa tông môn chân truyền đạo thống. Nhưng chỉ là dùng trúc cơ đang tu hành, lại bất luận nó trước kia như thế nào, chính là trúc cơ đang chỗ mang đến quả đắng cũng muốn chính mình nhấm nháp. Dù sao cũng là thuốc có ba phần độc, khi trúc cơ đang các loại đồ vật cũng có nó di chứng. Ta tu hành 8 năm, tuy không thể cùng ngoại môn tốt nhất so sánh, nhưng thế hệ này bên trong cũng coi là dẫn đầu rồi. Chỉ có điều. Khương Nguyên thần phiền não không thôi. Hắn có thể ngắn ngủn 8 năm mà hậu thiên cảnh giới viên mãn, tại kim tuyền phong ngoại môn mà nói tuy không coi là là trăm năm mới thấy, nhưng ở này một đám ngoại môn đệ tử bên trong cũng có thể nói là đệ nhất vị. Thái hư đạo tông 10 năm một lần khai sơn môn, 30 năm đưa ra ngoài đệ tử tuổi tác vượt chỉ tiêu. 30 tuổi sau không thể tự chủ đi vào trúc cơ kỳ, hoặc tiếp tục tìm tu luyện khí tìm kiếm trúc cơ cơ duyên, hoặc dùng trúc cơ đang mà đặt đạo cơ đi vào nội môn, tái hoặc là chính là ra ngoài xuống núi hưởng nhân gian vinh hoa phú quý. Thái hư đạo tông là mạnh nhất tiên môn một trong, nó thế gian lực lượng cũng là không nhỏ dùng bạch dương sơn mạch làm gốc chung quanh các nước đều có thái hư đạo quan tồn tại trong đó đạo sĩ đều là thái hư đạo tông ngoại môn mà ra có thái hư đạo tông lực ảnh hưởng những đạo sĩ này chỉ cần hảo hảo trông coi đạo quan tự cũng có một cái yên vui quãng đời còn lại thậm chí tại thái hư đạo tông lực ảnh hưởng chung quanh các nước có chút sùng đạo cơ hồ có thể nói là thái hư đạo tông một tay bồi dưỡng quốc gia bọn họ đối với thái hư đạo tông ra tới đạo sĩ cũng có chút kính trọng nhưng nếu có người không cam lòng bình thản cũng có thể ở nhân gian chính mình phấn đấu chỉ cần không đem tông môn tu hành pháp môn ngoại truyền thái hư đạo tông tự cũng sẽ không quản những này khó nhập chân chính tiên môn ngoại môn đệ tử như thế nào liền là có người muốn mưu đồ một cái hoàng đồ thống trị chỉ cần tiếp tục tôn kính thái hư đạo tông cũng là có thể bạch dương sơn mạch phía nam sở quốc chính là đạo tông một vị phóng ra ngoài đệ tử chỗ kiến được thái hư đạo tông tán thành sau cũng kéo dài con nối giỏi khống chế một phương xã tắc đến nay đã có hơn 300 năm. Khương Nguyên Thần tại một tháng trước liền dưỡng khí viên mãn, gần kề còn kém một bước mở thiên địa chi môn, đem bổn mạng khí chuyển hóa tiên thiên đi vào trúc cơ chi cảnh. Nhưng chính là một bước này đưa hắn gắt cao mắc kẹt, không có nửa trước kia như vậy tu hành thông thuận cảm giác. Tiên môn cửa thứ nhất trúc cơ chi cảnh quả là danh bất hư truyền. Trưởng lão tuy chỉ điểm ta phải học tự nhiên, nhưng hôm nay quan sát một tháng thời gian cũng không rất thành tựu, không ngại lại đi tìm tư không trưởng lão hỏi một câu. Khương Nguyên Thần cảm thấy nhất định, liền đứng dậy đi Kim Tuyền Phong đỉnh. Kim Tuyền Phong dùng Kim Tuyền làm tên, liền bởi vì ngọn núi này đỉnh núi có một ngụm thái nhật nguyệt tinh hoa mà thành kim sắc linh tuyền, làm ngọn núi này chung linh chi bản. Này Kim Tuyền Phong làm ngoại môn đệ tử chỗ cư tụ linh khí quả thiếu, nhưng vẫn nhiên xếp đặt tại Bạch Dương 16 phong bên trong, chính là dựa vào này một ngụm kim tuyền công lao. Dưới đỉnh chư địa linh khí rất thưa thớt, nhưng này đỉnh núi bởi vì linh tuyền tồn tại lại cũng không thể so với nội môn bên trong những kia linh phong linh huyệt phải kém cho nên nội môn phái ra tới vài vị tiên sư cũng đều là tại đỉnh núi xây nhà tu hành khương nguyên thần nói tư không trưởng lão là thái hư đạo tông khiến phái ngoại môn cao nhất người cầm quyền chính là là một vị kim đan tu sĩ kim đan giả luyện khí hóa thần chi cảnh so với khương nguyên thần loại này còn chưa trút cơ sơ học giả mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần đang hành tẩu trên con đường đá xanh trong núi, đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi động tỉnh tiếng bước chân, Khương Nguyên thần trở tay bắn ra đến một đạo kình khí đem người tới bước lui. Ai da! Một thiếu niên đang chuẩn bị xâm nhập Khương Nguyên thần sau lưng, xem kia một đạo kình khí đánh úp lại, vội vàng đồng dạng bấm tay bắn ba cái, đem kia đạo kình khí đánh tan. Sư huynh đích thực khí càng thuần hậu. Thiếu niên áo tơi le lưỡi, nhảy đến Khương Nguyên thần bên người. Nếu ngươi hảo hảo luyện khí, chỉ bằng tư chất của ngươi không thể nói trước so với vi huynh còn mạnh hơn vài phần. Khương Nguyên thần tại thiếu niên trán vỗ một cái. Thiếu niên này tên là Lý Văn, cùng Khương Nguyên thần là một đám tiến vào ngoại môn đệ tử. Bất quá so về Khương Nguyên thần 10 tuổi bái sơn, này Lý Văn gần kề 7 tuổi tuổi nhỏ liền vào nhập ngoại môn, hai người đồng tu 8 năm đều là dưỡng khí chi cảnh. Duy nhất khác biệt chính là Khương Nguyên Thần đã tiến nhập đại viên mãn trạng thái tạm gác lại trúc cơ, mà Lý Văn vẫn tại dưỡng khí hậu kỳ bồi hồi. Nhưng càng nhỏ tu hành đối với đạo cơ của bản thân càng tốt, này là tu hành giới bên trong thường thức. Lý Văn hôm nay mới 15 tuổi, nếu hắn hảo hảo tu hành thì không thể nói trước nó tiền cảnh vẫn tại Khương Nguyên thần phía trên. Chỉ có điều Lý Văn tính tình lóc chóc, lại không giống Khương Nguyên thần như vậy lão thành sớm tuệ, đương nhiên không vui mỗi ngày ngồi xuống luyện khí, tự là đọc sách biết văn công khóa cũng bất quá là ứng phó tồi. Lý Văn biểu môi, sư đệ này là vừa làm vừa nghỉ ngơi, sư huynh tựu là đem mình làm cho quá chặt, cho nên mới một mực tầm không được thiên môn cơ duyên. Hai tay nâng cái óp, Lý Văn lười nhát ngáp một cái. Hôm nay ngươi lại không đi thần khóa thái khí. Khương Nguyên thần ngữ khí nặng vài phần, hôm nay không hảo hảo cố gắng, chẳng lẽ muốn học những kia các sư huynh một loại tại này phí thời gian hơn 10 năm, sau đó liền bị đuổi xuống núi. Tám năm trước lên núi nhóm này ngoại môn đệ tử bên trong, Lý Văn cùng Khương Nguyên thần quan hệ tốt nhất, gia chi Khương Nguyên thần môn môn văn hóa công khóa đều xếp hạng hàng đầu, cho nên những kia giảng sư môn liền an bài Khương Nguyên thần nhiều hơn chiếu cố cái này tiểu đệ đệ. Thái hư đạo tông từ trước đến nay thích thu tuổi nhỏ đệ tử, nhưng thử nghĩ này 7-8 cửu tuổi bọn nhỏ có thể nhận biết mấy chữ. Có thể hiểu nhiều lắm thiếu đạo đức đạo lý. Từng cái đúng là thiếu niên vỡ lòng, hoặc bác ham chơi thời điểm, cũng tự cần ngoại môn mời đến giảng sư truyền kinh dạy học. Thái hư đạo tông sở dĩ đem ánh mắt đặt ở những thiếu niên này trên người, chính là xem chuẩn đạo đức và thế giới quan của bọn hắn cũng chưa miêu tả, muốn từ vừa mới bắt đầu liền đánh lên thái hư đạo tông ấn ký, từ nhỏ bồi nuôi mình đạo thống truyền nhân. Chính là bởi vì từ nhỏ bồi dưỡng, cho nên vừa bắt đầu đương nhiên sẽ không truyền thụ cái gì chân chính tiên pháp tâm quyết, mà là dùng thô thiển luyện khí pháp môn làm cho bọn họ thí luyện tư chất, tiện thể truyền thụ người ngoài xử sự một ít đạo lý. Suy cho cùng những này đệ tử cũng không đều là ở lại tiên môn, có đôi khi bọn họ cũng sẽ thụ thế tục cắt cử, ra ngoài làm tố pháp sự, chủ trì tế tự các loại hoạt động, đến lúc đó từng cái chữ to không biết đều là làm trò cười. Huống hồ tại tư chất trước, tâm tính trọng yếu nhất. Nếu như thu vài cái vì tư lợi một mặt giết hại đồng môn đệ tử, như vậy bên ngoài môn phát giác sau có thể lập tức loại bỏ, không khiến cái này nhân tiến vào nội môn xấu quy cũ. Thái hư đạo tông đã được xưng đạo môn chính tông, đương nhiên cùng ma môn những tu sĩ kia bất đồng. Thí sư sát đồ giết hại đồng môn là quả quyết không cho phép tội lớn. Nhà giáo truyền đạo giải thích nghi hoặc chi nhân tại tiên môn mà nói, này truyền thụ trường sinh diệu pháp sư tôn không thể nghi ngờ là tái tạo chi ân, có thể chịu được so với cha mẹ ruột, cho nên đoạn sẽ không để cho loại người này luôn thảm kịch tại trong sư môn phát sinh. Đại đạo trước cửa nhiều khô cốt cho nên đại đạo chi tranh có chút thảm thiết. Nhưng nếu như dùng đại đạo chi tranh danh nghĩa giết cha thí mẫu, tuyệt diệt sư môn, như vậy loại này đệ tử Thái Hư Đạo Tông còn muốn không nổi. Mặt ngươi thiên phú cao tới đâu, sư môn đem ngươi bồi dưỡng được đến sau đó nhượng đem ngươi sư môn đồ diệt sạch sẽ. Bất kể là cái nào tông phái, nhận được loại này đệ tử chính là thất bại tám đời rồi. Một ngàn năm trước Thái Thượng Đạo Tông tao ngộ liền tại trước mắt, nếu không phải ra một vị tu hành vô tình chi đạo tu sĩ cho đến diệt sạch thất tình lục dục chặt đứt nhân quả mà chứng minh đạo. Toàn bộ Thái Thượng Đạo Tông cũng sẽ không chịu khổ diệt môn kết cục, cái khác rất nhiều đạo môn tông phái đi theo tổn thất thảm trọng, thậm chí trong ma môn cũng nhiều ra tới một thiên tuyệt tông. Cho nên Thái Hư Đạo Tông từ nhỏ muốn bên ngoài môn dựng nên những này đệ tử chính xác quan niệm, tôn sư trọng đạo, đoàn kết yêu thương. Lý Văn nhìn Khương Nguyên Thần cùng những kia giảng sư một loại bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong mắt quay tiếp một vòng, liền nói tránh đi, sư huynh này là đi kim tuyền đình bái kiến tư không trưởng lão. Sư đệ cũng với ngươi đi chung. Khi tư không trưởng lão làm ngoại môn chủ sự, tuy cam tâm tình nguyện nhắc nhở một chút ngoại môn chậm tiến đệ tử cho thái hư đạo tông tăng thêm tân nhân, nhưng ngoại môn đệ tử gần kề 10 năm một đám liền muốn mấy trăm người, nếu như đêm hôm nay ba đợt ngoại môn đệ tử cộng lại cũng có hơn ngàn người, tư không trưởng lão như thế nào bề bộn tới người ta là tới ngoại môn kim tuyền chỗ chữa thương tĩnh dưỡng. Mặc dù là ngoại môn trên danh nghĩa người cầm quyền, nhưng rốt cuộc không phải chuyên môn vì ngoại môn đệ tử giải thích nghi hoặc truyền đạo mà đến. Cho nên vị trưởng lão này tại tới gần chỗ đỉnh núi mở một chỗ kim tuyền đình, mỗi ngày tại Linh Hà Nham Thái Khí sau khi chấm dứt ra một đạo đề mục, phàm cởi bỏ này đề chi người mới có thể tiến lên thỉnh giáo. Bất quá vị trưởng lão này ra đề mục một cái so với một cái xảo trá, có nhóm lửa nấu nước, có thư pháp vẽ tranh, có vẻ bùa đấu kiếm, có tìm kiếm tính vật, cũng có say mê giải tự. Vận khí, kỹ năng, nhãn lực, trí tuệ các loại đều là khảo hạch phương diện, mỗi một ngày đề mục tất cả không giống nhau, căn bản không có đệ tử có thể liên tiếp 3 ngày trả lời đề mục. Cũng may mắn ngoại môn những kia giảng sư môn, ngoại trừ ngày bình thường truyền thụ cách đối nhân xử thế đạo lý, còn có thư pháp tranh chữ, cầm kỹ bắn tên, làm nghề y làm thuốc các loại tạp nghệ. Không cầu ngươi toàn bộ tinh thông, chỉ cần tại thế gian hành thời điểm ra đi sẽ dùng có thể. Suy cho cùng ngoại môn những này đệ tử, tuy phần lớn đại đệ tử sẽ tiến vào nội môn tu hành trường sinh phương pháp, nhưng vẫn có một đám đệ tử sẽ bị đưa xuống núi tiến vào các nơi thái hư đạo quan làm đạo sĩ để vì thái hư đạo tông thu thập hương khói số mệnh, truyền bá đạo tông uy danh. Đạo sĩ, đừng xem nghề nghiệp này có các loại thanh quy giới luật, nhưng thái hư đạo tông ra tới hợp cách đạo sĩ, sẽ đem kia những loại văn nghệ kỹ năng biết toàn bộ, có đôi khi cần giao lưu với vương công quý không biết một chút văn nghệ kỹ năng thì thái hư đạo tông mặt mũi phải thế nào đây có thể nói mỗi một vị thái hư đạo tông ra tới đạo sĩ đều là kia loại cao phần tử trí thức sơn y mệnh tướng bói không thể nói toàn bộ tinh thông nhưng nhất định phải có chỗ biết nó cầm kỳ thư họa không thể nói trước mọi thứ tinh thông nhưng nhất định phải biết giám định và thưởng thức như thế mới có thể để cho đạo sĩ này chức nghiệp vượt qua khung ở chung quanh các nước các ngành sản xuất phía trên thậm chí thái hư đạo tông chung quanh tới gần các nước ngoại trừ thái hư đạo tông này một quốc gia giáo bên ngoài không có bất kỳ một nhà đạo môn tồn tại chư quốc gần kề tồn tại thái hư quán này một loại đạo quan cũng làm cho thái hư đạo tông lực ảnh hưởng một mực phóng xạ toàn bộ linh châu khi thái hư đạo tông có thể khống chế sụp đổ của một quốc điều khiển một vực chi sơn thần hà bá hành vân bố vũ đây mới là thần châu mạnh nhất cửu tiên môn một trong uy năng mặc dù những kia phóng ra ngoài xuống đạo sĩ đều là tu tiên đạo phía trên kẻ thất bại, cũng sẽ không để cho bọn họ bằng vào đạo tông tên tuổi để tác quái tác quái, mà là làm cho bọn họ vì đạo tông cường đại mà truyền bá tín ngưỡng, thậm chí bên ngoài những kia tích lũy có lẽ cũng có nhỏ nhất tỷ lệ trúc cơ thành công. Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn đi vào Kim Tuyền Đình sau, đã có 10 cái đồng môn tại ngoài đình bàn phía trên đáp lại hôm nay đề mục. Mà trong đình, vị nào hạt phát đồng nhan râu trắng lão giả nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh đẳng, yên lặng chờ trước mặt kia một bình trà thủy nấu mỡ lại là vẽ tranh lý văn xem cho tới hôm nay đề mục sau thở dài tiểu đệ đi đầu chúc mừng sư huynh đề mục này tiểu đệ vẫn là trực tiếp buông tha đi tuy kim tuyền ngoại môn đối với những kia cầm kỳ thư họa các loại tạp nghệ đều có đọc lướt qua truyền thụ nhưng những thứ chỉ cần thô thô đọc lướt qua là được muốn tinh nghiên chuyên tu liền toàn bộ bằng cá nhân hứng thú đạo chỗ nào cũng có không chỗ nào mà không bao lấy này là tư không trưởng lão thường xuyên nói lời một trong cho nên hắn cũng lợi dụng những này mỗi ngày nang đề cổ vũ tất cả môn nhân tuyển chọn một hai môn kỹ năng tinh nghiên. cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ đến cuối cùng cũng có thể nhập đạo đối với tìm hiểu thiên đạo có trợ giúp rất lớn tại từ từ trường sinh lộ phía trên lựa chọn một môn nghỉ ngơi tài nghệ ký thác tình cảm sâu đậm cũng là có thể bởi vì không phải vẽ bùa múa kiếm kia loại cưỡng chế tính kỹ năng cho nên Lý Văn Ngoại trừ mỗi ngày công khóa những kia luân lý hiếu kinh, thiên lý đạo tạng, đối với cầm kỳ thư họa đẳng tạp nghệ không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn chỗ lựa chọn tạp nghệ là xạ nghệ cung tiễn. Đến mức Khương Nguyên Thần, nhìn thấy hôm nay đề mục cùng hội họa có quan hệ sau cảm thấy an tâm một chút. Cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ bên trong, hắn nhất sở trường chính là hội họa, loại này đề mục đối với hắn mà nói chiếm cứ không nhỏ ưu thế rốt cuộc không như lần trước kia loại đi tìm kim phù các loại chơi trốn tìm đề mục, kia loại toàn bộ bằng vận khí đồ vật nhưng không phải là của mình sở trường A, Khương Nguyên thần thầm nghĩ. Lại đem kim tuyền đình phía trên đề mục tường nhìn kỹ xem, sau đó đối với ngoài đình ngồi xuống hơn 10 vị đồng môn đánh giá rất lâu, Khương Nguyên thần mới nói với Lý Văn, tuy nói là họa trúc, nhưng này hạn định một nén ngang thời gian, hơn nữa muốn hoàn toàn dựa theo trong đình kia một chậu thanh trúc vẽ, thật cũng không là dễ dàng như vậy. Hôm nay đề mục rất đơn giản, chỉ cần tại trong thời gian một nén nhang đem kim tuyền đình bên trong bầy đặt kia một cây thanh trúc vẽ xuống, liền xem như hoàn thành. Hơn nữa hôm nay vấn đạo danh ngạch tổng cộng có ba cái, tiền tam cái hợp cách chi nhân tuyển ra liền xem như chấm dứt. Bởi vì kim tuyền vấn đạo liền tại Linh Hà Thái Khí sau, thế nên tại trên Linh Hà Nham Đại đa số ngoại môn đệ tử còn không có chạy tới, Khương Nguyên Thần từ Thúy Vân Bình mà đến xem như tới khá sớm. Không dám lãng phí thời gian, Khương Nguyên Thần đứng ở ngoài đình chầm chầm vào Thanh Trúc nhìn một vòng, liền tìm một cái chỗ ngồi trống đề bút bắt đầu vẽ. Còn Lý Văn Tắc thì đứng ở ngoài đình, có nhiều hứng thú quan sát những người khác hội họa. Tuy nói lúc này đây đề một đơn giản, chỉ là hội họa Thanh Trúc. Nhưng mỗi một phó bàn trên bàn đều chỉ có một căn bút, một trang giấy, cùng với nhẹ nhàng một cái đĩa mực nước. Nói cách khác căn bản không có từ đầu lại đến thời gian, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần hơi chút có chỗ sai lầm như vậy liền mất đi hôm nay một cơ hội này. Lý Văn tuy tính tình lóc chốc nhưng không thấy được hắn tựu là người ngu, có thể tại 15 tuổi liền đạt tới dưỡng khí hậu kỳ, trừ hắn ra bên ngoài môn vị kia thái thúc tổ chiếu cố, cũng là hắn thiên tư thông tuệ kết quả. Âm thầm cân nhắc một hồi nhi, Lý Văn thầm nghĩ, lúc này đây ám chỉ chính là đại đạo tranh chấp, cho phép vào không cho phép thối, mỗi một nhân cũng chỉ có một lần cơ hội ý tứ thiên địa tất cả chúng sinh đều chỉ có một cái mạng đợi thân tử sau liền hồn quy thiên mà tánh mạng ấn ký triệt để tiêu vong cho nên đối với trường sinh khát vọng mới có các loại trường sinh hỏi phương pháp thông suốt nhưng chính là những này tiên môn bên trong nhân cũng không phải nói chân chính trường sinh bất tử tự là kim đan tu sĩ cũng có thọ nguyên suy bại ngày bởi vì không có cái gọi là luân hồi chuyển thế cũng chỉ có thể thần hồn tiêu tán ở thiên địa ở giữa thời khắc sinh tử có đại khủng bố như vậy vì kia một đường trường sinh cơ hội liền chỉ có thể vĩnh viễn hành tẩu sinh môn, mà không có thể có chút hơi đạp sai. Một bước sai, chính là vạn trượng vách núi vĩnh không yên thân. Lý Văn tại chung quanh đi dạo một hồi, cẩn cẩn giật giật không đi quấy nhiễu những này đồng môn, nhìn xem bọn họ thi họa thanh trúc cũng không khỏi âm thầm nở nụ cười. Lại không luận có hay không nhân họa kỹ cùng Khương Sư Huynh sánh vai, liền là có chút nhân minh biết mình họa sai rồi vẫn không biết hối cải tại này phía trên tiếp tục thi họa, loại này một con đường đi đến hắc tính tình chỉ sợ tại sau này bình xét thời điểm sẽ bị hung hăng ký phía trên một bút A. À. Lý Văn từ hắn vị kia thái thúc tổ trong miệng biết rõ không ít tin tức, tỉ như ngoại môn ngốc đoạn thời gian này cũng có thể tính làm là đạo tông khảo sát phạm vi. Khi đọc sách viết chữ cùng tiên môn, Ngọc Hằng chữ triện, tương tự, nếu như không hảo hảo đọc sách viết chữ sau này như thế nào tu tập đạo môn đạo văn phù chú. Liền này lúc đầu tĩnh tâm đọc sách đều làm không được, cũng đừng hy vọng sau này có thể an ổn thi họa đạo văn nghiên cứu đạo kinh, thậm chí có thể hay không xem hiểu nội môn những kia kinh văn công pháp đều là một vấn đề. Luân lý hiếu đạo là khảo nghiệm một cái nhân bản tính, nếu có nhân miệt thị nhân luân tâm tính âm độc hung ác lệ liền cũng không thể tiến vào nội môn tiếp tục tu hành. Mà tư không trưởng lão những này đề mục càng tại trách nhiệm rất nhiều ngoại môn đệ tử cách đối nhân xử thế cùng xử lý sự tình phương thức phương pháp. Là biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành, vẫn là nên ngừng tắt thì đoạn quay lưng chạy, hoặc là tất cả tuyệt lộ bên trong liều mạng đi ra một đạo sinh cơ. 30 tuổi trúc cơ liền có thể tiến vào nội môn làm trúc cơ hậu tuyển. Này lời nói được dễ nghe, nếu như tâm tính của ngươi đẳng không quá quan, chính là tiến nhập nội môn cũng có thể đem ngươi chút bất tri bất giác phóng ra ngoài bài xích, quả quyết khó có thể trở thành chân chính đích thực truyền đệ tử. Tại Lý Văn chầm chầm vào rất nhiều đồng môn vẽ tranh ngây người thời điểm, Linh Hà Nham bên kia thái khí tu hành rất nhiều đệ tử cũng tốt năm tốt ba đã đi tới. Trương Sư Huynh Lý Văn nhìn thấy bên cạnh mình thêm một người sau, vội vàng đã khởi mời đến. Trương Tử Hào, hôm nay 28 tuổi, là phía trên một đám thu nhận sử dụng ngoại môn đệ tử. Sau về mấy cái kỳ tài ngút trời tại trong vòng 10 năm trúc cơ thành công, hắn lại chỉ có thể chậm rãi bồi hồi tại dưỡng khí viên mãn cảnh giới đi theo Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn những này các sư đệ tiếp tục tu hành sư huynh cũng tới thử một lần lý văn cười nói không được trương tử hào nhìn thấy có mấy người đã bắt đầu tương tác họa lên giao cho tư không trưởng lão xem qua liền lắc đầu nói khương sư đệ đối với hội họa chi đạo tạo nghệ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên có thể chiếm cứ một cái danh ngạch mà những người khác bên trong cũng có vài vị vẽ tranh tiêu chuẩn tại phía xa vi huynh phía trên như vậy thà gửi hy vọng ở bọn họ qua loa thất bại chẳng thà quyết đoán buông tha cho nhân cơ hội này đi ngồi xuống luyện khí. Trương Tử Hào nói xong, liền đột nhiên rời đi. Trương Tử Hào rời đi sau, phía trên nhắm mắt Tư Không trưởng lão đột nhiên trợn mắt thấy bóng lưng của hắn, âm thầm gật đầu, hảo một cái biết điều đích nhân vật, đã minh bạch lúc này đây không có cơ hội, nào như vậy cần phải tại này đau khổ lãng phí thời gian sắp thành lại bại. Tiểu tử này bên ngoài môn phí thời gian hơn 10 năm, phần này tâm tính so về vừa mới ra ngoài môn thời điểm nhưng phải mạnh hơn chỉ cần tại cuối cùng hai năm thời gian trúc cơ thành công, ngược lại cũng chưa chắc không thể nên trên đầu. Nếu như thế, như vậy ngày mai ra đề một thời điểm không ngại chiếu cố hắn thoáng cái. Tư không trường minh bởi vì mấy chục năm trước ma kiếp mà người bị thương nặng, tự thân tu vi khó có thể càng tiến một bước, liền chờ lệnh đến ngoại môn tỏa trấn. Đối với những này ngoại môn đệ tử, sau này tông môn nền tảng, hắn là bảo trì một cái nhưng đề bạc thái độ. Nhìn thấy tính tình không sai đệ tử, liền sẽ đem đề một phạm vi sửa chữa thoáng cái cho bọn hắn một cái tiến tới cơ hội sau đó tư không trường minh ánh mắt bỏ vào khương nguyên thần trên người này một lớp trong hàng đệ tử tối nhân tài kiệt xuất sao chỉ tiếc so về trước hai đời kia hai vị thủ tịch còn kém một bậc trước hai sóng ngoại môn đệ tử bên trong tất cả có một người tại năm thứ bảy thời điểm tựu có thể phá thiên môn một hơi trúc cơ tiến vào nội môn so về kia hai vị mà nói khương nguyên thần thế hệ này còn kém một chút bất kể là khương nguyên thần vẫn là lý văn cũng không bằng hai người kia tư chất bất quá so về kia hai vị mà nói khương nguyên thần tính tình muốn khoan dung rất nhiều bất kể là thật tình cũng tốt dối trá cũng được khương tiểu tử chưa bao giờ chủ động cùng người bên ngoài khơi mào tranh đấu điểm này liền đủ để cho nhân ghé mắt hơn nữa tiểu tử này văn học công khóa mỗi môn đứng nhất so về lâm tử hiên cẩu thả nhưng khá hơn kẻ đó tính tình hào phóng đối đãi chúng ta những trưởng lão này nhưng không giống nguyên thần cung kính như vậy nhớ tới lúc trước kia hai vị thủ tịch đệ tử tư không trường minh đem ba người cẩn thận đối lập một chút lâm tử hiên là nhóm đầu tiên trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất một người dương lăng là nhóm thứ hai trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất một người hai người đều là bảy năm mà đi vào trúc cơ cảnh giới nhưng là hai người một người là tinh thông nhiều loại võ nghệ một người là nghiên cứu các loại văn nghệ một cái tính tình hào phóng thở mạnh phản phất hiệp khách một cái lại nho nhã lễ độ phản phất nhanh nhẹn quân tử cùng Khương Nguyên Thần như vậy khoan dung không màng danh lợi tính tình đều không giống nhau. Những bọn tiểu bối này tính tình ngược lại đủ loại kiểu dáng, theo chúng ta lúc trước bác đại đệ tử vài vị sư huynh ngược lại tương tự. Chỉ có điều không biết trong bọn họ lại có mấy người có thể đứng hàng cửu đại đệ tử chân truyền, kia thủ tịch đại sư huynh tên tuổi rốt cuộc muốn rơi vào nhà ai. Khương Nguyên Thần tập trung tinh thần liên tục đem thanh trúc vẽ xong, liền đi lên kim tuyền đình trình cho tư không trưởng lão xem qua lúc này tư không trưởng lão trước mặt đã xếp đặt vài phó trúc họa ngoại trừ trong đó một bộ bên trong quy bên trong củ thủy mặt trúc họa cái khác mấy tấm trúc họa đều bị tư không trưởng lão soạt hạ không phải mực họa thỉnh thoảng vặn vẹo tự là chỗ họa lá trúc phía trên trúc ngấn cùng thanh trúc bồn hoa không hợp tư không trường minh cầm khương nguyên thần thanh trúc họa nhìn nhìn mới nói mấy ngày không thấy ngươi họa kỹ càng cao minh nếu là đến thế gian cũng có thể làm nhất đại danh họa mọi người khi khương nguyên thần chỗ họa thanh trúc trông rất sống động cùng tư không trường minh bên người kia một chậu bồn cảnh giống như đúc sao về vừa mới kia một bộ hợp cách tác phẩm mà nói càng nhiều hơn một phần ý cảnh khương nguyên thần khiêm khiêm cười tĩnh đẳng yên lặng chờ tư không trường minh bình phán kết quả đương nhiên là họa kỹ không sai bằng không kia trong mộng hơn 10 năm tuế nguyệt chẳng lẽ không phải vô căn cứ khương nguyên thần trong lòng thầm suy nghĩ khương nguyên thần có một chuyện tình có chút bí ẩn chôn sâu trong lòng Tại hắn 7 tuổi năm đó đã từng bởi vì bắt bướm ham chơi mà gặp được tiên duyên. Tại hắn bắt được kia một chỉ thất thải hồ điệp thời điểm, chút bất tri bất giác mê mang ba ngày ba đêm mà bất tỉnh. Lúc nằm mộng, Khương Nguyên thần phản phất đi tới thế giới kia một loại, tại thế giới kia thể nghiệm một lần sinh lão bệnh tử nhân sinh bách thái. Thậm chí hắn sở dĩ phát đạo tâm muốn thành tiên đạo cũng là bởi vì lúc này đây đại mộng tiên du kết quả. Hai thế giới khác nhau rất lớn, kia một cái thế giới ngựa xe như nước không ngừng, lầu cao đứng vững, chính là kia một cái thế giới nhật nguyệt ngôi sao, địa lý hoàn cảnh, văn minh hệ thống cũng cùng cái này thần châu đất đai khác nhau rất lớn. Nhưng hai cái thế giới rồi lại có không ít chỗ tương tự, tỉ như tại thế giới kia trong lịch sử một đoạn thời kỳ, một thân văn phong mạo cùng quần áo phục sức cùng thần châu đất đai có chút tương tự, thậm chí thần châu đất đai đỏ xanh mực họa cũng có thể từ thế giới kia tìm được giống nhau kỹ xảo họa nghệ. Sở dĩ Khương Nguyên Thần có vẻ có chút sớm tuệ, thậm chí họa kỹ có chút tạo nghệ, hoàn toàn là được trợ ở kia một phương thế giới mộng du kết quả. Nơi nào là mộng, nào là thực. Là kia mộng điệp thế giới vi giả, vẫn là chính mình còn đang trong mộng điệp thế giới. Chính là hôm nay Khương Nguyên Thần cũng khó có thể cân nhắc tin tường. Lúc trước ba ngày mộng tỉnh sau, Khương Nguyên Thần cả người đần độn, trực tiếp bị người nhà đưa đến phụ cận thái hư đạo quan khám và chữa bệnh, cũng bởi vậy mới khiến cho hắn có thành tiên đạo suy nghĩ. Khương Nguyên Thần hỏi lúc đầu mục đích chính là tầm một cái chân thôi. Cũng may mắn trong mộng vài thập niên kinh nghiệm nhượng Khương Nguyên Thần có chút lão thành, minh bạch loại chuyện này không thể nói bừa liền không có cáo tri người bên ngoài, mà là từ chối chính mình gần kề ngủ ba ngày ba đêm mà thôi. Bởi vì thần chu đất đai phía trên có rất nhiều yêu linh tinh quái tồn tại, kia thái hư đạo quan quan chủ chỉ cần cho rằng Khương Nguyên Thần là như vậy tình huống, không có cảm giác gian đắc tội một vị tinh quái yêu linh mà bị hí lộng một phen, cũng không có để ý nhiều. Sau đó Khương Nguyên Thần bởi vì nổi lên vấn đạo trường sinh chi niệm liền thường xuyên đi thái hư đạo quan thỉnh giáo vị kia quan chủ đạo trưởng. Đúng là tại vị này quan chủ dẫn dắt mới khiến cho hắn 10 tuổi bái nhập thái hư đạo tông ngoại môn. Là thần lộ quan hệ. Tự hồ là ảo thuật. Tư không trường minh đem hai bức hợp cách tác phẩm đối lập một chút, vừa mới kia một người đệ tử họa tuy coi như là hợp cách, nhưng so với Khương Nguyên thần họa mà nói liền có vẻ bên trong quy bên trong cũ, cứng nhắc bên trong thiếu một phần sinh khí. Không sai. Khương Nguyên thần tự đắc nói, đệ tử tại thanh trúc phía trên lại thi họa vài dọc thần lộ, dựa theo di la tiểu huyển trận lộ tuyến bày ra một cái ảo thuật trận pháp, những người bên ngoài quan sát bức họa này lúc càng nhiều hơn một phần sức sống. Lấy ảo thuật đến lây quan sát giả tâm cảnh, cách nghĩ cũng không phải sai, chỉ tiết loại này một chút thủ đoạn đối với hắn loại này kim đang tu sĩ không có gì trọng dụng tư không trưởng lão lặng yên thầm nghĩ nhưng người này tận lực bắt thanh trúc bồn hoa phía trên một đám sinh cơ ý cảnh dùng ảo thuật phương pháp biểu hiện ra ngoài cũng được cho khó được tái tiến một bước có lẽ có thể do họa nhập đạo bình tĩnh mà xem xét tư không trường minh hôm nay đề mục chỉ là khảo nghiệm chú ý cùng với chuyên chú lực chỉ cần dựa theo tư không trường minh khi cây bồn hoa đem thanh trúc hoàn toàn miêu tả xuống có thể nhưng chiếu miêu tả cái này phát triển không gian cũng đã rất đại là dựa theo thanh trúc hình thái miêu tả đem thanh trúc phía trên mỗi một phiến lá trúc mạch lạc đều nhất nhất miêu tả vẫn là bắt lấy trong đó kia một đám bừng bừng sinh cơ ý cảnh tuy kia vài điểm thần lộ không phải thanh trúc phía trên tất cả nhưng không cần phải nói khương nguyên thần có thể bắt lấy thanh trúc ý cảnh cách làm so về đệ nhất bức hợp cách tác phẩm càng hơn một bậc được rồi ngươi cũng đi lên ngồi xuống a tư không trường minh chỉ vào thẩm bình thành bên cạnh bồ đoàn nói hôm nay bởi vì chỉ có ba cái vấn đạo danh ngạch cho nên tư không trưởng lão vẻn vẹn chuẩn bị ba cái bồ đoàn tại chính mình đối diện bên trái một người là thẩm bình thành ngồi nghiêm chỉnh khương nguyên thần xem bỏ đi cũng đi tới chính giữa trên vị trí tự là trước sau chân công phu lại có một thiếu niên cầm một bộ trúc họa hiện lên đi lên thiếu niên danh thẩm nham tướng mạo lạnh lùng dáng người gầy gò thứ chín tuổi bái vào sơn môn gần kề so với khương nguyên thần nhỏ một chút tuổi nhưng tu vi lại cũng vững vàng đi vào dưỡng khí cảnh giới tư không trưởng lão nhìn thấy kia phó trúc họa sau sắc mặt không vui mà khương nguyên thần dư quan quét đến kia bức họa cuộn tròn sau trên mặt cũng nhiều hơn một phần cổ quái chi ý tranh này vẽ cũng quá kém a à. khương nguyên thần trong giấc mộng thế giới cũng là tinh viết thư họa mọi người đương nhiên nhìn ra được người này họa sĩ chi kém với thẩm nham tiểu tử này thiên vị sát phạt kiếm thuật Đối với loại này tài nghệ tự nhiên dốt đặt cán mai Trưởng lão, đắc tội Thẩm nham đối với tư không trưởng lão xin lỗi một tiếng Trực tiếp cầm trong tay mình bút lông đối với tư không trưởng lão trước mặt bồn hoa vạch tới Tư không trưởng lão ngón tay khẽ nhúc nhích Nhưng tự hồ nghĩ đến cái gì cũng không có động thủ Một bên Khương Nguyên thần nhìn thấy thẩm nham động tác sau cũng bừng tỉnh đại ngộ Theo dõi hắn trúc họa cùng kia một chậu bồn hoa qua lại dò xét ngược lại kia thẩm bình thành nhìn thấy như vậy tình huống sau trực tiếp đối với thẩm nham quát lớn tại trưởng lão trước mặt múa may kiếm thuật ngươi phải bị tội gì tuy hai người đều họ thẩm nhưng này chỉ là một cái trùng hợp hai người cũng là không coi là bổn gia thẩm yến không nói một lời đem thanh trúc bồn hoa cắt sau liền đứng ở một bên khương nguyên thần xem thẩm bình thành vẫn muốn nói lời nói liền đưa hắn câu chuyện ngăn lại thẩm sư huynh hôm nay tư không trưởng lão còn chưa mở miệng sư huynh chớ để vượt qua thẩm bình thành chính như kỳ danh hắn làm người thành thật thật thà phúc hậu cho nên hắn làm hạ kia một bức họa cũng là bên trong quy bên trong cũ lại không thấy khương nguyên thần như vậy tạo nghệ trời cho thi họa trúc ý cũng không như thẩm nham kiếm đi nét bút nghiêng muốn nổi bật mà là cẩn cẩn giật giật đem thanh trúc phía trên thân cành mạch lạc từng cái thi họa vẽ cho nên tư không trưởng lão mới đánh giá hắn họa khô khan trung dung vô có sinh khí thẩm nham sư đệ cách làm không biết trưởng lão thấy thế nào Khương Nguyên Thần đã từng tới đây hỏi nhiều lần, cùng tư không trưởng lão cũng có chút hiểu biết, minh bạch vị trưởng lão này tính tình sau tự trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi thấy thế nào? Tư không trường minh chỉ vào lúc này trụi lũi bồn hoa hỏi Khương Nguyên Thần. Thiên địa đều diệt sinh lộ tận tuyệt, chỉ có một kiếm tranh đoạt sinh cơ. Khương Nguyên Thần cười nói, thẩm nham sư đệ minh bạch chính mình họa công không được, khó có thể đem này thanh trúc hoàn toàn miêu tả xuống, đơn giản liền không họa một mảnh diệp tử gần kề vẽ ra tới một chút làm, sau đó tới đem bồn hoa phía trên diệp tử từng cái bạc đi. Tuy cách làm cực đoan, nhưng chỗ làm trúc họa không phải cũng cùng trước mắt thanh trúc bồn hoa giống như đúc sao. Khi thẩm nham trúc họa mặc dù là một cái trụ cột cũng là siêu siêu vẹo vẹo, cho nên hắn cũng đem trước mặt đường kính thanh trúc làm vót được cuốn éo vặn vẹo khúc. Tư không trưởng lão nhìn qua này một cây mất tức giận thanh trúc im lặng không nói. Linh hoạt tính, Tương tự thẩm nham hôm nay làm tại dĩ vãng cũng không phải là không có phát sinh qua, chính là Khương Nguyên Thần Lý Văn hai người cũng từng làm qua những chuyện tương tự. Dùng thủ đoạn nhỏ lừa gạt người bên ngoài, cuối cùng lấy được một lần vấn đạo danh ngạch. Tu tiên lộ phía trên suy cho cùng nhấp nhô, nếu không hiểu được biến báo cũng khó có thể đi được quá xa. Tư không trưởng lão đem Ngọc Thánh một gõ, đối với ngoài đình chưa đệ tử quát, hôm nay ba cái danh ngạch đã đủ, ngươi chờ ngày mai lại đến A chưa đệ tử đầu bút lông ngừng lại từng cái than thở đem bút lông nhất hoành liền hành lễ cáo lui lại là không công chờ đợi một ngày xem ra ngày mai còn muốn sáng sớm mới là chỉ tiếp kim tuyền vấn đạo bắt đầu thời gian đúng lúc tựu là linh hà thái khí lúc kết thúc xem ra ngày mai chỉ có thể học thẩm sư huynh như vậy đại sáng sớm liền chạy tới chờ đem bên kia thái khí công khóa tạm thời buông xuống bất quá thẩm nham gia hỏa kia ngược lại ngoan độc thật không sợ ác tư không trưởng lão hay sao lại nói tiếp vẫn là khương sư đệ họa kỹ cao thâm nhất, rõ ràng có thể liền ý cảnh cũng bắt xuống. Tốt 5 tốt 3, rất nhiều ngoại môn đệ tử một bên xuống núi làm việc, một bên nghị luận lên. Bởi vì kim tuyền vấn đạo thời gian mỗi ngày đều có, cho nên bọn họ thật cũng không như thế nào vội vàng, tăng thêm bọn họ đại đa số nhân vấn đề tương tự, chỉ cần một cái nhân hỏi thăm đến từ sau liền có thể lấy được ít một đại ban nhân, tự kia loại tìm kiếm tính vật các loại đề mục mà nói nhân số liền chiếm cứ rất đại ưu thế. Lúc này đây khảo nghiệm hội họa năng lực đề mục, bọn họ vốn là tựu không báo bao nhiêu hy vọng. Khương Nguyên Thần xem chưa đệ tử sau khi rời khỏi, cùng tư không trưởng lão xin chỉ thị thoáng cái tựu ra đình đem rất nhiều môn nhân văn chương bàn thu thập lên. Trang xảo khoe mẻ, Khương Nguyên Thần trong giấc mộng đã trải qua một lần khác nhân sinh sau đương nhiên hiểu được như thế nào đòi trưởng bối niềm vui. Mà ở Khương Nguyên Thần bận việc thời điểm, Thẩm Bình Thành đã hỏi xong hắn muốn hỏi tu hành vấn đề trực tiếp đứng dậy xuống núi tiếp tục tu hành đi. Trước khi đi, Thẩm Bình Thành quá dị nhìn một chút Khương Nguyên Thần. Khó trách các trưởng lão thích vị sư đệ này, chỉ cần phần này tri huyện hiểu lễ tựu so với cái kia mau đầu tiểu tử mạnh hơn nhiều, chính mình sau này có lẽ cũng có thể đối với những trưởng lão kia cung kính một ít. Đương Khương Nguyên Thần trở lại bồ đoàn sau, tư không trưởng lão đang tại cùng Thẩm Nham giảng giải kiếm trên đường một vài vấn đề. Bởi vì là ngoại môn đệ tử, cho nên thái hư đạo tông không có khả năng đem chân chính tiên pháp kiếm thuật ngoại truyện cho nên ngoại môn đệ tử biết kiếm pháp gần kề có tam bộ thanh phong phục ma kiếm minh quan trảm yêu kiếm cùng với hiểu nguyệt lăng không kiếm này ba bộ kiếm pháp đủ cho rất nhiều ngoại môn đệ tử bên ngoài hành tẩu sử dụng, cũng là từ một bộ nội môn kiếm pháp hóa giải mà thành, có thể nói là ngoại môn đệ tử bắt buộc. Bất quá thẩm nham yêu cầu kiếm thuật vấn đề cũng là có vài phần tiên gia kiếm đạo ý tứ hàm xúc Khương Nguyên Thần đối với kiếm thuật không lắm tinh thông, tam bộ kiếm pháp gần kề dùng để múa thức mà thôi, ở một bên dự thính trong đó kiếm pháp kỹ xảo cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá tư không trưởng lão tự hồ nhìn ra Khương Nguyên Thần mơ mơ màng màng, liền ngược lại nói, ngoại môn sở truyền ba đạo kiếm pháp chính là nội môn tiên gia kiếm thuật, minh nguyệt lăng phong kiếm, hóa giải, thẩm nham ngươi thiên vị kiếm thuật có thể từ trong cái này tìm hiểu một điểm tiên thiên kiếm ý. Đối với người sau này trúc cơ cũng có trợ giúp rất lớn. Tư không trưởng lão tay phải nhị chỉ ngưng tụ thành kiếm khí, tại hai người trước mặt đem tam bộ kiếm pháp từng cái biểu thị một lần, cuối cùng tam bộ bất đồng kiếm pháp đường đi đột nhiên hợp đến một chỗ, lại đem nhất thức kiếm pháp thi triển đi ra. Khi kiếm khí bắn tới cách đó không xa rừng trúc, trực tiếp đem trong rừng trúc một hàng thanh trúc vót đoạn. Được rồi. Này tiên gia kiếm pháp không phải ngươi hiện nay đang có thể lĩnh ngộ, tạm đi xuống trước đi. Tương Minh Nguyệt Lăng phong kiếm thức mở đầu biểu thị sau, tư không trưởng lão liền đối với thẩm nham hạ lệnh trục khách thẩm nham kỳ quái ít nói đối với trưởng lão chấp chấp tay liền đứng dậy rời đi gần kề lưu lại chính đang suy tư kia đạo kiếm thức khương nguyên thần hắn tuy không hiểu những kia kiếm thuật kỹ xảo nhưng đối với tại ý cảnh loại đồ vật rất am hiểu khi kiếm khí bên trong bao hàm một đạo lăng liệt hàng nguyệt ý cảnh hắn lại cảm giác được đây cũng là tư không trường minh tận lực đối với hắn đề điểm được rồi người tiểu tử không thông kiếm thuật thứ này cũng đừng nhìn nữa tư không trưởng lão đem khương nguyên thần đánh thức ngươi có cái gì muốn hỏi khương nguyên thần đã tới ở đây nhiều lần cùng tư không trưởng lão có chút hiểu biết bằng không cũng sẽ không giúp hắn sắp xếp bàn ghế các loại tư không trưởng lão trước mặt ấm trà đột nhiên minh thanh khương nguyên thần đứng dậy cho tư không trưởng lão cùng mình rót hai chén trà cười đồ nói tiểu tử lưu đến cuối cùng chính là vì tại trưởng lão ở đây hỗn một ly trà ăn tư không trưởng lão chỗ ẩm chi trà chính là linh trà ngoại trừ lá trà là nội môn đặc biệt cung bên ngoài, kia nước trà cũng là kim tuyền phong đặc biệt linh tuyền. Nhẹ hấp một cái linh trà, kia nước trà hóa thành linh khí từ khương nguyên thần cổ họng mà xuống, thuần túy linh khí cùng hắn bổn mạng chân khí dung nhập một chỗ nhượng chân khí của hắn càng lớn mạnh, một ngụm linh trà liền tránh khỏi hắn mấy ngày thái khí công. Chỉ tiết này linh trà tuy hảo, vẫn không có thể đột phá trúc cơ chi cảnh. Tháng một tiếng, Khương Nguyên Thần đem chén trà buông vẫn gấp gáp như vậy muốn đột phá trúc cơ. Tư không trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một vật, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc bày tại Khương Nguyên thần trước mặt. Vật ấy cho ngươi ăn, ngươi có muốn không? Trưởng lão trong lời nói tràn đầy dụ hoặc. Này là... Khương Nguyên thần đem hộp ngọc mở ra khẽ nhìn, trong nháy mắt lại đem hộp ngọc cái khởi trả lại cho tư không trưởng lão, phản phất trong đó là đòi mạng độc vật một loại, bất quá đối với Khương Nguyên thần mà nói vật ấy xác thực cũng coi là đòi mạng vật, trưởng lão, như vậy độc vật liền không muốn xuất ra để dụ dỗ đệ tử. Này trúc cơ đang nghìn thạch khó được, cho không ngươi, ngươi cư nhiên còn không cần. Tư không trường minh cười mỉm đem hộp ngọc mở ra, tam khỏa long nhãn đại màu da cam đang dược đặt trong hộp ngọc. Nếu như là thượng phẩm trúc cơ đang cũng thì thôi, không có bất kỳ tác dụng phụ tiên thiên linh khí có thể trợ giúp đệ tử đem đạo cơ ngưng kết, nhưng những thứ phía dưới phẩm trúc cơ đang hay là thôi đi, đệ tử vẫn là rất tiếc mệnh. Trúc cơ đang dùng để phụ tá trúc cơ tu hành đang dược trong đó lại chia làm tam phẩm đang thượng phẩm trúc cơ đang không có bệnh lên đơn chỉ là một đạo tiên thiên tinh khiết linh khí có thể trợ giúp bất luận cái gì một vị dưỡng khí tu sĩ trúc cơ thành công trung phẩm trúc cơ đang liền chuẩn bị một chút bệnh lên đơn thậm chí trong đó linh khí còn có của mình tạp chất thuộc tính nếu như bởi vậy đang trúc cơ lại không luận trong đó tạp chất linh khí sẽ ở trúc cơ sau hình thành quấy nhiễu chính là kia còn sót lại tai hại cũng muốn tốn hao đại khí lực mới có thể bài xuất chậm trễ sau này tu hành thời gian. Hơn nữa so về thượng phẩm trúc cơ đang mà nói, viên thuốc này hiệu lực cũng không cao lắm, có lẽ muốn liên tiếp dùng mấy viên đang dược đến đột phá. Đến mức phía dưới phẩm trúc cơ đang chớ nói chi là, trong đó bệnh lên đơn quá nhiều, gần kề dùng một khỏa đang dược trúc cơ xác suất thành công cực thấp. Mà nhiều lần dùng phía dưới phẩm trúc cơ đang, nó bệnh lên đơn càng sẽ làm bị thương tập tự thân thậm chí phía dưới phẩm trúc cơ đang đào móc tự thân tiềm lực thúc nguyên mất mạng còn có thể tổn thương căn cơ hao tổn thọ nguyên khi bần đạo đưa cho ngươi một khỏa trung phẩm trúc cơ đang như thế nào tư không trưởng lão lại nói không cần khương nguyên thần lắc đầu liên tục vốn là tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cho mày trưởng lão đừng đùa đệ tử đệ tử vẫn là một lòng tự chủ trúc cơ a phía dưới phẩm trúc cơ đang cũng tốt trung phẩm trúc cơ đang cũng được đối với trước mắt Khương Nguyên Thần mà nói đều là ngăn đạo con cọp, dùng viên thuốc này tất phải muốn trở thành ngày khác sau tu hành trên đường cản đường chi hổ, kéo dài hắn càng tiến một bước tu hành thời gian. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Tư không trưởng lão treo cợt Khương Nguyên Thần sau, mới một lần nữa hỏi. Khương Nguyên Thần nghe vậy, tinh thần chấn động, trịnh trọng nói, trước đó không lâu trưởng lão muốn đệ tử học tự nhiên, kia xin hỏi trưởng lão vì sao tự nhiên. Cực thuộc thiên, giới thuộc địa, nơi đây mọi thứ đều là tự nhiên, tư không trưởng lão không cần nghĩ ngợi, chỉ vào ngoài đình phong cảnh nói, chúng sinh như thế, thiên địa như thế, không thứ gì tại này bên ngoài, tự nhiên chính là đạo. tư không trưởng lão rốt cuộc trải qua không ít tuổi tác, gặp qua không ít đệ tử hỏi thăm trúc cơ phương pháp, cho nên cũng rất rõ ràng khương nguyên thần vấn đề rốt cuộc ở đâu. thái hư đạo tông bởi vì vài thập niên trước vừa mới nghe đón một lần quần ma vây sơn sự kiện từ nay về sau bế sơn môn nghỉ ngơi lấy lại sức thẳng đến 28 năm trước mới bắt đầu thu nhận sử dụng nhóm đầu tiên ngoại môn đệ tử. Đóng lấy nhóm thứ hai là tại 18 năm trước, mà Khương Nguyên Thần thì là tại 8 năm trước đệ tam sóng ngoại môn đệ tử. Bởi vì Thái Hư Đạo Tông thích từ nhỏ thu nhận sử dụng đệ tử, nó lựa chọn tuổi trẻ cũng tự là 7 tuổi đến 13 tuổi đồng nam đồng nữ môn. Cho nên tại lùng thứ nhất ngoại môn đệ tử lúc, Mặc dù có đệ tử tại 10 năm bên trong trúc cơ thành công mà xếp vào nội môn, nhưng còn lại các đệ tử vẫn có thể tiếp tục cố gắng tại 30 tuổi trước đúc thành tiên cơ. Nhưng là theo đợt thứ hai đệ tử đồng dạng có nhân tại trong vòng 10 năm trúc cơ sau, phía trước lùng thứ nhất còn lại tới những người kia liền nhiều hơn vài phần táo bạo. Thậm chí bọn họ tại Khương Nguyên Thần bắt đầu tu hành sau đã vượt qua ba mươi mấy tuổi, gặp phải chính là xuống núi Quy Phạm hoặc là tiếp tục tu hành hai con đường, Tư Không trưởng lão trong tay Trúc Cơ đang chính là vì bọn họ chỗ chuẩn bị. Khương Nguyên thần hôm nay không có gì hơn là nhìn thấy những người này nghĩ tới chính mình sau này bi thảm tràn cảnh, vạn nhất mình không thể tại 10 năm bên trong Trúc Cơ thậm chí phí thời gian đến 30 tuổi sau khả năng, vì vậy mà buồn lo vô cớ thôi. Xem Khương Nguyên thần đau khổ suy tư chính mình nói, Tư Không Trường Minh suy nghĩ nói, tiểu tử này sớm tuệ, tuy tại nhiều khi có trợ giúp hắn tu hành, nhưng chính vì hắn tâm tư quá nhiều cho nên loại này thời khắc ngược lại không giống Lý Văn như vậy trẻ sơ sinh tâm tính. Tư không trưởng lão tư bỏ đi, nhưng tiện nói, ngươi lên núi cũng có 8 năm, nơi đây tiên thiếu nhiễm hồng trần, kia đã vô pháp tỉnh tâm xâm đạo, không ngại xuống núi du lịch một phen thuận mang về thăm nhà một chút. Minh Bạch Khương Nguyên Thần là nhìn thấy những kia kẻ thất bại cố hữu chút thỏ tử hồ bi tâm tính, tư không trưởng lão liền muốn nhượng hắn xuống núi du lịch một phen. Học tự nhiên, này tự nhiên bao dung phạm vi quá rộng, kia danh Sơn Đại Xuyên là tự nhiên, Hồng Trần Bách Thái đồng dạng cũng là tự nhiên. Đã Khương Nguyên Thần tại Thanh Tịnh Linh Sơn phía trên không thể ngộ đạo trúc cơ, không thể nói trước Khương Nguyên Thần cơ duyên liền ở nhân gian. Tiện tay đem một khối lệnh bài giao cho Khương Nguyên Thần, tính tính thời gian, hôm nay cũng nên đến ngoại môn xuống núi thu mua thời gian, ngươi tự đi theo ngoại môn chấp sự trưởng lão đi nhân gian đi một lần A, sau tiện thể có thể trở về gia nhìn một cái, hơn nữa ở chung quanh trần sở nhị quốc du lịch thoáng cái. Tiếp nhận lệnh bài, Khương Nguyên Thần đối với tư không trưởng lão nói tạ sau liền đi ngoại môn thứ vụ đường. Ngoại môn thứ vụ đường là thái hư đạo tông quản lý ngoại môn kim tuyền phong cơ cấu, cho nên lại được xưng là kim tuyền đường. Đường phía dưới thiết ngũ tư phụ trách ngoại môn đệ tử các mặt, có chuyên quản giặt quần áo nấu cơm múc nước đốn củi việc vặt vảnh tư, có phụ trách ngoại môn giới luật hành giới tư, có phụ trách biết văn giải tự chỉ đạo tu hành dạy học tư, có tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài hành tẩu bố hành tư, còn có lớn đến các loại pháp khí phụ lục nhỏ đến dầu muối tương giấm chua phụ trách các loại vật phẩm để đặt trữ vật tư mà để cho tiện kim tuyền đường ngũ tư cùng ngoại môn đệ tử chỗ ở đều kiến cùng một chỗ hồi phong cốc hồi phong cốc ở vào kim tuyền phong dưới chân cùng linh hà nham thừa lộ đài cũng xưng kim tuyền phong tam cảnh cũng là kim tuyền phong linh khí nồng nặc nhất ba cái địa phương một trong linh hà nham là rất nhiều đệ tử tu hành chi địa mà thừa sân phơi tại kim tuyền phong đỉnh thu liễm kim linh nước suối vẫn tại kim tuyền đình phía trên vài dặm xa ngoại môn thứ vụ đường quyền lợi tuy không lớn nhưng cũng đều là nội môn đệ tử đảm nhiệm các loại chức vị nói như vậy đều là tâm động ngọc dịch kỳ lão nhân bởi vì tu hành con đường phía trước vô vọng lại không có thể xuống núi cho nên bên ngoài môn lãnh cái chấp sự nhiệm vụ ngoại môn đệ tử ngồi ăn rồi chờ chết không chừng tự bên ngoài môn phát hiện cái gì lương tài Mỹ Ngọc sớm đầu tư, đợi sau này nó tu vi lại thành còn có thể có chỗ hồi báo, không thể nói trước sau này còn có xoay người cơ hội. Khương Nguyên thần đi vào bố hành tư sau, khi đang tại tính toán như thế nào ra ngoài thu mua lý kiến trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử rõ ràng tới nơi này rồi. Ngoại trừ hàng năm đầu năm cúng bái hành lễ lễ mừng ngươi xuống núi một lần, năm đó cũng không thấy ngươi đi ra tiếp nhận vụ, lần này ngược lại kỳ lạ quý hiếm a lý kiến chính là lý văn thái thúc tổ khương nguyên thần bởi vì cùng lý văn quan hệ không tệ cùng vị trưởng lão này càng thêm vê quen thuộc thậm chí khương nguyên thần có thể biết được rất nhiều các trưởng lão tính tình cũng là ỷ lại vị tiền bối này này là tư không ý tứ của trường lão nói là đệ tử tại thâm sơn sống mà không dính nhân khí liền mượn này thu mua ngày xuống núi đi vừa đi nhìn một cái ngô lý kiến vuốt của mình chồng râu dê tư không trưởng lão nói cũng có vài phần đạo lý người xuống núi đi một chút không thể nói trước cũng có thể trúc cơ thành công lý kiến là ngọc dịch tu vi trưởng lão cự ly điều hòa long hổ hoàng nghiền kết đang chi kỳ dĩ nhiên không xa hắn kiến thức tự cũng không yếu khương sư huynh muốn xuống núi sao lý văn đột nhiên từ dưới quầy mặt chui ra đối với lý kiến trưởng lão nói thái thúc tổ hài nhi hôm nay cũng đến bình cảnh lúc cũng muốn xuống núi chuyển một vòng Lý Văn đang hỏi đạo chấm dứt trước liền chạy tới Lý Kiến trưởng lão bên này bản ghi chép các loại sổ sách, nghe Khương Nguyên thần đích lời lập tức lên tính tình. Lý Kiến liếc mắt, ngươi xem náo nhiệt gì? Đến ngươi dưỡng khí đại viên mãn lúc mới nói a. À. Vừa mới chạy ở đây không có nhiều công phu, đã nghĩ lười biến mặt kệ sống. Lý Kiến đánh bàn, những Lý Văn tiếp tục tính toán một tháng này ngoại đường sổ sách. Lý Kiến bởi vì mấy chục năm trước kia một hồi ma kiếp, Hắn đạo cơ bị hao tổn mà con đường phía trước bị ngăn trở tu hành chậm chạp, cho nên cố ý trong năm hậu đại từ đó chọn lựa kiệt xuất tộc nhân bái nhập Thái hư đạo tông. Dĩ cầu ra một vị kim đang tu sĩ hảo trong năm mình. Lý Văn là thế hệ này Lý thị tộc nhân bên trong thiên tư tốt nhất chi nhân, cho nên Lý Kiến đối với cái này hậu bối nhưng bảo bối được ngay. Hận không thể thời khắc theo dõi hắn cố gắng tu hành, không cho hắn có một khắc nhàn rỗi. Lý lão không ngại khiến cho Lý Văn cùng đi theo một lần a. À. Hắn tại trên núi cũng không hảo hảo tu hành, không ngại đi hồng trần bên trong nhìn xem cũng tốt gõ hắn một phen. Khương Nguyên Thần trong lòng khẽ động, âm thầm đối với Lý Kiến trưởng lão truyền âm nói. Tu tiên cơ duyên là bậc nào trân quý? Cũng tự là Lý Văn thiếu niên tâm tính mới không biết quý trọng. Vào đời đi một lần nhìn người thế vội vàng trăm năm khô cốt, tự nhiên cũng sẽ xúc động đạo tâm mà dạy trường sinh chi niệm. Lý Kiến ngẫm lại, cũng là có chuyện như vậy, lúc trước chính mình không phải là như vậy mà khát vọng trường sinh sao. Thôi, vậy mang ngươi đi một chuyến A, chỉ là dọc theo con đường này ngươi không thể gây chuyện thị phi mới là. Lý Kiến nghiêm túc nói, Lý Văn tiểu tử hoặc bác tính tình nếu bên ngoài gây chuyện thị phi, chính là hắn cũng không tốt che chở. Hài Nhi biết rõ. Lý Văn mừng rỡ, vội vàng lôi kéo Khương Nguyên thần đi mời giả. Tại việc vạch vảnh tư cùng dạy học tư, Khương Nguyên thần cùng Lý Văn cũng đều có công khóa của mình muốn làm. Khương Nguyên thần cùng Lý Văn mỗi ngày cũng phải đi chẻ củi nấu nước, này xuất môn sau đương nhiên cũng đem những công việc này giao cho người bên ngoài. Mà dạy học tư bên kia mấy ngày không lộ diện đi học, cũng muốn cùng những kia giảng sư môn báo chuẩn bị một câu. Sau, đem tùy thân quần áo cùng tiền bạc nguyên bảo thu thập thoáng cái hai người mới đi theo Lý Kiến xuống núi môn đi đến. Bất quá trời núi môn cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng cũng cần bọn họ tại sơn môn khẩu những kia thủ sơn đệ tử chỗ báo chuẩn bị, hơn nữa lưu lại đại khái khi trở về giang. Lý Kiến cùng Lý Văn là vì ra ngoài thu mua, cũng là dĩ vãng trước sau như một làm vẫn còn thuận tiện. Mà Khương Nguyên thần ra ngoài du lịch cần có thời gian quá nhiều, chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm, may mắn quan lại không trưởng lão ban thưởng hạ lệnh bài, lúc này mới đè xuống thủ ấn bắt được môn dẫn thuận lợi vượt qua kiểm tra. Khương Nguyên thần lão gia tại Thái Hư Đạo Tông Bụng, cự ly thái hư đạo tông sơn môn cũng bất quá ngàn dặm đường đồ có lý kiến trưởng lão vị này ngọc dịch kỳ tu sĩ khống chế phi hành pháp khí từ trên không phi sơn vượt qua hà ba người không bao lâu liền đi tới khương nguyên thần quê quán khương nguyên thần kim tuyền vấn đạo sau còn chưa quá giờ thìn ba người thu thập chuẩn bị lên đường ra ngoài lúc cũng bất quá giờ tị canh ba tại lý kiến phi hành pháp khí phía dưới gần kề giờ thân nhị khắc liền đến nơi ở của khương nguyên thần thanh lâm trấn Thanh Lâm Trấn là sở quốc một cái vắng vẻ tiểu trấn, tôn giáo tín ngưỡng dùng thái hư đạo tông vi tôn. Tiểu trấn bên cạnh kia một tòa thái hư đạo quan đem chữa bệnh chữa bệnh, thổ địa tín ngưỡng, xem bói hung cát, giờ lành ngày dỗ các loại quyền năng kể hết ôm đồn. Suy cho cùng nơi đây thổ thần cũng là thái hư đạo tông sắc phong mà đến, thậm chí kia thổ thần từ đường thần miếu cũng đều tồn tại trong đạo quan, xem như này tiểu trấn thái hư đạo quan chuyên chúc tín ngưỡng thần một trong, ngày thường cũng sẽ bảo vệ thái hư đạo quan an toàn. Lý Kiến mang theo Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn thẳng vào Thái Hư Đạo Quan bái kiến này quan quan chủ. Chớ xem thường những này quan chủ, nếu như là từ ngoại môn ra tới quan chủ, lại không từng đem quan chủ chi vị truyền cho người bên ngoài, như vậy chỉ cần tính toán tuổi của bọn hắn cũng cũng không nhỏ. Thái Hư Đạo Tông gần 30 năm ngoại môn đệ tử còn không có nhất đại đệ tử phóng ra ngoài, nói một cách khác vị này trịnh quan chủ cũng là tại lúc trước ma kiếp trước tự tới nơi này làm quan chủ. Ma kiếp đến nay cũng qua hơn 50 năm, ít ỏi dưỡng khí cảnh giới tuyệt đối không có khả năng như thế trường thọ, nói cách khác hắn bên ngoài phóng này trong mấy chục năm tất nhiên trúc cơ thành công. Lý kiến làm nội môn chi nhân, mặc dù đối với loại này ngoài chăn phóng sau đau khổ tu hành mà thành trúc cơ tu sĩ có chút bội phục, nhưng là chỉ thế mà thôi. 113 tuổi trúc cơ tu sĩ, còn có cái gì tiềm lực đáng nói? Sau này không chiếm được đạo tông trợ giúp cũng bất quá là so với cái kia tán tu đãi ngộ nhiều thôi. Trịnh Hành Phong vốn là tại quan bên trong kiểm kê hôm nay hương khói dầu tiền, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có một cổ thái hư tử khí du đảng, lập tức kịp phản ứng là thái hư đạo tông có người tới, vội vàng mang theo vài cái đạo sĩ đi ra đón chào. Nguyên lai like là Lý Sư Huynh. Khi Trịnh Hành Phong nhìn thấy Lý Kiến sau kinh ngạc nói, hai người bọn họ có thể nói là đồng nhất bán buôn tiếng vào ngoại môn đệ tử, chỉ tiếc hai người sau cảnh ngộ thiên xoa địa biệt. Một cái tiếng vào nội môn tu hành tiên pháp đạo trường sinh, một cái ngoài chăn phóng đạo quan phí thời gian thời gian. Trịnh sư đệ Lý Kiến sớm nghe Khương Nguyên Thần nói về, cũng chấp tay nói, sư đệ bên ngoài trấn thủ một phương hơn 10 năm, hôm nay trúc cơ công thành bước vào tiên môn thật đáng mừng. Trịnh Hành Phong lắc đầu, tiểu đệ mười mấy năm trước thọ nguyên sắp hết, liền từ sư môn bên kia đòi được hai khỏa phía dưới phẩm trúc cơ đan, mượn này trúc cơ duyên thọ dùng kéo dài hơi tàn thôi, sau này đại đạo tu hành thật sự không dám nghĩ a. À. Trúc Cơ được xưng là tiên phàm cửa thứ nhất, tại sao Trúc Cơ liền có thể kéo dài thọ tuổi, tuy dùng xuống phẩm Trúc Cơ đang đồng dạng cũng sẽ hao tổn bộ phận thọ nguyên, nhưng tăng tiến bộ phận cũng đủ cho Trịnh Hành Phong mang đến một ít hy vọng, ít nhất nhượng hắn miễn cưỡng kéo dài vài thập niên thời gian. Lý Kiến cười cười, đem sau lưng Khương Nguyên thần nhượng đi ra. Coi như mình không thể tiếp tục tu tiên, nhưng bằng vào lúc trước kia một đoạn thiện duyên không thể nói trước cũng có một điều tiến tới chi lộ. Lại là ngươi trịnh hành phong nhìn thấy lý kiến sau lưng khương nguyên thần sau hiểu rõ nói là trở về thăm cha mẹ vâng khương nguyên thần từ lý kiến sau lưng đi ra đối với trịnh hành phong thi lễ nói những năm này đa tạ trịnh lão chiếu cố đệ tử thân thiết mới khiến cho đệ tử thiếu thiếu buồn lo về sau chuyên tâm tiên đạo tương tự khương nguyên thần loại này tiến vào ngoại môn tu hành đệ tử cha mẹ của hắn thân thiết cũng sẽ bị chung quanh thái hư đạo quan hảo hảo chiếu kháng đây cũng là thái hư đạo tông sở dĩ đem thế gian thế lực trải rộng ra lớn như vậy nguyên nhân một trong tiên đạo rốt cuộc không giống ma đạo như vậy tuyệt tình diệt nghĩa tiên đạo tu sĩ mỗi người đều có của mình thân thiết thà chính mình một người đi kết nhân quả an trí thân thiết ngược lại không ngại phó thác tông môn cùng nhau chiếu kháng tiện thể còn có thể tăng lên toàn bộ tông môn lực ngưng tụ cẩn thận dò xét phía trước thiếu niên áo lam trịnh hành phong thầm thang quả nhiên là tu tiên chi tài ít ỏi 8 năm liền bị kịp được chính mình lúc trước vài thập niên tu hành. Chỉ sợ hắn lần này trở về cũng là vì nhìn xem cha mẹ thân thiết, sau đó chuyên tâm trúc cơ dĩ cầu tiên duyên A. Trong lòng khẽ động, Trịnh Hành Phong cũng cân nhắc minh bạch lý kiến ý ở ngoài lời. Không sai, nếu như Khương Nguyên thần sau này tu hành thành công, không thể nói trước cũng có thể dẫn thoáng cái chính mình, cho dù không thể tại tiên lộ tinh tiến cũng có thể giúp mình đòi một cái sắc mệnh thần chức dùng mà thần chi thân thể bảo vệ tự thân hồn phách bất diệt. Không sao, bần đạo cũng chỉ là dựa theo tông môn quy củ đối với đệ tử thân thiết trong non. Ngươi kia cha mẹ tự có nghề nghiệp, tăng thêm ngươi huynh trưởng thay ngươi tận hiếu, ngươi cũng nên yên tâm. Trịnh Hành Phong nói liền đem ba người đón đi vào. Nói chung, ngoại môn đệ tử gia thuộc gần kề nhưng phù hộ ba cái danh ngạch, ngoại trừ cha mẹ quan hệ huyết thống bên ngoài còn có một đại chính mình tận hiếu huynh đệ tỷ muội. Thanh lâm trấn chỗ này thái hư đạo quan tuy quy mô không thể so với ngoại môn khổng lồ, nhưng chánh điện túc mục trang nghiêm tự có một cổ hương khói linh quan tồn tại. Ba người sau khi đi vào, xem trong chánh điện kia tam tôn trang nghiêm thần tượng, liền cung kính mời tam trụ mùi thơm ngát đối với tam tôn thần tượng lễ bái. Mỗi một chỗ thái hư đạo quan chỗ tôn kính tam tôn thần tượng cũng không tận giống nhau. Ngoại trừ trung tâm kia một tôn là thiên dương tiên quân, thái hư đạo tông tiên đạo truyền thừa tổ sư bên ngoài. Mặt phải kia một tôn là thái hư đạo tông sáng lập ra môn phái tổ sư tử dương chân nhân, mà mặt phải một tôn chính là căn cứ mỗi một tòa đạo quan tình huống đem chung quanh mà thần tác làm tế tự. Tại thanh lâm trấn bên này, chính là nơi đây thổ thần vinh công. Khương Nguyên thần cung kính đem tam tôn thần tượng từng cái tế bái sau, liền đối với Lý Kiến cùng Trịnh Hành Phong nói, đệ tử nghĩ về trước đi nhìn xem trong nhà tình huống, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Đi à, vừa vặn bần đạo cũng muốn cùng Lý Kiến sư huynh hỏi thăm thoáng cái nội môn chuyện tình. Lý Kiến nheo mắt, minh bạch vị này có lời muốn nói, liền với Lý Văn nói, Lý Văn, ngươi cũng cùng sư huynh của ngươi đi bên ngoài nhìn xem a. À. Lý Văn hiếu kỳ tại thanh lâm trấn trái phải nhìn quanh, này thanh lâm trấn cùng hắn sinh trưởng La Giang thành khác nhau rất lớn. Thanh lâm trấn xưa cũ, mơ hồ lộ ra một cổ cổ xưa tan thương ý tứ hàm xúc. Không hổ là tồn tại mấy trăm năm tiểu trấn, bởi vì chỗ vắng vẻ rồi biến mất có kinh nghiệm chiến hỏa. Lại không thấy những kia đại thành trấn phồn hoa, cũng không giống tiểu thôn tiểu hương như vậy đơn sơ, bàn về tới đây tiểu trấn lịch sử so với sở quốc kiến quốc lịch sử còn muốn sớm. Lý văn mọi nơi nhìn quanh, tại này thấy được rất nhiều cũng chỉ có đại thành trấn tài năng chuẩn bị các loại cửa hàng, tương tự son, cửa hàng bạc, khi trải các loại. Nhớ rõ sư huynh trong nhà là mở thư tứ tiệm sách đúng không? Thư tứ, chính là dùng buôn bán sách vở mà sống thương gia, thỉnh thoảng còn muốn buôn bán thoáng cái giấy và bút mực các loại, có khi còn có thuê sách vở sinh ý, tuy thanh lâm trấn không lớn nhưng cung dưỡng cả nhà bọn họ năm người lại cũng đầy đủ rồi. Ừ. Lúc cách mấy năm đi ở trên đường đá xanh này, Khương Nguyên Thần trong lòng cũng có chút phức tạp. Tại chính mình không bao lâu bắt bướng nhập mộng trước, cũng từng ở này trên đường nhỏ cùng rất nhiều tiểu đồng bọn vui sướng chơi đùa. Nhưng hôm nay vài năm vội vàng, chắc hẳn những người kia cũng đã lập gia đình a khương nguyên thần dựa theo trong trí nhớ đường nhỏ thẳng nhận được bản thân lúc trước thư tứ bên kia đột nhiên sững sờ vốn là lạnh lùng thư tứ điếm chẳng biết lúc nào đổi thành một nhà son phấn cửa hàng không ít phu nhân thiếu nữ tại ra ra vào vào do dự một chút khương nguyên thần đi một bên tiệm gạo hỏi thăm tình huống thế mới biết kia thư tứ đã sớm đem đến trấn nam khu vực quả nhiên là người vật không còn thôi trực tiếp đi về nhà nhìn xem a à. đã trịnh lão không có tận lực cáo tri chính mình nơi ở dời nghĩ như vậy cần phải vốn là phòng ốc hẳn là vẫn tại a à. khương nguyên thần đi rồi kia mễ trải bên trong một thanh niên như có điều suy nghĩ nhìn xem khương nguyên thần bóng lưng này nhân thoạt nhìn rất quen mặt a à, giống như đã gặp nhau ở nơi nào làm sao vậy nhị lan một tuổi trẻ phụ nhân từ một bên tiệm trang sức đi ra bồi phía trên nam tử cánh tay không có gì chỉ là cảm thấy vừa mới cái kia hỏi đường đích nhân có chút quen mắt mà thôi. Khi Khương Gia Thư Tứ đã sớm tại mấy năm trước đem đến Nam Thị, lại không nghĩ cư nhiên còn có nhân hỏi thăm nhà hắn tình huống. Vương Viễn đối với thê tử cười một chút, ngược lại đem Khương Nguyên thần chuyện tình vứt chi sau đầu. Hai vợ chồng đem mua tốt son, Mễ Lương nhắc tới tự trở về nhà đi. Sư Huynh nhận thức vừa mới kia nhân. Ừ, xem như thiếu niên bạn chơi a. À. Khương Nguyên thần thuận miệng ứng một câu, chỉ tiếc tuế nguyệt vội vàng, năm đó không bao lâu bạn chơi gặp mặt lúc lại chưa từng quen biết. Khương Nguyên thần dựa theo ký ức mang theo Lý Văn Qua ngõ đi tới một mảnh dân cư. Ở đây ngược lại không giống thư tứ bên kia thay hình đổi dạng, tuy thoạt nhìn nhiều hơn vài phần cũ nát cảm giác, nhưng Khương Nguyên thần y theo trí nhớ của mình lờ mờ cũng nhìn ra được vốn là phong mạo. Năm ngôi nhà thường thường bậc trung, Khương Nguyên thần đi vào cửa nhà mình không khỏi nhiều hơn vài phần chần chờ. Nhẹ nhàng cài vang lên kẻ đập cửa, Đợi nửa ngày cũng không thấy có nhân đi ra mở cửa. Cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, cũng không có ai hoạt động dấu hiệu. Chắc hẳn bá phụ bá mẫu đều ra ngoài rồi. Lý Văn nói, chúng ta trực tiếp vào xem. Gật gật đầu, Khương Nguyên thần là một cái xuyên tường thuật, tiện lợi tiên tiến nhập, sau đó Lý Văn cũng thi triển pháp thuật đi vào. Khương Nguyên thần là thứ tử, phía trên có một cái ca ca, phía dưới có một cái đệ đệ. Bởi vì vì bọn họ gia còn được cho thường thường bậc trung, kia trong phòng cũng là có của bọn hắn chuyên chúc gian phòng. Bất quá khi Khương Nguyên Thần tiến đến về sau, ngoại trừ chủ phòng bên kia còn bảo trì nguyên dạng bên ngoài, mặt phải kia ba cái song song mà kiến phòng nhỏ hôm nay gần kề thừa lại hai cái, một lớn một nhỏ tự hồ là đem chính mình trước kia kia một gian phòng ốc nhập vào gian phòng của đại ca bên trong. Khương Nguyên Thần ánh mắt ngưng tụ, liền đẩy cửa ra đi vào hắn gian phòng của đại ca nhìn nhìn. Song hỉ chăng, Nguyên ương gối với đại ca cũng đã đến cập quan chi năm làm sao có thể không cưới thê nhìn đại ca của hắn chỗ ở khương nguyên thần lẩm bẩm nói đại ca không có chuyển đi ra ngoài ở nhưng vì lấy vợ sinh con đem ta kia gian phòng gộp cũng là có thể lời tuy như thế nhưng khương nguyên thần trong lòng vẫn có điều mất vọng sau đó khương nguyên thần lại tiến nhập đệ đệ của hắn phòng nhỏ khương nguyên thần đệ đệ so với hắn nhỏ ba tuổi lúc trước khương nguyên thần mười tuổi bái nhập thái hư đạo tông hắn kia tiểu đệ đệ ngược lại khóc xui xẻo rầm, tình cảm của hai người thật cũng không sai. Đi vào nhìn nhìn, trong đó những kia trang trí lờ mờ có thể thấy được lúc trước một ít dấu vết. Từ trên bàn cầm lấy một thiên viết xong tác phẩm xem, Khương Nguyên thần vui lên, nguyên lai tiểu tử này chuẩn bị từ văn làm quan, bất quá mượn sử ngụ này cũng không thể như vậy dễ hiểu. Theo tay cầm lên trên bàn một căn bút lông cừu bút, tại tác phẩm này phía trên phê bình chú giải một phen, mới đưa tác phẩm phục lại trấn tại nghiêng mực dưới đài sư huynh cái này thoạt nhìn giống như là bút tích của ngươi a à. lý văn từ đầu giường cầm qua một cái tượng điêu khắc gỗ tại tượng điêu khắc gỗ phía dưới thấy được một cái thần tự đem tượng điêu khắc gỗ lão hổ tiếp nhận vuốt phía trên cái kia khắc ngấn Khương nguyên thần có chút cảm khái là ta lúc đầu chính mình tạo hình món đồ chơi trước khi đi đưa cho tiểu đệ không nghĩ hắn còn giữ đem tượng điêu khắc gỗ thả trở về hai người lại tiến nhập chủ phòng nhìn nhìn khương nguyên thần cha mẹ cuộc sống tình huống có thể tiến hành trong phòng sạch sẽ đệm chăn chỉnh tề quần áo cũng không ít phần lớn đều là không có miếng vá làm sạch quần áo mẫu thân đồ trang sức cũng so với nguyên lai like nhiều hơn không ít chắc hẳn nhị lão cuộc sống cũng không tệ lắm khương nguyên thần đi dạo sau lại đi phía bên phải phòng bếp xem xét trong nhà cuộc sống tình huống củi gạo dầu muối tương giấm một cái cũng không thiếu cũng không có thiếu mới lạ rau dưa hẳn là sáng nay vừa mới mua về tới a xem ra tựu là đại ca thành thân sau trong nhà cũng vẫn không có trở ngại đó là đương nhiên chính là sư huynh ngươi hàng năm đưa về tới những kia ngân lượng cũng đủ bọn họ sử dụng lý văn cười nói khương nguyên thần bọn người hàng năm đầu năm đều xuống núi tố pháp sự thậm chí còn từng đi qua vương cung chủ cầm quốc tế thần tự khương nguyên thần lúc trước còn bị sở quốc quốc chủ ban thưởng hạ bạc trăm lượng bởi vì khương nguyên thần một lòng tu đạo đại đa số tiền bạc cũng đã tống về với ông bà cho nên liền là hắn người nhà cái gì cũng không làm cũng có thể duy trì của mình ấm no cuộc sống thôi hôm nay đã không thấy được mặt như vậy khương nguyên thần trong lòng có chỗ đi ý đột nhiên liền nghe được chỗ cửa lớn truyền đến mở khóa âm thanh sau đó hai vị phụ nhân làm bạn đi đến trẻ tuổi phụ nhân mặc dù nói không được mặt mày ngọc mạo nhưng tướng mạo cũng coi như không có trở ngại mà nàng dần dần hở ra bụng cùng với đối với người bên ngoài trung niên phụ nhân kia miệng nói mẫu thân cũng nói sáng tỏ thân phận của nàng. Chẳng lẽ lại ta sắp làm thúc thúc hay sao? Khương Nguyên thần tự dễu một câu sau chuyên chú chầm chầm vào một bên trung niên phụ nhân. Mẫu thân già rồi, trên đầu tóc trắng so với 8 năm trước nhiều hơn rất nhiều, mà trên mặt cũng so với trước kia nhiều hơn vài phần tan thương. Khương Nguyên thần cẩn thận dò xét mẹ của mình âm thầm thầm nghĩ. Hai vị phụ nhân cười đi vào chủ phòng, Đối với trong đình viện đứng thẳng Khương Nguyên thần cùng Lý Văn nhìn cũng không nhìn liếc. Sư huynh. Lý Văn xem bản thân sư huynh trong nháy mắt thi triển ảo thuật đem chính mình hai người thân hình che lấp, liền nhỏ giọng hỏi, sư huynh không đi lên tương kiến. Thôi. Cuối cùng là tiên phàm chi cách, lúc này đây gặp mặt sau không biết tiếp theo lại phải chờ tới khi nào, cần gì phải cho lão thái thái cái này niệm nghĩ. Khương Nguyên thần lẩm bẩm, lại nói tiếp, mẫu thân năm nay cũng đã 40 tuổi bất hoặc chi niên, nàng ngày sinh cũng sắp đến rồi. Lại lần nữa thi triển xuyên tường thuật, Khương Nguyên Thần đi tới đệ đệ của hắn phòng nhỏ, cầm lấy trên bàn bút lông cừu bút cùng một tấm mới tinh tuyên giấy, liền thi họa một tấm tiên đồng chút thọ đồ. Một cái không công mập mạp tiên đồng ôm một cái phấn hồng đại quả đào, kia quả đào trung tâm viết một cái cổ thể truyện thọ tự. Theo cái kia thọ chữ viết xong, cả phó họa nhiều hơn một phần linh động, một cổ không hiểu huyền khí tràn ngập tại chút thọ đồ phía trên. Tại thọ đồ phía trên lưu lại một đạo chúc phúc phù chú sau, Khương Nguyên thần lại lấy ra một trang giấy lưu lại chính mình đã tới tờ giấy, liền lại lần nữa rời đi phòng nhỏ. Đem vạt áo thu hồi, Khương Nguyên thần tại đình viện cung kính đối với mẫu thân liền dập đầu ba cái mới mang theo Lý Văn xoay người rời đi. Tại Khương Nguyên thần dập đầu thời điểm, chủ trong phòng trung niên phụ nhân hình như có chỗ cảm giác một loại nhìn về phía trống rỗng đình viện. Mẫu thân. Làm sao vậy? một bên thiếu phụ xem bà bà nhìn đình viện sững sờ xuất thần vội hỏi nói không có gì chỉ là đột nhiên có chút thương cảm trung niên phụ nhân lấy lại tinh thần lại nói tiếp ngươi cũng là phụ nữ có mang trong khoảng thời gian này liền hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng thai a nếu thật là có chuyện gì chỉ để ý lớn tiếng la lên tựu được cách vách vương thẩm cũng là chúng ta lão hàng xóm nghe được gặp chuyện không may sẽ không mặc kệ sau đó hai vị khương phu nhân liền an thai dưỡng thân bắt đầu trò chuyện. Thanh Lâm Trấn, Khương Nguyên Thần đang nghe truyện trên TV Audio CV đi đến một cây cổ thụ trước, đối với chính mình từ nhỏ cuộc sống Thanh Lâm Trấn lặng lặng nhìn ra xa. Mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặng mà nghỉ ngơi, này phàm nhân cuộc sống tuy đơn giản nhưng là có khác một phen vui thú, nhưng này liền không phải mình có thể biết rõ. Đây cũng là mỗi một vị tu tiên giả tất nhiên kinh nghiệm một cửa sao. Đương nhân gian tan thương trăm năm, của mình thân bằng hảo hữu từng cái quá đời, chỉ còn chính mình một người cư sơn tu hành, này một phần tịch mịch mình có thể chịu đựng sao? Khương Nguyên Thần để tay lên ngực cỏ hỏi. Không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Khương Nguyên Thần tự hỏi tự đáp, cho nên những kia cùng chung chí hướng người mới sẽ lẫn nhau kết làm đạo lữ, dùng cái này lẫn nhau bồi dưỡng hỏi đạo trường sinh A. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Khương Nguyên Thần đang nhìn mình trong tay này một khỏa cổ thụ. Cổ thụ thân cành cao ngất, tán cây phồn thịnh, nó tuổi tác cơ hồ có thể truy tố đến thanh lâm tiểu trấn thành lập lúc. Vinh công, tiểu tử gia quyến vậy làm phiền tôn thần chiếu cố, sau này tiểu tử như tu hành thành công chắc chắn trợ vinh công càng tiến một bước tăng lên thần chức. Vị này thổ địa công vốn là thanh lâm trấn một cây trăm năm cổ thụ thành tinh, tại thái hư đạo tông sắc mệnh nó trở thành một phương địa linh thần bảo vệ thổ địa chung quanh. Nghe Khương Nguyên thần cầu xin sau, hai người tối tâm bên trong kết xuống nhân duyên, kia cổ thụ tán cây đột nhiên một hồi lắc lư. Từng sợi thanh môn chi khí giật tán chung quanh, một cái lão đầu râu bạc tại thanh khí bên trong mơ hồ thành hình, tạm nhớ rõ lời của ngươi a. Khương nguyên thần bên tai truyền đến thổ địa công âm thanh, sau đó kia thanh khí lại lần nữa biến mất không thấy. Kia thổ địa công cũng ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, khương nguyên thần khi còn bé cũng là hắn nhìn xem lớn lên, hôm nay đã khương nguyên thần chưa từng quên cội nguồn, vẫn cầu hắn hỗ trợ trong năm người nhà, như vậy thổ địa công đương nhiên cũng nguyện ý cùng có lợi dùng đợi sau này khương nguyên thần được nhập tiên đạo sao hảo giúp hắn tăng lên thần chức đem người nhà phó thác thổ thần trong năm sau khương nguyên thần bỏ qua khúc mắt thở vào một hơi đối với một bên lý văn nói được rồi chúng ta cũng sớm một chút trở về đi xem khương nguyên thần ra vẻ tiêu sái lý văn lòng có ưu tư đổi chỗ mà xử chính mình chỉ sợ cũng khó có thể đối với cha mẹ của mình ngồi yên không lý đến a à. chính là thái thúc tổ nếu cùng chính mình sinh tử hai cách trong lòng mình cũng tuyệt đối không tốt qua. Nhưng con đường tu tiên nhấp nhô gập gền, chính là kia phong thần phương pháp cũng không phải bình thường nhân có thể nhận được. Vô duyên chính là vô duyên, bởi vì bản thân tư dục cưỡng chế trú lưu đối phương, đối với song phương sau này cũng không tốt. Hoàng hôn trời chiều, hai cái thanh niên một trước một sau yên lặng đi trở về Thái Hư Đạo Quang, không bao lâu liền có một đạo vân quang phóng lên trời hướng về Lạc Thành bay đi. Lạc Thành Thái Hư Đạo quan so về Thanh Lâm Trấn mà nói quy mô lại lớn không ít, làm Sở Quốc Tam Đại Phùng Hoa thành thị một trong Lạc Thành, chuyên môn có một vị tâm động kỳ trưởng lão tại này tỏa trấn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đại Sở Quốc, làm Thái Hư Đạo Tông tự mình bồi dưỡng quốc gia, cái này trong quốc gia chuyên môn có vài vị Thái Hư Đạo Tông tu sĩ bị phụng là quốc sư bố thí giáo hóa. Những người này bị Sở Quốc Vương Tộc coi là thượng tân tiên sư, lạc thành thái hư quán chủ đoàn nói chính là loại tình huống này hôm nay sư huynh như thế nào muộn như vậy mới đến tại lý kiến vân quang đi vào lạc thành lân cận liền có một đạo khắc linh quang từ trong thành bay ra đến đón chào đoàn nói không thể so với trịnh hành phong kia loại miễn cưỡng trúc cơ hạng người hắn làm sở quốc vài vị cung phụng quốc sư một trong trên tay cũng có vài món pháp khí hộ thân dùng để ngự khí phi hành tự cũng có thể trên đường cùng một cái ngoại môn đệ tử về với ông bà nhìn xem cho nên làm trễ nải vài canh giờ. Lý Kiến xem sắc trời đã tối, khi trời chiều dư quan cũng đã dần dần tan hết. Hôm nay liền đi đầu ở tại đạo quan, đến mức thu mua việc ngày mai nói sau cũng không muộn. Lý Kiến lên tiếng, Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn gật đầu đồng ý, đoàn nói lập tức mang theo ba người đi lạc thành thái hư đạo quan nghỉ tạm. Đồng dạng là thượng hương lễ kính, Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn qua loa tại đạo quan ăn một bữa thức ăn chay, mà Lý Kiến thì là sớm đi sương phòng dưỡng thần dùng hắn ngọc dịch kỳ tu vi, đã sớm đạt tới bán tích cốc trạng thái, ba ngày không ăn cũng không coi là cái gì. Chỉ có điều, lý kiến trưởng lão khống chế pháp khí bay một ngày, pháp lực hao tổn cũng có chút chống đỡ không nổi, liền vội vàng trở về ngồi điều tức đi. Hôm nay Khương Nguyên thần rầu rĩ không vui, kia thức ăn chay ăn lên cũng nhạt như nước ốc, nhẹ nhàng nếm hai cái tựu để đổ xuống. Đặng Lý Văn sau khi ăn xong, Khương Nguyên thần liền thỉnh đoàn nói mang theo bọn họ đi sương phòng nghỉ ngơi đoàn nói quan chủ thân rộng thể béo mặc một bộ rộng thùng thình màu vàng đạo bào vẻ mặt mặt cười chân thành mang theo hai người tại hậu viện hành tẩu này lạc thành đạo quan không thể so với ngoại môn hai vị hiền chất đừng nên trách mới là lạ. lạc thành đạo quan mặc dù không có sơn môn thanh tịnh nhưng này nhân thế phùng hoa chi địa có khác một hương vị quan chủ không nên khách khí như vậy khương nguyên thần một đường đi tới rầu rĩ không vui lúc này mới rút cục trì hoãn tới nói Sư huynh của ta đệ hai người đi theo Lý Kiến Trưởng lão lần đầu thu mua, lịch duyệt nông cạn kinh nghiệm đều không có, nếu là có chỗ chỗ đắc tội còn thỉnh quan chủ bao dung, tha thứ. Hai người lẫn nhau khách khí đi vào sương phòng, đoàn nói cho hai người phân hảo gian phòng sau mới cáo từ rời đi. Đem cửa phòng khép kín, Khương Nguyên thần đem sau lưng hành lễ ném tới bàn vuông phía trên, tùy theo liền nằm vật xuống trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Khương Nguyên Thần hôm nay về nhà nhìn của mình lão mẫu thân sau mới thật sâu cảm giác được thời gian vội vàng. Tại Kim Tuyền Phong phía trên, rất nhiều sư huynh đệ dưỡng khí tu hành, từng cái dung mạo biến chất dần dần, vài năm thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu biến hóa. Khương Nguyên Thần căn bản không có kia loại không hiểu ngăn cách cảm giác. Nhưng trở lại nhà cu, nhìn thấy đại ca của mình đã cưới vợ, còn sắp có con, lão mẫu thân của mình cũng không giống trước kia tuổi trẻ, thậm chí năm đó chính mình phía sau môn tiểu đệ đệ cũng bắt đầu vì khoa cử làm chuẩn bị. Nhìn xem những này phàm thế thân thiết cử động, hắn không hiểu cảm thấy một cổ khủng hoảng. Thời gian ngăn cách, đây cũng là chắn ngang bọn họ ở giữa lớn nhất ngăn cách. Khó trách rất nhiều tu sĩ từng cái tị thế mà đi, chỉ cần một cái giá giá trị quan vấn đề liền có thể nói là tiên phàm cái hào rộng. Tự dễ cười, Khương Nguyên Thần đứng dậy đi vào trong sân quan nguyệt. Cái này thần châu đất đai cùng hắn trong mộng chứng kiến cái kia lam sắc tinh cầu khác nhau rất lớn, ít nhất thế giới này nhật nguyệt ngôi sao là một mực treo ở chân trời, thậm chí ngày ấy trên ánh trăng còn có trong truyền thuyết tiên gia động phủ tồn tại. Minh trên ánh trăng cái kia động phủ cũng là thôi, trên thái dương kia một tòa tiên phủ nghe nói chính là thái hư đạo tông đạo thống tổ sư thiên dương tiên quân tất cả. Trăng sáng treo cao, ngân sắc nguyệt huy tản ra tại trong đình viện, nương theo lấy trận trận gió mát, quét được lá cây sàn sạc trung động, Khương Nguyên Thần trong lòng nhiều ra đến một cổ tịch liêu hư không cảm giác. Không hiểu, nhớ tới lúc trước bắt bướm nhập mộng kia một phương thế giới một câu thi từ. Đáng tiếc, này nhớ nhà tình cuối cùng chỉ là một loại ngăn đạo phiền não, kia trên mặt đất Nguyệt Quang cũng không thể so sánh sương lạnh. Nhìn qua bầu trời đêm sáng tỏ minh Nguyệt, Khương Nguyên Thần trong lòng có cảm giác đột nhiên đem ảo thuật dẫn động. Mô phỏng lúc trước tư không trưởng lão Minh Nguyệt Lăng phong kiếm Thức mở đầu, một đạo kiếm khí bị hắn bắt trước đi ra. Thậm chí tại Minh Nguyệt trên không chi tế, một đám kiếm ý tại này đạo kiếm thức bên trong thành hình, làm sắc kiếm ý bỗng nhiên đem chung quanh nhiệt độ hạ xuống, hơi nước rơi trên mặt đất ngưng kết sương lạnh. Khương Nguyên thần am hiểu hội họa, mà hội họa nhập đạo quan trọng nhất một bước tựu là bắt ý cảnh, cho nên hắn rất nhẹ nhàng mượn nhờ tự nhiên chi cảnh diễn biến đi ra hàng nguyệt kiếm ý. Nhưng Khương Nguyên thần dù sao đối với kiếm thuật không lắm tinh thông, lập tức kia đạo hàng nguyệt kiếm ý liền lại lần nữa hóa thành điểm điểm lam quan tiêu tán không thấy. Không hổ là tiên gia kiếm ý, chính là chính mình tinh thông ảo thuật mượn nhờ hàng nguyệt ý cảnh cũng khó có thể chân chính trở lại như cũ. Đạo bào khẽ hất, kia ảo thuật tùy theo tan vỡ không thấy. Thôi, đã có hỏi đạo trường sinh chi tâm, thì tính sao muốn làm này si ngốc con cái thái độ. Vài phiến lạc dịp xoáy lên, giống như như hắn nhớ nhà tình loại đó theo gió mà động, nhưng ở điểm điểm lam quan dư lực dưới tác dụng lập tức bị đóng kết ngưng băng hóa thành bột mịn. Trở lại sương phòng, Khương Nguyên Thần vẫn không có ý đi ngủ, đơn giản liền trên giường ngồi xuống luyện khí tu hành. Thái hư đạo tông căn bản công pháp, thái hư tử dương kim chương tất đương nhiên sẽ không để cho bọn họ những này ngoại môn đệ tử tu hành, cho nên những này ngoại môn đệ tử sở tu hành chính là do căn bản công pháp chỗ diễn sinh ra tới một môn tối dễ hiểu tu tiên công pháp lại lần nữa thay đổi bản. Hóa giải tái hóa giải, vì cái gì chính là sợ những kia đối đầu đem Thái hư đạo tông căn bản công pháp thôi diễn đi ra đến tột cùng chân dung, mượn này nghiên cứu ra đến chuyên môn khắc chế pháp quyết. Khương Nguyên thần cùng Lý Văn đều là tu hành tử hà thái khí quyết, mượn nhờ trong thiên địa thuần dương tử khí luyện hóa nguyên tinh chuyển hóa chân khí. Theo lý kiến trưởng lão nói lý ra đối với bọn họ nói, khi bọn họ tiến vào nội môn sau liền sẽ mượn nhờ nội môn tiên môn công pháp đem tử hà chân khí chuyển hóa trở thành chân nguyên pháp lực thậm chí bọn họ chỗ chọn lựa môn kia công pháp cũng sẽ là tử hà quyết chỗ đối ứng cửu môn tu tiên công pháp một trong. Khi cửu môn tu hành luyện khí công pháp, tái tu hành đến kim đan kỳ sau đó sẽ lại lần nữa tổ hợp trở thành thái hư tử dương kim chương ở kim đan bộ công pháp. Sau đó thẳng đến nguyên thần chi cảnh mới có thể triệt để được thái hư tử dương kim chương toàn bộ truyền thừa Rất phiền toái, vì bảo đảm tông môn chí cao bí điển bí ẩn tính Khi chánh bản kim chương nghe nói còn dùng đặc biệt bí công văn viết loại này bí văn quy luật ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài cũng tự là vài vị nguyên thần chân nhân mới có tư cách toàn bộ khống chế. Có thể nói, chỉ có lấy được loại này bí văn giải đọc phương pháp mới có thể quan sát thái hư đạo tông tất cả điển tịch, bằng không chính là bị địch nhân cướp lấy cũng là giấy lộn nhất quyển. Chân truyền đệ tử, là một môn phái năm đạo chi khí cũng gần kề khống chế bộ phận bí văn quy tắc, bọn họ quan sát tông môn điển tịch thời điểm cũng muốn thỉnh trưởng giáo hoặc là nguyên thần chân nhân hỗ trợ giải đọc chỉ điểm. Pháp lữ tài địa, đạo pháp tại đệ nhất vị, loại này không thể dễ dàng truyền đạo pháp đương nhiên là một môn phái chỗ căn bản, chỉ cần đạo thống bất diệt, như vậy chính là môn phái bị hủy diệt, tại trăm ngàn năm sau cũng có thể lại lần nữa tầm lãm truyền nhân tái hiện đạo thống. Thái hư tử dương kim chương, kể cả ba đạo nguyên thần tu hành pháp môn, 12 đạo kim đang ngưng kết pháp môn, còn có mấy trăm môn luyện tinh hóa khí tu hành phương pháp. Ngoài ra còn có các loại chuyên trúc pháp bảo, phối hợp thần thông, đặc thù pháp thuật các loại không thể đếm hết, đương nhiên không thể để cho người bên ngoài nhìn ra trong đó đến tột cùng, suy tính đi ra khắc chế phương pháp. Tử hà chân khí tại Khương Nguyên thần chung quanh vận chuyển, hóa thành một kiện tử quan pháp y đưa hắn tự thân hộ tại tử khí bên trong. Tử khí thiên la, linh quan hóa y phục, đây cũng là tử hà quyết tu hành đến cao nhất trúc cơ cảnh giới chỗ xuất hiện một môn thần thông. Khương Nguyên thần tại dưỡng khí đại viên mãn sau, tuy có thể ngưng tụ tử hà chân khí hóa thành pháp y bao phủ tự thân, nhưng pháp y hư ảo mà không thật căn bản không thể làm tiên đạo thần thông đến sử dụng, nhiều lắm là cũng tự là cùng thế gian vũ giả đánh giá một hai. Chỉ có hắn tinh khiết hóa tiên thiên nguyên khí sau, mới có thể đem thiên la tử khí viên mãn, chân chính hóa thành tử hà áo trời bảo vệ tự thân, tại lúc đối địch nhiều một môn phòng ngự thủ đoạn. Khương Nguyên thần ngồi xuống không lâu, hai đạo thần niệm bắt đầu ở trong đình viện giao lưu lên sư huynh mang đến tiểu tử này quả nhiên không tệ lại có này quyết tâm chặt đứt bụi niệm tiểu đệ còn tưởng rằng hắn muốn lớn tiếng khóc lên hảo hảo phát tiết một phen đoàn nói xem khương nguyên thần nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tính trong lòng không tự giác kinh ngạc nói tự với ngươi lúc trước tự đắc lý kiến thần niệm truyền âm nói tiểu tử này rất có đạo tính nhưng một khối tu đạo hảo tài liệu có lẽ kia cửu đại chân truyền vị trí thật sự có thể tranh một chuyến nói xong truyền tới một hồi tiếng cười, đối với này không làm đánh giá. Tuy tại 50 năm trước ma kiếp sau, Thái Hư Đạo Tông tổn thất thảm trọng giờ mới bắt đầu thu nhận sử dụng đệ cửu đại đệ tử. Nhưng hôm nay nhưng là một vị cửu đại chân truyền đệ tử đều không có, hắn cũng không nhận ra Khương Nguyên Thần có thể thoải mái trở thành chân truyền đệ tử. Hai đạo thần niệm tán đi, toàn bộ đình viện chân chính tiến vào cảnh yên lặng, chỉ còn tiếng chó sủa nơi xa thỉnh thoảng vang lên. Ngày thứ hai giờ mẹo, Lý Kiến, Đoạn Ngôn, Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn không hẹn mà cùng dậy thật sớm, tại trong đình viện thu thập thuần dương tử khí tu hành. Tảng sáng triều dương chi khí bị thái hư đạo tông chỗ yêu thích, những đệ tử này đều dưỡng thành sáng sớm luyện khí thói quen. Vận công xong, Lý Kiến đối với Đoạn Ngôn nói, vì huynh lúc này đây xuống núi thu mua phải cần đồ vật không ít, vậy làm phiền sư đệ từ bên cạnh chuẩn bị. Nói xong, Lý Kiến từ trong tay áo lấy ra một phần danh sách cho đoạn ngôn xem qua bút lông sói, bút lông cừu, bút lông thỏ tất cả 700 chi, cùng mực 500 cân, chu sa 1.000 cân, kim chỉ. Theo đoạn ngôn đem những vật kia từng cái thốt ra, không khỏi nở nụ cười khổ, chỉ cần là giấy và bút mực, nhang đèn giấy vàng ít hôm nữa dùng vật liền nhiều như vậy, không biết những kia thực vật lại có bao nhiêu. Lý Kiến lại móc ra nhất quyển danh sách, gạo 1.000 thạch, gạo kê 300 thạch, thanh cao thảo 300 cân, hoàng tinh, điền thất tất cả 100 cân. Kim tuyền ngoại môn là tu tiên quân dự bị Của bọn hắn cái ăn có chút chú ý Tuy thái hư đạo tông đối với huân thịt không có quá đại kỵ Nhưng có thể không ăn liền không ăn Mà cái ăn cũng muốn đặc thù bào chế một phen mới được Tỷ như bọn họ chỗ ăn cơm là chuyên môn bào chế qua cơm thanh tinh Trong đó ngoại trừ chuyên môn dùng thanh cao thảo đem gạo nhuộm đen bên ngoài Còn cần dùng dược thảo ngâm gạo nhiều lần phơi nắng nhiều lần Nó trình tự làm việc trường ra dựa theo lý văn đích lời nói tựu là chuyên môn cho những này ngoại môn đệ tử tìm việc sống suy cho cùng những này ngoại môn đệ tử bên ngoài môn tu hành của bọn hắn thức ăn mặc dù có đạo tông cung cấp nhưng cũng không có người đặc biệt tay cho bọn hắn nhóm lửa nấu cơm trẻ củi nấu nước mở điền loại món ăn nhóm lửa nấu cơm đây hết thảy hết thảy đều là chính bọn nó thay phiên phụ trách cho nên lý kiến đẳng kẻ quản lý mỹ danh nó viết ma luyện gân cốt nhưng loại công phu này cũng không phải uổng phí những kia tinh chế qua cơm rau dưa đối với người thể hữu ích cũng sẽ trợ giúp bọn họ nhanh hơn luyện khí tu hành tốc độ, cũng tự là loại này đại môn phái mới có thể tận lực chú trọng những vật này. Luyện tinh hóa khí, này luyện tinh chính là muốn luyện hóa tự thân tinh nguyên cùng ngoại giới hấp thu tinh hoa hóa thành nguyên khí. Nhưng ngoại giới hấp thu tinh hoa rất dễ dàng xuất hiện tạp chất, cũng tự cần đặc thù gia công sau lại tiến hành dùng ăn. May mắn cải xanh các loại không thể lâu phóng lúc sơ do ngoại môn chính mình trồng trọt, Bằng không phần này danh sách thật là không dễ làm." Đoạn Ngôn ngâm nói, mặc dù tiểu đệ sớm có chuẩn bị, gạo dược liệu các loại đồ vật một mực không thiếu, nhưng văn cụ đèn đuốc hàng ngày vật nhu cầu quá lớn, chỉ sợ tiểu đệ còn phải lại chuẩn bị 3 ngày. "Từ, lúc này đây chủ yếu là ngoại môn đột nhiên lưu hành lên cầm kỳ thư họa, đối với những vật này tiêu hao có chút quá lớn. Tăng thêm thi họa phụ lục phế bỏ đại lượng giấy vàng chu sa, trữ vật tư tồn kho những vật kia căn bản không đủ dùng." mới đột nhiên tăng thêm một đám hàng ngày dụng cụ. Lý Kiến thật cũng không để ý chờ lâu tam ngày thời gian, suy cho cùng bọn họ đi ra nhưng trọn vẹn bán buôn 7 ngày thời gian, còn lại hai ngày còn có thể nhượng Lý Văn bên ngoài hảo hảo chơi đùa lịch lãm thoáng cái. Đúng rồi, những này thu mua việc tự có quan bên trong đệ tử cùng những kia thương nhân phụ trách, tiểu đệ biết rõ một chỗ tử lâu thức ăn chay không sai, chính đúng lúc làm tốt sư huynh cùng hai vị hiền chất đón gió. Ngày hôm qua ngừng lại thức ăn chay, Lý Văn ăn rốt cuộc bất tận hưng. Lý Kiến trưởng lão không tại không nói, chính là Khương Nguyên Thần cũng là buồn bực khuôn mặt, hôm nay nghe được có người mời khách lập tức nhất tay đồng ý, lôi kéo Khương Nguyên Thần cùng Lý Kiến trưởng lão đi đoạn ngôn theo lời tử lâu. Đoạn ngôn là vạn huy tử lâu khách quen, cùng điếm chủ lên tiếng chào hỏi, bốn người tương kính phía trên lầu 2, mà Lý Văn ở trên lâu thời điểm không ngừng chầm chầm vào lầu một hai cái tục tăng đại hán xem. Một cân rượu mạnh, nhị cân thịt bò, Bốn cái bánh bao trắng, cùng phố phường trong truyền thuyết người trong võ lâm giống như đúc A. À. Lý Văn tại trên núi lâu ngày, hôm nay nhìn chân chính người trong võ lâm cũng rất cảm thấy tân kỳ. Đừng xem. Khương Nguyên Thần ở phía sau chọc lấy phía dưới hắn, những kia giang hồ nhân sĩ có cái gì đẹp mắt. Phía trên lầu 2, Lý Kiến cũng nói, mấy cái giang hồ nhân sĩ tu vi không coi là đỉnh tim, nhớ rõ lúc trước ta du lịch phàm trần thời điểm có mấy cái võ lâm tông sư đã tự hành trúc cơ tìm hiểu tiên thiên chi đạo những này võ đạo người tu hành coi như là có chút kháng đầu chỉ tiếc hôm nay nhân tiên chi lộ đoạn tuyệt chính là dùng thiên nhân võ đạo truyền thừa dịch vương điện cũng tham khảo thiên tiên đạo pháp môn thiên địa có ngũ tiên thiên địa thần nhân quỷ này ngũ tiên liền đại chỉ ngũ loại tu tiên phương pháp thiên tiên dương thần bất hủ vượt qua lôi kiếp mà cao cư cửu thiên thanh linh chi giới có thể nói là chư tiên đứng đầu, cũng là đạo môn tiên tông cao nhất phấn đấu mục tiêu. Địa tiên, thân thể bất hủ, cùng thế trường tồn, phần lớn là mượn nhờ trên đất chi sông núi linh mạch cùng tự thân tương hợp, mượn này tại đại địa phía trên nhưng có đủ cùng thiên tiên một loại chiến lực. Nhưng địa tiên đạo quả rốt cuộc không giống thiên tiên cao xa, mỗi qua một thời gian ngắn liền muốn có tứ cửu thiên kiếp tới người. Nhân tiên, thân thể cùng hồn phách một thể, thân thể không phá, tinh thần bất diệt, chính là đạo này lớn nhất đặc điểm cùng thiên tiên tiêu giao thiên địa ở giữa địa tiên cùng đại địa trường tồn bất đồng nhân tiên chỉ là đem tự thân tinh khí thần luyện như một thân hóa nguyên thai hành tẩu thiên nhân chi đạo cuối cùng mọc cánh thành tiên mà thành thiên nhân thân chỉ tiếc hôm nay thần châu phía trên địa tiên phương pháp cùng người tiên phương pháp cơ hồ diệt sạch căn bản không thể mượn này mà thành tựu thiên nhân đạo quả thần tiên chỉ chính là những kia hành tẩu thần đạo tu sĩ Tại 5.000 năm trước thần tiên chi tranh bên trong thần đạo bại trận, thần đạo số mệnh bị đạo môn tiên tông thôn vệ, gần kề dùng thần tiên đại chỉ những kia mà thần chi bối, mà những này mà thần cũng phần lớn là rất nhiều tiên môn sắc phong mà đến. Quỷ tiên, thiên địa chúng sinh gần kề một thế mà chết, nhưng bọn hắn sau khi chết như cơ duyên xảo hợp bảo tồn hồn phách có thể chuyển tu quỷ đạo. Tuy nói ngũ tiên đạo bên trong quỷ tiên tối tiện, chính là âm tử minh khí ngưng tụ vật, nhưng có thể nhiều một điều sinh cơ cũng rất nhiều tu sĩ chỗ lựa chọn đường lui rất nhiều tu sĩ tại bị người đánh chết hoặc là tu hành tẩu hỏa nhập ma sau liền sẽ chuyển tu quỷ tiên độ cửu dương quỷ kiếp mà lại lần nữa rèn luyện dương thần thành tựu thiên tiên đạo quả nghiêm khắc mà nói ngũ tiên cao nhất đạo quả đều là thiên tiên bất kể là thiên tiên đạo đại đạo đường cái trực chỉ thiên tiên cảnh giới vẫn là địa tiên đạo độ tứ cửu kiếp số mà bay thiên thành tiên tái hoặc là nhân tiên nhất mạch ngưng tụ thiên nhân pháp thể, thần tiên nhất mạch thành tựu thiên thần nghiệp vị, quỷ tiên nhất mạch ma luyện cửu trọng lôi kiếp. Nó cuối cùng kết quả đều là đại đạo đồng quy thiên nhân cảnh giới. Luyện hư hợp đạo Khi dịch vương điện truyền thừa tự thập đại tôn bên trong dịch vương, tại 3.000 năm trước bị dịch vương điện tổ sư tìm được dịch vương di lưu toái nguyệt cung, kết hợp thiên tiên đạo cùng người tiên đạo mở dịch vương điện nhất mạch. Chỉ tiếp theo này phương thế giới cải tạo, võ đạo xem như triệt để xuống dốc lý kiến sau khi nói xong khương nguyên thần không tự giác nhìn về phía thiên không thập tôn bổ thiên này là một vạn năm trước thần thoại truyền thuyết trong đó vị kia dịch vương chính là võ đạo thiên nhân nghe nói hôm nay trên bầu trời đầy sao tựu là lúc trước dịch vương dùng toái nguyệt cung phá toái minh nguyệt mà sinh ra thái âm mảnh nhỏ biến thành đoạn ngôn cũng phụ họa nói đương kim tu sĩ ngoại trừ thiên tiên đạo đang thịnh bên ngoài cũng chính là chút kẻ thất bại chuyển tu thần tiên hoặc là ký thác quỷ tiên chi lộ cẩu thả, kia địa tiên cùng người tiên nhất mạch không nói cũng được. Những này người trong võ lâm tuy truyền thừa rải rác võ đạo tu hành, nhưng nhiều nhất đạt tới trúc cơ cảnh giới, sau đường đi liền tái khó tu hành. Hơn nữa, này cái gọi là trong chốn võ lâm cũng có không thiếu là chúng ta tiên môn phóng ra ngoài đệ tử, những kia tu hành công pháp có không ít vẫn là tiên môn thiên tiên đạo nuôi chặt chẽ khí phương pháp, càng làm cho thuần túy đếp nhân tiên võ đạo khó có thể truyền thừa khương nguyên thần cũng kịp phản ứng nói lại không luận chân chính nhân tiên tu hành pháp môn liền là bọn hắn trúc cơ thành công cũng có thể xem như thiên tiên đạo trúc cơ pháp môn cùng người tiên chi đạo trên lệch khá xa căn bản không thể lại lần nữa chấn hưng nhân tiên nhất mạch thiên tiên đạo trúc cơ sau chú trọng thần niệm nê hoàng cung tu hành cùng nhân tiên nhất mạch dưới đan điền có thể nói sai lệch quá nhiều lý kiến gật gật đầu đúng là cái này lý Hôm nay thiên tiên nhất mạch trầm rộ hậu thế, há có thể khiến cái này cổ xưa đạo thống lại lần nữa phục hưng. Tự là thần tiên nhất mạch cũng bởi vì những kia nguyên thần chân mọi người âm thầm áp chế, mới một mực không có cường đại thần linh sinh ra trọng chấn thần đạo, cận tồn ba vị cổ xưa thần linh cũng bị áp chế tại Tây Phương bên kia. Bốn người nói chuyện phiếm chi tế, kia đồ ăn cũng đã bị xếp đặt đi lên. Bởi vì lý kiến cùng đoạn ngôn đều là tu hành tiền bối, bọn họ sớm đã đạt đến bán tích cốc trạng thái nhẹ nhàng nếm một ngụm liền để đổ xuống, ở một bên nói chuyện phím nói chuyện, chỉ có Khương Nguyên Thần cùng Lý Văn hôm qua không có hảo hảo tiếng cơm, cầm lấy bát đổ liền bắt đầu điền bụng. Nhưng đương Khương Nguyên Thần đem chiếc đũa cắm vào một khối hầm cách thủy đậu hũ phía trên thời điểm đột nhiên cảm giác không đúng, trên chiếc đũa đột nhiên quán chú chân khí đối với kia một bàn đậu hũ đâm đi. Ồ! Nhìn thấy Khương Nguyên Thần cử động sau, một bên tại nói chuyện phím hai vị lão tiền bối cũng nhìn tới, Lý Kiến nghi ngờ nói, ảo thuật. Lý kiến đỉnh đầu bay ra đến một khỏa linh châu, tại bốn người bên người quay tít một vòng, bốn người chung quanh đột nhiên có khói trắng sương mù dần dần tan rã, trên mặt bàn xanh sao cũng hiện ra đến chân chính bộ dáng. Mà đoạn ngôn cùng lúc đó, âm thầm tại trong tay áo đốt một đoạn mùi thơm ngát dùng thỉnh thần chi pháp gọi về thái hư trong đạo quan hộ pháp thần. Khương Nguyên thần định nhãn khẽ nhìn, khi một bàn hầm cách thủy đậu hũ rõ ràng là một chậu làm tốt điền thất con rùa đen súp, Khương Nguyên thần cùng Lý Văn sắc mặt tối sầm, Lý kiến trưởng lão cùng quan chủ đoạn ngôn cũng là sắc mặt không tốt. Đạo môn tự có giới luật, tuy tiên môn siêu thoát hậu thế giới luật rất ít, nhưng sát giới cùng sắc giới quyết không thể nhẹ mở. Tiên đạo quý sinh, thảo gian nhân mạng cách làm là đại húy kỵ. Mà thái hư đạo tông tu hành thuần dương tử khí, tại kim đan trước cũng muốn tận lực bảo vệ nguyên dương không phá. Đến mức huân tố mặc dù không có quá nhiều chú ý, nhưng cẩu, con rùa đen, thiên nga ba loại loại thịt quả quyết không thể thực. Khương Nguyên thần sắc mặt lãnh đạm, chầm chầm vào cách đó không xa kia một cái bên bàn ngồi một già một trẻ hai người. Tại Khương Nguyên thần trong mộng kia một cái thế giới, đồng dạng có một cái cùng thế giới này đạo môn tương tự giáo phái, kia một cái giáo phái đồng dạng có tam huân không ăn thuyết pháp. Hai cái thế giới tuy khác nhau rất lớn, nhưng đã tại những này một chút chỗ có chút tương tự, như vậy tự hẳn là có kỳ đặc định ý nghĩa mới đúng. Cách đó không xa hai người kia chuẩn bị tính toán Khương Nguyên thần cùng Lý Văn phá giới, Khương Nguyên Thần đối với bọn họ tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Thủy Nguyệt Động Thiên Lý Kiến nhìn ra hai người thân phận thời điểm, trên bầu trời một đạo kim quan hàng lâm nơi đây, lập tức đem chung quanh tràn cảnh biến đổi, đem tử lâu nhị tầng triệt để phong ấn. Thái hư hộ pháp thần Tại Lý Kiến nói toạt ra hai người kia thân phận thời điểm, kia bạch y lão giả chầm chầm vào kim quan cũng ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, trong thành này hương khói rõ ràng như vậy hương thịnh, này hộ lực lượng của pháp thần rõ ràng cũng có Ngọc Dịch Kỳ. Thần Châu phía trên thần đạo suy yếu, Thái Hư đạo tông dùng một kiện thần đạo pháp khí Sơn Hà Ấn, sắc phong các loại núi non sông ngòi chi thần thống trị Linh Châu đại địa, nhưng tại những này địa linh thần chi ngoại, Thái Hư đạo tông còn có của mình chuyên chúc hộ pháp thần. Tại mỗi một tòa Thái Hư trong đạo quan đều cung phụng một tôn hộ pháp thần bài vị, dùng để thu liễm hương khói bồi dưỡng hộ pháp thần linh, đây cũng là những này đạo quan cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Bất quá đoạn ngôn làm nơi đây quan chủ, chung quanh rất nhiều đạo quan đều thụ hắn khống chế, đương nhiên không chỉ là như vậy thủ đoạn, không bao lâu lại có mấy đạo thần quan hàng lâm tới, đều là thái hư đạo quan cung phụng sơn thủy chi thần, nhận được đoạn ngôn đưa tin sau vội vàng đuổi đến tới. Lý Văn âm thầm đem kia một già một trẻ mắng cái chết khiếp, cũng liền bề bộn đi tới Lý Kiến trưởng lão thân sau tránh né. Kia một già một trẻ đều là lam sắc thủy nguyệt pháp bào, lão giả kia tết tóc đạo kế, mà thanh niên thì là mang theo đỉnh đầu nho quan nhưng hai người bọn họ tu vi cũng không phải lý văn có thể khám phá đương nhiên minh bạch này hai người chính là là chân chính tiên đạo bên trong nhân kim đan tu sĩ đoạn ngôn thông qua vài vị thần linh trợ giúp xem xét lão giả kia tu vi sau không khỏi kinh hô lý kiến cũng là cả kinh thủy nguyệt động thiên cùng thái hư đạo tông quan hệ vốn là không tốt rõ ràng dám phái kim đan đệ tử đến thái hư đạo tông bụng quấy rối sẽ không sợ bị đạo tông đại tu sĩ môn chém giết từ nay về sau thân tử tha hương. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, kim đang tu sĩ tại Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không phải hạng người vô danh A. Lý Kiến trấn định tâm thần, chắp tay nói. Bất quá lão giả kia không để ý tới Lý Kiến đích lời, vẻ mặt dè chừng và sợ hãi đang nhìn bầu trời bên trong ngưng tụ một đoàn mây đen. Khi mây đen bên trong có một đạo thần niệm một mực tập trung mình, âm thần hiển hóa, rõ ràng cũng là kim đan cấp tu sĩ khác tồn tại thủy nguyệt động thiên lại là vì trăm năm ước hẹn mà đến tính tính thời gian còn có hơn 10 năm công phu a à. mây đen bên trong truyền tới một cái âm thanh trong trẻo thủy nguyệt động thiên là năm đó huyễn thuật đệ nhất đạo thống nhưng khi tử dương chân nhân mở thái hư đạo tông sau thái hư tam tuyệt bên trong huyễn tuyệt trực tiếp đem thủy nguyệt động thiên quan mang che lấp tử dương chân nhân vị này đạo môn đệ nhất nhân thoải mái lấy được danh tiếng huyễn thuật mạnh nhất. Đồng hành là oan gia, thủy nguyệt động thiên đương đại trưởng môn huyễn nguyệt chân nhân dưới sự giận dữ liền lên tử dương phong cùng thái hư đạo tông vị kia tổ sư gia luận bàn đấu pháp. Hai người thương nghị riêng mình diễn biến một tòa linh sơn so với thật giả, sau đó kia huyễn nguyệt chân nhân lại đi ba chỗ danh sơn mời đến tam vị cao nhân làm người trọng tài. Nhưng đương huyễn nguyệt chân nhân dùng huyễn thuật diễn biến bạch dương sơn mạch dùng giả đánh tráo lúc, khi tam vị cao nhân đột nhiên cùng kêu lên tuyên án tử dương chân nhân thắng lợi. Rõ ràng tử dương chân nhân vẫn không có động thủ, ba người kia liền tuyên hắn thắng cuộc, huyễn nguyệt chân nhân đương nhiên không phục liền cùng chính mình mời đến ba người tranh luận lên. Thẳng đến một ngày sau huyễn nguyệt chân nhân mới cảm giác không đúng, lúc này mới giật mình minh bạch kia cái gọi là tam vị cao nhân rõ ràng là tử dương chân nhân biến ảo vật. Hắn tại cùng tử dương chân nhân đánh cuộc đấu lúc liền rơi vào rồi thái hư ảo cảnh bên trong mà không biết, sau bất kể là du lịch núi lớn mời đến tam vị cao nhân cũng tốt, vẫn là trên đường đi chứng kiến các loại sơn hà cảnh tượng, kể hết là tử dương chân nhân biến ảo mà đến. Cuối cùng, Huyễn Nguyệt chân nhân mặt mũi đại thất rời đi chi tế định ra trăm năm ước hẹn. Thủy Nguyệt động thiên mỗi trăm năm phái ra một vị truyền nhân đến cùng Thái Hư Đạo Tông thi đấu một lần huyễn thuật, cái này truyền thống đến hôm nay trọn vẹn truyền thừa gần hơn hai 000 năm. Lý Kiến cùng Khương Nguyên thần bọn người giải thích sau, Chợt nghe kia thủy nguyệt bào lão giả tức cao giọng nói, không biết là Thái hư đạo tông vị kia kim đang đồng đạo tại nơi này. Theo lời của hắn, trên người hắn đồng dạng phóng xuất một cổ kim đang khí thế đem trên bầu trời mây đen tách ra. Lưu lão đầu, ngươi liền ngươi Trần gia ta cũng không nhận ra sao? Mây đen tán hóa, trong đó một vị 17-18 tuổi thiếu niên đứng ở đám mây, nhưng xem nó trên người thần quang lưu chuyển, y phục thủy văn huyền phục, lưu vô tích cùng Lý Kiến bọn người sắc mặt có chút không đúng trần hạo. Ngươi rõ ràng chuyển tu thần nói. Lưu vô tích kinh nghi bất định, mặc dù biết trước đó không lâu kia tam đại ma tông vây công bạch dương sơn nhượng thái hư đạo tông nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng vị này thái hư đạo tông bác đại chân truyền đệ tử một trong tiểu sát tinh rõ ràng chịu chuyển tu thần đạo. Chẳng lẽ thái hư đạo tông bên trong chuyển luân đan đã không có? Lưu vô tích trong lòng không ngừng gõ gãy bàn tính, xem ra lúc này đây thái hư đạo tông đúng là suy yếu lúc A, lão nhân khỏi phải nghĩ đến những kia hư tranh thủ thời gian nói ra ngươi lần này lai ý a à. trần hạo hừ lạnh một tiếng một cổ kiếm ý một mực tập trung lưu vô tích lưu vô tích ho nhẹ một tiếng bần đạo phụng động chủ tên đến cùng thái hư đạo tông hạ chiến thư 10 năm sau hai phái thi đấu đúng hạng tiến hành động thiên cung môn đạo phái điện lâu bất kỳ một cái nào xưng hô cũng đều có kỳ đặc định hàm nghĩa tương tự thái hư đạo tông liền xem như tông phái một loại dùng thầy trò truyền thừa là chủ mà cung môn điện lâu đều có của mình cung chủ điện chủ liền không thấy được là thầy trò truyền thừa có lẽ chính là bọn họ con cháu huyết mạch hậu duệ kế thừa cung chủ điện chủ vị trí đến mức động thiên chỉ là một cái thế lực tụ tập cũng không phải là vì đạo thống truyền thừa trường tồn tông phái cho nên trong đó rồng rắn lẫn lộn có đạo có nho đạo thống khác nhau lưu vô tích tự là thủy nguyệt động thiên một vị khách khanh trưởng lão thủ đương kim động chủ chi mệnh đến Thái Hư Đạo Tông tìm hiểu dưới tình huống chiến thư. Tự vì cái này. Trần Hạo khoanh chân ngồi ở đám mây, một cổ sắc bén kiếm khí một mực tập trung lưu vô tích, ta và ngươi hai nhà trăm năm thi đấu đã là hàng ngày, không cần sớm cáo tri. Chắc hẳn ngươi hôm nay tới đây, cũng là bị người bên ngoài giao phó đến xem xét ta phái hư thật a. À. Trần Hạo trong tay nhiều ra đến một ngụm bảo kiếm, chỉ bằng bọn ngươi bọn này thủ thi quỷ, cũng không biết xấu hổ làm cho người ta làm thương xử. Không nói hai lời, một đạo sắc bén kiếm khí đối với tử lâu bổ xuống. Vị sư huynh này sắc tính cư nhiên còn lớn như vậy. Lý kiến thầm nghĩ không tốt, vội vàng nhượng đoạn ngôn mời đến chung quanh vài vị thổ địa bảo vệ lạc thành an nguy, mà hắn tắt thì cùng thái hư hộ pháp thần liên thủ bày xuống cấm chế bảo vệ này một một tử lâu. May mắn tại mấy người bọn họ tranh đấu thời điểm, trong tử lâu các phàm nhân tự bị khương nguyên thần làm phép xua đuổi ra, thật cũng không sợ tổn thương đến vô tội. Trần Hạo Ngươi đừng hơi quá đáng. Lưu vô tích thấy tình thế không tốt, liền từ trong tay áo móc ra một cái gương, trong kính hóa sinh bạch vân linh quang đem kiếm khí ngăn trở. Chỉ bằng ngươi hôm nay này âm thần chi thể cũng dám như vậy càng rỡ. Lưu vô tích cùng Trần Hạo cũng là lão oan gia, lúc trước Trần Hạo dẫn theo bảo kiếm đưa hắn đuổi giết ngàn dặm, sinh sinh buộc Lưu vô tích gia nhập thủy nguyệt động thiên mới xem như tránh được một kiếp, giữa hai người thù hận nhưng không nhỏ. Suy cười một tiếng, Trần Hạo trong tay kia thanh kim sắc phi kiếm đi dạo một vòng lại lại lần nữa đâm về lưu vô tích, cho dù ta chuyển tu thần đạo, cũng không phải ngươi phế vật này có thể so sánh. Ngươi như tiếp ta tam kiếm, ta tự tống ngươi phía trên thái hư tử dương phong hạ chiến thư, hơn nữa tự lúc trước sự kiện kia cho ngươi dập đầu bồi tội. Ngươi như tiếp không được, tự thành thành thật thật cút ra thái hư đạo tông cảnh nội, Nhận Thủy Nguyệt động thiên đổi một cái người đến hạ chiến thiếp a. Luyện tinh hóa khí có 6 tiểu cảnh giới, đồng dạng luyện khí hóa thần kim đang chi cảnh cũng có 6 cảnh giới phân định. Hơn nữa căn cứ kim đang ngưng kết tình huống, sau này tu hành tốc độ, chiến lực cao thấp cũng khác nhau rất lớn. Lúc trước Trần Hạo dùng Thái hư tử dương kim chương bên trong bí pháp đang thành tam phẩm, đi vào luyện khí hóa thần thứ hai tiểu cảnh giới. Mà Lưu Vô Tích tắc thì luyện chế Long Hổ âm dương đại đan, mượn nhờ ăn đang dược hiệu lực mới miễn cưỡng thành ngũ phẩm đan hai vị kim đan tu sĩ từ vừa mới bắt đầu khởi điểm liền kéo ra cự ly đừng xem hôm nay trần hạo bởi vì thân thể tan vỡ chuyển tu thần đạo nhưng hắn bảy thành tu vi tất cả kia một nguồn bổn mệnh phi kiếm phía trên mượn nhờ thủy thần chi vị ngưng tụ thủy linh thân thể sau vẫn có thể bảo trì bảy thành chiến lực trái lại lưu vô tích hôm nay chỉ là vừa mới ngưng đan không lâu uẩn đan cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của trần hạo bằng không trần hạo lại không phải người ngu nếu không có phần thắng há có thể định ra tam kiếm ước hẹn hừ tam kiếm nếu ngươi toàn lực đối ứng bần đạo vẫn sợ ngươi vài phần nhưng chỉ vẻn vẹn tam kiếm bần đạo như thế nào tiếp không được lão giả xuất ra phất trần khẽ hất khống chế một đóa bạch vân phi phía trên đám mây cùng trần hạo giao thủ vị sư huynh này phong thái như trước a lý kiến nhìn qua trước mắt thế cục không bị khống chế không khỏi nở nụ cười khổ Lý Kiến có thể nói là trên tiên đạo mặc kẻ thất bại, so về vị này bác đại chân truyền đệ tử trên lệch quá lớn. Chân truyền đệ tử, tại Thái Hư Đạo Tông mỗi một vị đều là kim đan hàng ngũ, cho dù vị này chuyển tu thần đạo cũng là kim đan ngang nhau thần quân, mà không phải bình thường tiểu thần có thể so sánh. Thừa dịp lưu vô tích bị Trần Hạo dây dưa thời điểm, Khương Nguyên Thần cũng chầm chầm vào đối diện lưu lại cái kia nho quan nam tử tính toán. Mặc dù Khương Nguyên Thần chỉ là ngoại môn đệ tử, đối với tu tiên giới minh bạch không sâu, nhưng là tin tường biết rõ thái hư đạo tông ba cái lão đối đầu. Bởi vì huyễn thuật đệ nhất tên tuổi cùng thái hư đạo tông dây dưa mấy ngàn năm thủy nguyệt động thiên. Đồng dạng là thiên dương tiên quân truyền thừa cảnh dương đạo phái cùng huyết dương ma tông, vì tranh đoạt thái hư đạo tông căn bản đạo kinh với thái hư đạo tông không có sắc mặt tốt. Này tam cái thế lực có thể nói là thái hư đạo tông lớn nhất đối thủ. Trước đó không lâu quần ma vây công bạch dương sơn tựu là huyết dương ma tông khiên đầu. Như vậy giả như chính mình đem này nho quan nam tử đánh bại, là không phải có thể tại tông môn chỗ đem ấn tượng tốt lại lần nữa soạt một soạt. Khương Nguyên thần nhìn xem nho quan nam tử cân nhắc hai người ở giữa trên lệch. Vừa mới nếu như là vị kia gọi là lưu vô tích kim đang tu sĩ xuất thủ tính toán nhóm người mình, chính mình làm sao có thể đủ phát giác hắn huyễn thuật. Không thể nói trước đã sớm thực này một chậu con rùa đen súc mà không biết. Hơn nữa kia lưu vô tích chỉ là thủy nguyệt động thiên khách khanh, căn bản không coi là đích truyền nhất mạch xuất thân, hắn cũng chưa chắc đối với huyễn thuật cỡ nào tinh thông. Nói một cách khác, vừa mới thiếu chút nữa làm hại mình và Lý Văn phá giới đích nhân, tự là cái này nho quan nam tử sao. Căn cứ vừa mới tình huống đến xem hắn huyễn thuật tu vi cũng không thấy được so với chính mình cao ra bao nhiêu, chỉ là dùng huyễn hương chi thuật đem con rùa đen xúc hương khí biến ảo đậu hũ mùi thơm ngát, sau đó dùng huyễn mục chi thuật đem nó che lấp. Đến mức hắn luyện khí tu vi sao, cũng có thể là dưỡng khí viên mãn cùng với vừa mới trúc cơ giai đoạn này mới đúng. Khương Nguyên thần phân tích tinh tường sau liền ngoắt ngoắt ngón tay, một điều thanh xà trống rỗng xuất hiện tại nho quan nam tử dưới chân, uống lượng hướng trên người hắn bò đi. Ồ! Khi nho quan nam tử vốn là đang tại quan sát bầu trời hai vị kim đang tu sĩ đấu pháp, cảm giác được một cổ huyễn thuật ba động sau liền ung dung cười, cầm trong tay quạt xếp bãi xuống, Khương Nguyên thần huyễn hóa ra tới thanh xà liền tiêu tán vô hình. Huyển thuật phương pháp, ta thủy nguyệt động thiên nhưng không thua người khác theo đó lại có một đám ông mật từ cây quạt bên trong bay ra ông ông thanh không ngừng đối với cương nguyên thần tráng đánh tới huyễn thuật năm đó thủy nguyệt động thiên được xưng huyễn thuật đạo thứ nhất thống tuy bị thái hư đạo tông chiếm thứ nhất nhưng sau hai nhà thi đấu thủy nguyệt động thiên cũng không phải một mặt tan tác bọn họ đối với những chuyện khác cũng là thôi nhưng chỉ cần có người theo chân bọn họ thi đấu huyễn thuật bọn họ nơi nào sẽ phòng thủ mà không chiến Khương Nguyên Thần cũng là xem chuẩn điểm này mới tận lực thi triển huyễn thuật cùng hắn thanh toán. Nhưng đáng tiếc ta thái hư đạo tông huyễn thuật khác người, chính là quý môn lúc trước vị kia động chủ cũng tiếc thua ở nhà của ta tổ sư gia trong tay. Khương Nguyên Thần không chút hoang mang, tay trái véo vê hoa sen trạng, một đoàn mông lung phấn hồng hương khí xuất hiện ở trong tay đem đám kia ông mật đưa tới, cùng lúc đó chính là lý kiến bọn người cũng nghe thấy được một cổ sông vào mũi hương hoa. Huyễn Pháp ngưng hương đoạn ngôn khẽ giật mình đối với lý kiến hỏi sư huynh này khương tiểu tử huyễn thuật tu vi rốt cuộc như thế nào ngũ giác bên trong đã luyện thành mấy loại rồi huyễn thuật sơ cấp nhất huyễn thuật chính là cái gọi là chướng nhãn pháp tương tự lý văn đẳng không chuyên môn tu hành huyễn thuật ngoại môn đệ tử đều là này một tầng thứ còn nếu là tinh tu huyễn thuật liền sẽ minh bạch tại chướng nhãn pháp phía trên một tầng thứ ngũ giác môn tế dùng huyễn thuật diễn biến thanh sắc hương đẳng mê hoặc tại nhân huyễn thuật nguyên vốn là dùng ảo giác che mờ cảm quan. Tai mắt mũi miệng thân, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, chỉ cần đem này ngũ giác môn tế triệt để luyện thành, trừ phi dùng thần niệm quan trắc bằng không cũng khó khăn trốn huyễn thuật lưới. Nhưng thần niệm vận dụng cũng không phải luyện tinh hóa khí cảnh giới này có thể tùy tiện thi triển, trúc cơ một cảnh tuy chuẩn bị linh giác mở nê hoàng cung, nhưng muốn tùy tâm vận dụng linh thức còn cần đến tâm động một cảnh, nhưng chính là tâm động ngọc dịch giai đoạn cũng không thể không hạn chế sử dụng linh thức chỉ có ngưng kết kim đang luyện tựu âm thần mới xem như chân chính siêu phàm đem giác quan thứ sáu triệt để khống chế cho nên luyện tinh hóa khí chi cảnh lại được xưng là thuế phàm chi cảnh vẫn cần ỷ lại thị giác thính giác đẳng ngũ giác trợ giúp chỉ có kim đang mới là thuế phàm đại thành tiêu chí mới có thể chân chánh dùng âm thần tư thái du tẩu thiên địa sau đó vượt qua nguyên thần kiếp số luyện tựu dương thần tuy tiểu tử này đối với huyễn thuật rất lành nghề nhưng ngoại trong cửa có rất ít quyết đấu so với Pháp, tăng thêm ta cũng không phải ngoại môn đạo thuật giảng sư, cụ thể hẳn là ta cũng không biết. Lý Kiến cảm khái nói, bất quá tiểu tử này tiến vào thái hư đạo tông xem như đến đúng rồi, nếu như đi nhà khác tiên môn quả quyết không ai giống như chúng ta đạo tông một loại coi trọng huyễn thuật tạo nghệ. Bất luận cái gì một môn đạo thuật có thể truyền lưu đến nay đương nhiên là có nó chỗ độc đáo, nhưng huyễn thuật so về kiếm pháp, trận pháp, phù lục các loại có rất nhiều hoàn cảnh xấu, tăng thêm vừa bắt đầu không tốt nhập môn cho nên cửu đại tiên môn bên trong chỉ là thái hư đạo tông tin thông đạo này. Thị giác là ảo thuật kiến thức cơ bản, sư huynh đã sớm đem huyễn mục chi thuật luyện thành, hôm nay sư huynh hẳn là đang luyện tập khứu giác cùng thính giác A. Lý Văn xen vào một câu miệng. Ngũ giác linh giác bên trong, dùng thị giác cùng xúc giác khó khăn nhất luyện. Tại chiến đấu lúc chỉ cần che đậy một cái nhân thị giác cùng xúc giác, kia thì có thể làm cho thắng lợi cán cân đối với đối phương thật lớn nghiêng không có cách nào dùng huyễn thuật đem hai cái cảm quan đồng thời môn tế. Nho quan nam tử xem khương nguyên thần huyễn thuật hương hoa chỉ là biến ảo hương khí, lại không có biện pháp đem kia đoàn hương khí tụ hợp trở thành chân chính hoa tư chi sau trong lòng âm thầm mỉm cười. Tiểu tử này chỉ có thể môn tế một loại cảm quan, như vậy tại chính mình toàn tâm đề phòng phía dưới căn bản không thể tổn thương đến chính mình. Nho quan nam tử nghĩ xong, hết sức chăm chú nhìn xem khương nguyên thần đem kia một đám ông mật luyện hóa, sau đó kia một đoàn hương khí hóa thành một chỉ bạch miêu lại đối với mình công tới. Kia bạch miêu dương nanh múa vuốt, lại vừa rồi không có một điểm tiếng động, tự hồ không thể đem âm thanh cùng nhau cho huyễn hóa ra đến, mà đồng thời cũng không có một điểm miêu mùi khai. Huyễn mục chi thuật cùng huyễn hương chi thuật ở giữa không thể đồng thời tồn tại, huyễn âm phương pháp tự hồ cũng không có luyện tựu, tự xem này lạnh nhạt huyển thuật thủ pháp, xem ra này gia hỏa huyển thuật tu vi cũng không coi là nhiều cao. Nghĩ xong, nho quan nam tử tâm phòng bị đại tiêu trong tay cây quạt vung lên một chỉ hắc cẩu từ cây quạt bên trong đập ra đến đối với bạch miêu cắn qua tự như vậy tu vi cũng dám cầm ta làm đá kê chân nho quan nam tử cũng không ngu ngốc cùng khương nguyên thần giao thủ trong chốc lát xem một bên lý kiến bọn người không có động thủ cũng minh bạch khương nguyên thần đánh lấy đạp xuống mình ở thái hư đạo tông soạt ấn tượng tốt chủ ý hắc cẩu đem bạch miêu cắn chết lại có một chỉ hôi lan từ khương nguyên thần dưới chân chui ra hai người này qua lại thi triển huyễn thuật trọn vẹn đấu gần nửa canh giờ đáng tiếc kia nhân thủ bên trong quạt bảo là một kiện huyễn thuật pháp khí tăng thêm hắn đã trúc cơ công thành gần tiểu tử chỉ sợ xem khương nguyên thần dần dần xuất phát từ hạ phong đoạn ngôn hơi biến sắc lý kiến trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng rốt cuộc khương nguyên thần tu vi không thể so với kia nhân nếu như thời gian dài tiêu dông dài tất nhiên không bằng kia nhân bền bỉ. Thoạt nhìn, ngươi vị này hậu bối cũng không có gì đặc biệt. Lưu vô tích dư quan nhìn về phía dưới hai người kia huyễn thuật đấu pháp sau, đột nhiên cười nói. Dù sao cũng là một vị ngoại môn đệ tử. Trần Hạo ngôn ngữ trầm tĩnh. Một vị dưỡng khí viên mãn ngoại môn đệ tử, thắng một vị thủy nguyệt động thiên trúc cơ tu sĩ, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mặc dù là hắn thất bại, cũng là tuy bại mà vinh, không thể nói trước còn sẽ bị người chỉ trích thủy nguyệt động thiên lấy lớn hiếp nhỏ huống hồ một vị ngoại môn đệ tử liền chân chính tiên môn bí pháp cũng không thể tu hành thì như thế nào cho thái hư đạo tông thể diện bọn ngươi cẩn thận đột nhiên trần hạo âm thanh từ trên tửu lâu không trống rỗng xuất hiện mà trần hạo bản nhân nghe được thanh âm của mình sau chưa phát giác ra kinh ngạc một tiếng đóng lấy tự nhìn thấy một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện huy hoàng chém về phía khương nguyên thần mấy người chỗ tửu lâu Lý kiến bọn người trước mắt đột nhiên hoa lên, đóng lấy cùng phong chợt lên, hạo nguyệt đương không, giống như trong thiên địa gần kề tồn tại kia một vòng cao ngạo hàng nguyệt, một cổ cảm giác mát xâm nhập chư trong lòng người. Một hơi sau, hàng nguyệt ý cảnh biến mất không thấy, nhưng này đạo kiếm quan vẫn chậm rãi chém về phía tử lâu. Lý kiến, đoạn ngôn đồng thời kinh hô, minh nguyệt lăng phong kiếm khí. Hai người không dám đón đỡ kim đang tu sĩ dư ba công kích vội vàng dùng hộ pháp thần che chở trái phải mà đối diện kia nho quan nam tử cũng đem tự thân một khối hộ thân ngọc phù bóp nát màu vàng nhạt nguyệt nha hư ảnh vòng bảo hộ đưa hắn bảo vệ nhưng lập tức kia đạo huy hoàng kiếm khí rơi xuống trên tửu lâu trống không phòng ngự cấm chế phía trên tựu trong nháy mắt hóa thành vô hình lão huynh là ngươi thua khương nguyên thần đột nhiên ngồi vào trên mặt ghế thở mạnh nói nhiều người nhất tề sững sờ sau đó liền hiểu được chính mình bị khương nguyên thần huyễn thuật cấp cho này thủ đoạn nhỏ rất có ý tứ Trần Hạo bật cười, lập tức lại đem một đạo kiếm khí chém về phía Lưu Vô Tích, đạo hữu, này kiếm thứ ba ngươi tạm tiếp cốt lắm. Kiếm khí vạch phá chân trời, từng sợi kim sắc tia chớp xé rách không gian một mực tập trung Lưu Vô Tích, buộc hắn đành phải cầm trong tay phất Trần huy động, dùng tự thân bổn mạng nguyên khí cưỡng chế tiếp được một kiếm này. Trong tử lâu, nho quan nam tử nhíu mày dò xét Khương Nguyên Thần, lại là thị giác cùng thính giác đồng thời mông tế. Dùng huyễn thuật tác dụng lưỡng chủng cảm quan. Ngươi vừa bắt đầu dùng thanh xà khiêu khích tại ta, thể hiện rồi chính mình huyễn mục chi thuật cao thâm tạo nghệ, hướng dẫn ta với ngươi thi đấu huyễn thuật. Về sau tận lực dùng huyễn hương phương pháp chế tác một đoàn vô pháp thành hình hoa tươi ám hiệu tại ta, nhưng ta nghĩ đến ngươi không thể đồng thời tiến hành lưỡng chủng huyển thuật môn tế. Lại về sau kia bạch miêu cũng là như thế, ngươi sử dụng nhiều loại huyễn thuật ngoại trừ huyển mục chi thuật cùng huyễn hương chi thuật, nhiều nhất thi triển can thiệp xúc giác huyễn thân phương pháp ngươi là tại hướng dẫn ta tạo thành ngươi sẽ không huyễn âm chi thuật ấn tượng. Khiến cho vừa mới kia hét lớn một tiếng thuận lợi phân đi chú ý của ta lực, nhưng ngươi huyễn thuật ngưng kết kiếm ý. Huyễn thuật đối với ta và ngươi này cấp độ mà nói, nguyên vốn là hướng dẫn, lừa gạt một loại thủ đoạn. Khương Nguyên thần tiểu tính kế nhau quan nam tử một bả sau, mỏi mệt nói, lão huynh bởi vì tu vi của ta so với ngươi yếu đi một bậc, trong lòng vì vậy mà có coi thường chi tâm, nhỏ như vậy để không hảo hảo lợi dụng cơ hội này làm sâu sắc ngươi ấn tượng mượn này đến phản kích đích lời. Ta thái hư đạo tông cũng không thể làm huyễn thuật đệ nhất tiên môn A. Lời nói đến cuối cùng, Khương Nguyên Thần đang tại lý kiến bọn người mặt nâng thái hư đạo tông một câu. Hảo tiểu tử, loại này huyễn thuật kỹ xảo cũng có thể đủ bái nhập nội môn. Trần Hạo âm thanh từ trên không bay xuống đến, giờ phút này hai vị kim đang tu sĩ ở giữa thắng bại cũng đã đi ra trên bầu trời bị phủ lên thành một mảnh kim sắc, một đạo kiếm ý trùng tiêu mà dậy áp chế cả tòa thành trì, những kia địa thần môn đành phải toàn lực vận chuyển thần lực đem khí thế của hắn ngăn trở, không cho rất nhiều phàm nhân chịu ảnh hưởng. Đến mức lưu vô tích cầm cắt thành hai đoạn vất trần, vẻ mặt âm trầm đi trở về tử lâu nhị tầng. Hôm nay tử lâu nhị tầng đã sớm mở cửa sổ ở mái nhà, phía trên nóc nhà trong lúc bất tri bất giác đã triệt để hóa thành mảnh gỗ vụn. Nho quan nam tử thầm than một tiếng, quả nhiên là đang thành không hối hận không thể tưởng được tự chủ ngưng kết kim đan so về dùng đan dược mà ngưng đan rõ ràng trên lệch lớn như vậy vị này thái hư đạo tông bác đại chân truyền chỉ là tồn hạ bảy thành pháp lực cũng có thể áp qua lưu lão sau đó nam tử đối với trần hạo cung lễ nói lúc này đây là vãn bối làm sai trước đây không nên cầm quý tông tam ghét giới luật nói đùa chỗ thất lễ mong rằng chư vị thứ lỗi người họ trương trần hạo bỗng nhiên nói Thủy Nguyệt Động Thiên Đương Đại Động Chủ với ngươi cái gì quan hệ? Phản bối Trương Miểu, khi Đại Huyễn Nguyệt Chân Nhân đúng là gia tổ phụ. Thấy tình thế không tốt trong nháy mắt chuyển tay lái, vị này Thủy Nguyệt Động Thiên Hậu Nhân của danh môn từ nhỏ thụ về đến nhà tộc giáo dục, đương nhiên hiểu được giờ phút này nên làm như thế nào. Đương Kim Ngũ Tiên Chi Đạo bên trong địa tiên cùng người tiên đạo cơ hồ diệt sạch, nhưng trùng hợp Thủy Nguyệt Động Thiên chính là địa tiên một đạo truyền thừa nhân, mỗi một thời đại thủy nguyệt động chủ đều mượn nhờ động thiên chi lực liên tiếp địa mạch thành tựu nguyên thần công quả đem huyễn nguyệt chân nhân tên nhiều đời truyền thừa xuống trần hạo sắc mặt không vui nhưng đối mặt một vị nguyên thần chân nhân hậu đại hắn cũng không dám quá phận bức bách trước mắt thái hư đạo tông đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm cũng không thể tùy tiện mở ra cùng thủy nguyệt động thiên sinh tử chi đấu vãn bối vừa mới trúc cơ không lâu vốn muốn ra ngoài lịch lãm đúng lúc tổ phụ chuẩn bị cho quý tông hạ chiến thư liền nhượng vãn bối đi theo lưu lão cùng nhau đến xem. Vừa mới nhất thời hưng khởi muốn cùng quý tông so với thử một chút huyễn thuật, mới đưa kia một chậu điền thất con rùa đen xúc biến ảo thành một cái đĩa đậu hũ, chỗ thất lễ còn thỉnh bao dung, tha thứ. Thủy Nguyệt Động Thiên đem thái độ thả thấp như vậy, tăng thêm thái hư đạo tông cũng không có có hại, Trần Hạo cũng chẳng muốn cùng Trương Miểu so đo cái gì. duỗi tay vận khí từ Trương Miểu trong ngực đem kia một đạo chiến thư phù chiếu lấy ra, Trần Hạo nhân tiện nói, hôm nay cũng không cần đem chiến thư đưa đi thái hư đạo tông ta tự tiếp nhận hai vị từ đâu tới đây liền hồi chạy đi đâu a à? lệnh đuổi khách thoáng cái trương miễu hơi sắc mặt thay đổi vội hỏi vãn bối sống động thiên bên trong hôm nay ra ngoài lịch lãm xem này sở quốc phồn hoa chi địa chính nhân trợ vãn bối tu hành thủy nguyệt huyển thuật còn thỉnh tiền bối mở rộng ra ân điển dung vãn bối tại sở quốc chi địa du lịch một phen tại sở quốc du lịch trần hạo thật sâu nhìn trương miễu liếc ta hôm nay chuyển tu thần đạo, làm la giang thủy thần giám sát trần sở hai nước chi thần đạo. Ngươi như tại này du lịch tu hành, các không thể thi triển siêu phàm lực lượng can thiệp nhân gian, bằng không của ta thanh minh kiếm cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chân nhân sao. Phản bối hiểu được. Nói xong, Trương Miễu cùng Lưu Vô Tích trao đổi ánh mắt liền rời đi tử lâu. Đi xa sau, Lưu Vô Tích vụng trộn truyền âm, chẳng lẽ chúng ta này liền buông tha rồi. Không vội, vật kia tại trần quốc lại chạy không được chúng ta tự trước tiên ở sở quốc đi dạo thoáng cái a trương miễu rời đi tử lâu sau cũng đem sắc mặt chìm xuống tới vị kia kiếm tiên rõ ràng đi vào thần đạo tu hành xem ra lúc trước thái hư đạo tông bị thương không nhẹ a cũng không biết mấy vị khác bác đại chân truyền rốt cuộc tình huống như thế nào miễu thiếu gia nghĩ kia thái hư đạo tông liền chuyển sinh đan đều cầm không ra chỉ có thể làm cho trần hạo chuyển tu thần đạo chỉ sợ kia nguyên thần chân nhân vẫn lạc đồn đãi cũng không giả a đương kim thần châu thiên tiên tuyệt tích chỉ có rất nhiều nguyên thần chân nhân trấn áp tông môn tiếu ngạo cửu châu đạo môn ma môn yêu tộc từng cái thế lực lớn bên trong đều có nguyên thần chân nhân trấn áp số mệnh mà cùng thủy nguyệt động thiên gần kề một vị nguyên thần chân nhân tọa trấn bất đồng có ba vị nguyên thần chân nhân tọa trấn thái hư đạo tông nhưng xếp hạng thần châu trước ngũ thế lực hôm nay hao tổn một vị nguyên thần chân nhân như vậy toàn bộ thái hư đạo tông thế lực cũng muốn trượt một mảng lớn tại cửu đại tiên môn bài vị bên trong có lẽ muốn lui về sau vừa lui. Đem tin tức cho cảnh dương đạo phái truyền một tiếng, chúng ta đã giúp bọn hắn tìm hiểu một chút, thái hư đạo tông xác thực bị hao tổn không nhẹ, chuyện còn lại liền muốn bọn họ động thủ. Trương Miễu khóe miệng nổi lên nụ cười giả tạo, còn có huyết dương ma tông, bọn họ tam gia có cùng nguồn gốc, tại lúc này tự làm cho bọn họ đấu đi a. À. Bất quá, vừa mới tiểu tử kia huyễn thuật tu vi cũng không phải sai, chỉ sợ sẽ bị thái hư đạo tông làm cửu đại đệ tử trọng điểm quan sát đối tượng A. Trương Miểu lại nghĩ tới Khương Nguyên Thần vừa mới cách làm, lúc này bị hắn âm một lần, sau này hắn trở thành cửu đại đệ tử sau, lại hướng hắn đòi lại đến tràn diện tựu được. Dù sao cũng là danh môn mọi người sau, tuy nhất thời thất bại rút lui nhuệ khí, nhưng là có thể thản nhiên tiếp nhận của mình thất bại, mà không phải kiếm cớ âm thầm phục sát Khương Nguyên Thần. Đường đường chính chính, tại sau này một lần nữa thắng trở về, đây mới thực sự là cửa chính đệ tử lòng dạ. Vạn huy tử lâu, Trần Hạo chầm chầm vào Khương Nguyên Thần đánh giá một hồi. Này đạo Minh Nguyệt Lăng phong kiếm khí ngươi từ nơi này học được. Trong đó tựa hồ còn có một chút hàng nguyệt ý cảnh. Tuy kia kiếm khí nhược không thể lại nhược hoàn toàn là huyễn thuật ngưng kết mà thành, nhưng nếu như không có trong đó kia một đạo hàng nguyệt kiếm ý, căn bản không thể đem lý kiến cùng đoạn ngôn cũng cho kinh trụ. Khi kiếm khí là đệ tử quan sát tư không trưởng lão kiếm khí mà mô phỏng ra tới, đến vào trong đó hàng nguyệt kiếm ý thì là ngày hôm qua trăng rằm lúc chợt có chỗ cảm giác. Khương Nguyên thần kiếm thuật tạo nghệ chẳng hề cao, nhưng hắn đồng dạng học ngoại môn tam bộ kiếm pháp, đồng dạng quan sát tư không trường minh thi triển kiếm khí. Tăng thêm ngày hôm qua tâm tình tịch lưu đột nhiên vào đạo cảnh quan sát bầu trời đêm hàng nguyệt mà tìm hiểu một điểm ý cảnh, hắn dùng huyễn thuật mô phỏng đi ra một hơi thời gian hàng nguyệt kiếm ý cũng là thuận lý thành chương phải không? Tư không trường minh gia hỏa kia. Hắn bên ngoài môn có khỏe không? Trần Hạo sờ lên cái cầm, nhớ rõ hắn bị huyết dương ma tông một vị kim đan tu sĩ kích thương kim đan tránh ở ngoại môn tỉnh dưỡng điều tức, không biết hôm nay thương thế hắn như thế nào. Này! Khương Nguyên Thần có chút chần chờ, một bên Lý Kiến liền giúp đỡ nói, tư không sư huynh mượn nhờ kim tuyền linh thủy dưỡng thương, hôm nay tuy không thể đem huyết ma khí rút ra, nhưng là đem thương thế một mực trấn áp sẽ không lại lần nữa chuyển biến xấu đi xuống. Gật gật đầu, Trần Hạo từ của mình túi càng không bên trong lấy ra một mặt màu vàng phất cờ trước lúc động quan ném cho Khương Nguyên Thần. Ngươi dùng dưỡng khí đại viên mãn trạng thái dùng huyễn thuật đem thủy nguyệt động thiên một vị vừa mới trúc cơ tu sĩ đè xuống, loại này vì sư môn mặt dài hành vi không thể không thưởng. Lúc trước ta đã từng từ ngoại nhân chỗ thu được một kiện di bụi phiên, liền tống ngươi hộ thân A. Cương nguyên thần tiếp nhận di bụi phiên, trong lòng ức chế không nổi mừng rỡ tình, suy cho cùng đây là hắn sở được đến đệ nhất kiện pháp bảo. Lật qua lật lại nhìn nhìn, ngoại trừ tại kia thổ hoàng sắc phiên trên mặt thấy được các loại hoa văn, lại nhìn những vật khác. Này một mặt di bụi phiên tuy chỉ là một kiện pháp khí, bất quá trong đó tam âm pháp cấm viên mãn, người chỉ cần trúc cơ thành công có thể mượn nhờ chân nguyên pháp lực tế luyện vật ấy. Pháp bảo, dựa theo đạo môn định nghĩa mà nói chia làm pháp khí bảo khí, linh khí, tiên khí tứ đại trình tự. Pháp khí có tam âm pháp cấm cùng lục dương pháp cấm có khác, chính đạo pháp cấm hợp nhất là được coi là một đạo bảo cấm. Này một kiện pháp khí bên trong tam âm cấm pháp viên mãn, cũng là tránh khỏi khương nguyên thần mấy năm làm việc cực nhọc, sau này chỉ cần đem lục dương pháp cấm tế luyện, có thể đem di bụi phiên hóa thành bảo khí. Trần Hạo dù sao cũng là thần linh thân, tại trương miễu lưu vô tích sau khi rời khỏi, hắn lượt lượt khai báo vài câu cũng theo đó rời đi. Trần Hạo đi rồi, tràng diện nghiêm túc hào khí lập tức không thấy, Lý Kiến duỗi tay tại Khương Nguyên thần vai vỗ một cái, lần này ngươi tiểu tử xem như thật to lộ cái mặt, chỉ cần trúc cơ thành công có thể thuận thế bái nhập nội môn trở thành chân truyền dự khuyết. Có thể tại dưỡng khí cảnh giới dùng huyễn thuật đấu bại một vị trúc cơ tu sĩ, mặc dù có mưu lợi nhân tố, nhưng loại này huyễn thuật thiên tài không bị tông môn coi trọng, như vậy Thái Hư Đạo Tông cũng làm bậy cửu tiên môn một trong. Chớ nói chi là, huyễn thuật vẫn là thái hư đạo tông đỉnh cấp đạo thuật một trong. Đoàn sư đệ, này vạn huy tử lâu bị hủy được rối tinh rối mù, đằng sau giải quyết cốt hậu quả công tác cần phải ngươi tới làm. Tiểu đệ minh bạch. Đoạn ngôn nhìn xem lầu một dưới quầy mặt của mình trưởng quầy, trong lòng cũng băng khoăn. Suy cho cùng đều là lão bằng hữu, lúc này đây cho bọn hắn gia tạo thành như vậy tổn thất lớn, thậm chí tử lâu mái hiên mái nhà cũng bị mất, cũng muốn hảo hảo đền bù tổn thất một phen mới là xa xa nhiều đội quan binh đuổi đến tới đem trọn cái vạn huy tửu lâu vây lại lý kiến nhíu mày sư đệ tại quan phủ bên kia còn có chút mặt mũi những người này cũng cùng nhau giao cho sư đệ ứng đối a nói xong một đạo động quan cuốn lấy lý kiến lý văn cùng khương nguyên thần tự trở về thái hư đạo quan sau vài ngày khương nguyên thần ba người thành thành thật thật tại trong đạo quan luyện khí ngồi xuống đến mức lúc trước hai vị kim đan tu sĩ đấu pháp chỗ chiếu thành ảnh hưởng toàn bộ giao cho đoạn ngôn quan chủ đến xử lý. Thái hư đạo tông thế gian thế lực rất lớn, chỉ cần đoạn ngôn cùng sở quốc quốc chủ thông báo một chút cũng không cái đại sự gì. Đoạn ngôn sở dĩ bận rộn như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn gom góp lý kiến kia hai trương danh sách. Nhưng tam ngày thời gian cũng đủ đoạn ngôn bằng vào nhân mạch đem hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết, những lý kiện, lý văn hai người quy phản sơn môn báo cáo kết quả công tác, đến mức khương nguyên thần bởi vì muốn ra ngoài tìm kiếm trúc cơ cơ duyên liền theo chân bọn họ mỗi người đi một ngã chính mình một mình ra đi lịch lãm bởi vì trương miễu hai người nói là tại sở quốc lịch lãm khương nguyên thần vì không theo chân bọn họ lưỡng chạm trán trước lấy phiền toái liền tận lực đi bên kia trần quốc khương nguyên thần từ sở quốc một đường hướng bắc dọc theo la giang tại trần quốc các nơi du lịch nhìn xem nhân gian bách thái đã kia trần hạo tự xưng la giang thủy quân kia khương nguyên thần nếu như không mượn vị này thủy thần uy danh trong non chính mình thật trắng mù hắn lần trước kia một hồi ra sức biểu hiện ven đường xem kia nhân gian nhiều loại cách khổ khương nguyên thần trong lòng đối với tu đạo trúc cơ khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt hắn tuyệt đối không muốn chính mình thụ kia sinh lão bệnh tử nhiều loại cực khổ bởi vậy trường sinh giả vọng càng bức thiết la gian rất trường từ bạch dương sơn dưới chân kéo dài mà ra một điều trường giang trải qua xung quanh các nước chi địa mà hình thành của mình độc lập thủy hệ, cho nên Trần Hạo vị này kim đan tu sĩ mới có thể dùng cái này đại gian làm đứng thẳng chi bản. Này một điều trường gian cũng đủ cung dưỡng đi ra một vị kim đan cấp bậc thần đạo tu sĩ. La Giang xỏ xuyên qua Trần Quốc toàn cảnh, trong đó một đoạn hà đạo bên cạnh có một tòa vọng nguyệt nhai, La Giang chi nước từ dưới vách khe núi đổ mà qua, trực tiếp xông về hạ du đại hồ. Này nhai tục danh vọng nguyệt nhai, danh như ý nghĩa cũng cùng trăng sáng có quan hệ. Tại mỗi đêm vạn dặm không mây bầu trời đêm, kia chảy xiết nước chảy đều không hiểu bất động xuống, sau đó mượn nhờ bình tĩnh mặt nước coi như gương sáng chiếu chiếu ra đến một vòng minh nguyệt. Khương Nguyên thần bởi vì tâm tư càng táo bạo, liền tại này một chỗ vọng nguyệt nhai thư họa sơn thủy mượn này đến dưỡng khí ngưng thần. Ba ngày không ăn không uống chuyên tâm thư họa la gian tranh thủy mặt, hắn lại chưa từng chân chính tích cốc, thể cốt cũng có chút chịu không nổi, bất quá giờ phút này hắn dần dần tiến vào nơi tuyệt hảo, đối với này cũng không lắm để ý. Ban đầu ở hồi hương nhìn người nhà mình sau, Khương Nguyên Thần cảm giác sâu sắc thế sự vô thường, tiên phàm có khác, kỳ tâm tính cô đơn tịch mịch mới có thể ẩn ẩn phù hợp hàng nguyệt cảnh ý, sau đó kiến thức hai vị kim đang tu sĩ giao thủ, cũng làm cho Khương Nguyên Thần trong lòng đối với trúc cơ tu hành khát vọng càng bức thiết. Thực lực, không có thực lực liền tánh mạng của mình cũng không thể bảo vệ, đừng nói gì đến cầu đạo vấn chân. Lần này may mà là có một vị sư môn tiền bối ra mặt đem thủy nguyệt động thiên chi nhân bước lui, bằng không khương nguyên thần bọn người không thiếu được bị vị kia kim đan đạo trưởng lưu vô tích trêu cực nhục nhã một phen tại trần sở chi địa hành tẩu nguyệt hứa tìm kiếm cơ duyên khương nguyên thần bởi vì trong lòng lo lắng thái độ không thu hoạch được gì nhưng là tại lúc này tại này giang hà kích động la giang trước khi nước sông phản phất thanh lưu một loại đưa hắn đạo tâm rửa nhưng hắn có thể tỉnh hạ tâm lai quan sát này thiên địa tự nhiên quỷ phủ thần công ba ngày ba đêm khương nguyên thần xem dòng nước xiết khi thì bằng phẳng khi thì kích động, trong lòng cũng theo đó nước sông mà nhấp nhô. Bên người để đặt tranh sơn thủy cũng đã có bác bức hoàn thành phẩm, mỗi một phó la gian tranh thủy mặt phía trên đều mơ hồ có thể thấy được một đám gian hà ý cảnh trong đó. Học tự nhiên Lúc trước tư không trưởng lão đã sớm đem như thế nào trúc cơ biện pháp cáo tri cho Khương Nguyên Thần. Chỉ là Khương Nguyên Thần tâm tính bất định, tại đến nơi này tu hành đệ nhất cửa ải khó thời điểm khó có thể chân chính tỉnh hạ tâm ngưng thần ngồi xuống, cho nên tư không trưởng lão mới có thể nhượng hắn xuất môn buông lỏng tâm tính. Buông lỏng một trì, nhất động nhất tỉnh, một âm một dương, phương là đạo cảnh. Bạch Dương Sơn nhẹ nhàng cao xa, trong đó rất có một loại tiên gia phiêu miểu thái độ, nhưng la gian nước sông đổ không thôi khí thế bao mỏng, càng có một cổ lực đạo vẻ đẹp. Hôm nay chính như tư không trưởng lão chỗ kỳ vọng một loại, tại này hạo hạo đảng đảng đổ đại gian trước, Khương Nguyên thần thụ đến tự nhiên đánh sâu vào, trực tiếp tiến vào ý cảnh trạng thái bắt đầu thư họa la gian thủy cảnh thời gian cực nhanh tại này hơi nước tràn ngập trong hoàn cảnh khi đệ cửu phúc la gian tranh thủy mặt cũng bị khương nguyên thần dần dần hoàn thành dùng ngũ sắc mực pháp huy sái thư họa sau đó dùng thủy vựng mặt chương kỹ xảo đem la gian lao nhanh nước sông trình tự rõ ràng biểu hiện ra ngoài một loại nước sông bành trướng đánh sâu vào cảm giác từ hình ảnh phung dũng mãnh tiến ra theo cuối cùng một bút hoàn thành khương nguyên thần thân thể đột nhiên một hồi một đạo linh quang đột nhiên tại trước mắt hiện ra, những khương nguyên thần ý thức lao ra thiên linh cùng la giang thủy đạo tương hợp, mà hắn chung quanh cũng bắt đầu hội tụ một cái linh khí vòng xoáy, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí tiến vào tự thân. La giang thủy phủ, Trần Hạo vốn là đang tại mượn nhờ thủy tinh nguyên khí tu dưỡng thương thế, cảm giác được một đám yếu ớt ý niệm hợp nhập một đoạn chi nhánh thủy đạo thời điểm đột nhiên cảnh giác, lập tức mượn nhờ thần ấn chiếu rọi này một chỗ cảnh tượng. Thủy chi đạo Tiểu tử này rõ ràng như vậy tìm kiếm mình thiên môn cơ duyên, rõ ràng bắt đầu trúc cơ rồi. Trần Hạo khóe miệng hiển hiện mỉm cười, xa xa quan vọng Khương Nguyên thần động tác. Tại trúc cơ lúc không ít tu sĩ đều có thể mượn này dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ngộ thiên đạo tự nhiên. Thiên địa chi kiều bỗng nhiên quán thông, không đơn thuần là tự thân có thể hấp thu thiên địa linh khí mà tu hành, đồng dạng cũng bởi vì nê hoàng cung mở mà chuẩn bị giác quan thứ sáu. Ý thức Tinh thần lực rèn luyện tuy thái hư đạo tông ngoại môn đệ tử đều tu hành, nhưng chỉ có tại trúc cơ sau mới chuẩn bị mở nê hoàng cung năng lực, có thể chân chính vận dụng thuộc về tự thân, linh thần. Tiên thiên linh quan mở nê hoàng cung, những khương nguyên thần tự thân hồn phách có cư trú chi địa, sau này dùng nê hoàng cung làm gốc diễn biến tử phủ, tự cũng có dương thần trường sinh một ngày. Trước cuộc tiểu tử này vừa mới trúc cơ, còn không biết kia tu hành giới các loại kiên kỵ, cũng may mắn là tại ta thái hư đạo tông cảnh nội, bất quá đây cũng tại tư không gia hỏa kia trong dự tính A. Bất kể như thế nào, tại thái hư đạo tông cảnh nội tự kiên quyết không có khả năng nhượng hắn xảy ra vấn đề. Trần Hạo từ thủy phủ đứng dậy, chạy trốn bằng đường thủy chạy tới Khương Nguyên Thần trên không. Cũng là Khương Nguyên Thần hôm nay tu vi còn thấp, hơn nữa này La Giang chi chủ chính là bản thân trưởng bối, bằng không một vị tu tiên giả tùy tiện chạy tới một vị địa thần đứng thẳng chi địa chơi một tay thiên nhân giao cảm. Khi nói rõ là tìm đường chết, vị kia thần linh nếu thật là có cái gì không tốt tâm tư chỉ sợ chỉ có tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu này một cái kết cục suy cho cùng loại này lấy ý biết hợp nhập tự nhiên phương pháp nếu như tái tiến một bước khống chế trên đất sơn thủy chi linh như vậy có thể tiến hành phong thần việt đây chính là tất cả địa thần môn đại húy kỵ chỉ muốn nhờ của mình quyền hành hơi chút can thiệp thoáng cái có thể nhượng tu sĩ kia tẩu hỏa nhập ma thụ thiên địa lực lượng cắn trả mà chết thượng thiện nhược thủy Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh Chỗ mọi người chỗ ác Cố vài tại nói Theo Khương Nguyên thần thiên môn mở rộng Mi tâm của hắn nê hoàng cung bởi vì tiên thiên linh quang mà mở ra Một đạo kinh văn đột nhiên tại Khương Nguyên thần trong lòng hiển hiện Những lời này là Khương Nguyên thần tại bên trong mộng điệp thế giới Một vị tiên hiền đã nói thuộc đạo lý Thủy chi đạo, thủy chi đức Tại Khương Nguyên thần không ngừng nhấm nuốt thủy đức đạo lý thời điểm hắn tráng đỉnh kia một đạo nguyên khí vòng xoáy cũng đem thiên địa linh khí dung nạp nhập thể đem tự thân tử hà chân khí kể hết chuyển hóa đã trở thành chân nguyên pháp lực vốn là trạng thái khí tử hà chân khí bao phủ toàn thân hóa thành hư mà không thật tử hà bảo y sau đó tại thiên địa nguyên lực dưới sự trợ giúp dần dần hướng thật thể tử hà bảo y chuyển hóa ống tay áo vạt áo đai lưng phía dưới tay áo từng cái hoàn thiện đi ra nê hoàng cung mở ý nghĩa tiên đạo sơ thành rèn luyện hồn phách linh thức mà chân nguyên pháp lực thì là tự thân tinh nguyên chi bản là tự thân nguyên khí chi căn vừa là tính vừa là mệnh này tánh mạng song tu phương là đạo môn sở cầu trúc cơ một cảnh bị coi là tiên phàm đệ nhất cửa ải khó chỉ cần vượt qua đi này một đạo trạm kiểm soát ngoại trừ có thể rèn luyện hồn phách bên ngoài còn có thể gia tăng tự thân sống lâu trường sinh đây cũng là phàm nhân mê tiên đạo một đại nguyên bởi vì cùng lúc đó khi cửu phó họa tốt la gian tranh thủy mặt lây dính pháp lực của hắn sau nhất tề chấn động cửu phó tranh thủy mặt bên trong nước sông ý cảnh cùng hắn giờ phút này trạng thái xa xa hô ứng tại hắn chung quanh hóa thành cửu phó gian hà thủy cảnh đồ diễn biến nước sông chi đạo đáng chết tiểu tử này thật đúng là nghĩ phong thần hay sao nhìn thấy kia cửu phó tranh thủy mặt bên trong ý cảnh bị nhất tề dẫn động hóa thành nước kinh đồ xuất hiện ở khương nguyên thần sau lưng lúc trần hạo ngồi không yên khi cửu phó tranh thủy mặt chỉ là chuẩn bị một điểm la giang chi nhánh kim sa khê nước sông ý cảnh. Đem vọng nguyệt nhai phía dưới một đoạn này la giang thủy đạo cửu loại tình cảnh, thủy triều lên xuống, dòng nước xiết tỉnh thủy các loại đợi hình thái thông qua tranh thủy mặt hình thức biểu hiện ra ngoài. Tại thường ngày, nhiều lắm là tại thế gian là một tổ danh họa bị những kia vương công các quý tộc sưu tầm. Nhưng không chịu nổi giờ phút này đúng là Khương Nguyên Thần đã thông thiên địa chi kiều, dẫn động thiên địa linh khí nhập thể thời khắc mấu chốt này thiên nhân hợp nhất đại cơ duyên ngoại trừ thiên môn trúc cơ ngưng kết kim đan rèn luyện nguyên thần tam đại thời khắc bên ngoài tiên ít có tu sĩ có thể đi vào kia cửu phó tranh thủy mặc được linh khí kích phát tăng thêm khương nguyên thần bản ta ý thức trong lúc vô tình tác động trực tiếp cùng la giang một đoạn này thủy đạo kim sa khê thủy linh bổn nguyên tương hô ứng thật làm cho hắn được kim sa khê bổn nguyên chỉ sợ kia cửu phó tranh thủy mặc có thể làm tối thô thiển thần linh pháp khí trợ hắn phong thần trần hạo mắng thầm tiểu tử lỗ mãn ngươi để đấy tốt tiên đạo không thành xâm nhập thần đạo chi môn làm chi thần linh nhìn như cao quý cúi nhìn chúng sinh nhưng đối với tại tiên đạo bên trong nhân mà nói chẳng hề thần bí thực tế thái hư đạo tông khống chế linh châu trên đất sơn thủy chi thần sắc phong một mực đem tiên đạo cao cư thần trên đường nghiêm khắc mà nói cái gọi là thủy quỷ sơn tiêu cũng là thủy thần sơn thần đời trước những này được thủy linh sơn phách chiếu cố tinh linh quỷ quái chỉ cần triệt để khống chế trên đất linh phách, liền có thể chân chính phong thần trở thành địa thần chi lưu. Thử nghĩ, ít ỏi một thủy quỷ cũng có thể mượn này trở thành bé nhất mạch chi thần, càng đừng đề khương nguyên thần giờ phút này đang tại thiên môn trúc cơ thời khắc mấu chốt, nếu như một bước đi nhầm mất tiên đạo bản đường, không thể nói trước liền tiến nhập thần đạo tu hành. Suy cho cùng thần đạo vừa bắt đầu tu hành muốn cũng là thiên nhân hợp nhất, mượn này dùng thiên địa lực lượng mà tiến hành phong thần. Nghĩ tất, Trần Hạo liền mượn nhờ chính mình la gian thủy quân quyền hành đem nhảy động kim sa khê bổ nguyên áp chế xuống, một đạo kim sa khê thủy thần thần ấn trong tay hắn xuất hiện. Đáng tiếc ta thành tựu thủy quân mới bất quá vài thập niên, không thể đem la gian thủy đạo tinh phách triệt để khống chế, bằng không há lại sẽ cho này lỗ mãn tiểu tử cơ hội này. Trần Hạo có chút tối tức giận, Khương Nguyên thần cử động cũng cho hắn nói ra cái tỉnh. Hắn vừa mới chuyển tu thần đạo không lâu, một lòng ngao luyện nước của mình thần chi thể, do đó không để mắt đến la giang thủy đạo tình huống. Lại quên thần đạo cùng tiên đạo có rất nhiều bất đồng, thần linh căn cơ ký thác vào sơn thủy tự nhiên thiên địa, cùng tiên đạo tiêu giao hậu thế khác nhau rất lớn. Có Trần Hạo làm phép đem kim sa khê thủy linh bổn nguyên áp chế, đoạn tuyệt khương nguyên thần phong thần chi lộ sau, khương nguyên thần tiếp tục dùng tự thân ý thức dung nhập kim sa khê cảm ngộ thiên địa giang hà thủy đạo. Tuy không thể đạp đất thành thần, nhưng cảm ngộ kim sa khê tới lui chi đạo, cũng làm cho Khương Nguyên thần hồn phách được lễ rửa tội, chân chính đem tiên thiên linh quan chủng tại nê hoàng cung làm tự thân trường sinh chi bản. Mà nhục thể của hắn tại thiên nhân giao cảm nguyên khí lễ rửa tội phía dưới, cũng đem vốn là tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, triệt để thối lui phàm thai luyện tự chân nguyên, khiến cho tự thân thọ nguyên được kéo dài. Diên thọ trăm năm Trần Hạo quan vọng Khương Nguyên thần đỉnh đầu khí trụ, âm thầm thôi diễn nói, tuy không thể so với trúc cơ cao nhất bản ghi chép 150 năm, nhưng mượn nhờ thiên nhân hợp nhất lúc nghịch phản tiên thiên tăng nguyên thêm thọ trăm tuổi, coi như là hắn phúc duyên không nhỏ. Người tu hành cùng phàm nhân lớn nhất khác biệt một trong chính là sống lâu. Khi phàm nhân dần dần già đi, khi tiên đạo bên trong nhân vẫn thanh xuân vĩnh trú, khi phàm nhân trăm năm qua đi hóa thành một ly hoàng thổ, khi tiên đạo bên trong nhân như cũ lâu dài hậu thế không già không chết. Chỉ có điều người tu hành thọ nguyên cũng là từng bước một chậm rãi gia tăng, theo tu vi đạo hạnh cao thâm mà đem tự thân thọ nguyên một chút kéo dài, tuyệt đối sẽ không có trúc cơ tu sĩ tự có thể còn sống vạn năm kỳ hoa tồn tại. Tại luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần đẳng tứ đại cảnh giới bên trong, muốn gia tăng thọ nguyên cũng gần kề chỉ có thể dựa vào thiên môn trúc cơ, ngưng kết kim đan, rèn luyện nguyên thần, vũ hóa phi tiên này bốn cái thời cơ, mượn nhờ thiên nhân giao cảm hợp nhất đại cơ hội tiến hành viên thọ tiến hành. Tại đạo môn trong nghiên cứu, Bình thường phàm nhân tiên thiên sống lâu là 120 tuổi đến 150 tuổi, bất quá ở hậu thiên các loại hành vi dưới tác dụng, có rất ít người có thể sống đến của mình tiên thiên căn cốt sống lâu, tạo yêu đột tử ví dụ chỗ nào cũng có. Cho dù có nhân thọ nguyên hao hết an tường sống quãng đời còn lại, cũng so với chính mình lúc mới sinh ra tiên thiên thọ tuổi muốn ngắn rất nhiều, đây cũng là hậu thiên đối với thân thể thương tổn chỗ tạo thành ám thương hao tổn tiên thiên nguyên khí. Nhưng tu đạo bất đồng, theo tu đạo dưỡng sinh mặc dù là lúc đầu tàn tinh dưỡng khí chi kỳ cũng sẽ nhượng tu sĩ điều dưỡng tự thân thân thể, khiến cho tuổi thọ của bọn hắn càng tiếp cận của mình tiên thiên thọ nguyên. Mà ở trúc cơ lúc, tại thiên nhân giao cảm dưới tình huống cũng sẽ làm cho bọn họ tăng thọ hơn 10 năm, làm cho bọn họ đánh vỡ phàm trên thân người đạo thứ nhất tự nhiên gông xiền, cho bọn hắn tu hành cung cấp cơ bản nhất thọ nguyên tiện lợi. Tại đạo môn rất nhiều tiền bối tính ra bên trong, chỉ cần không ngưng kết kim đang vượt qua tam tai chi kiếp, như vậy nó sống lâu cao nữa là cũng tựu là 300 tuổi. Tại tiên thiên căn cốt hơn 100 tuổi phía trên, lại lần nữa tăng thêm gần như gấp đôi thọ nguyên. 300 là kim đan trước đại nạn, mặc dù ăn các loại duyên thọ đang dược nghịch thiên cải mệnh, cũng rất tránh khỏi qua cái này mệnh số. Cầm khương nguyên thần làm thí dụ, hắn từ cơ thể mẹ đi ra lúc nó tiên thiên căn cốt chỗ có đủ tiên thiên thọ nguyên có 130 tuổi, Tại tu hành luyện khí pháp môn dùng ăn các loại dược thiện điều dưỡng sau, hắn mặc dù không thể sống đến của mình tiên thiên sống lâu cũng có thể thoải mái sống đến thai lưng chi năm. Thậm chí bước vào trăm năm kia một đạo cửa chính hạm. Tại thiên nhân giao cảm trúc cơ sau, hắn tiên thiên mấy tuổi tại 130 năm phía trên lại tăng thêm 100 năm, trực tiếp đạt đến 2130 năm. Chỉ cần tại này 2130 năm gian luyện tựu kim đan, như vậy hắn có thể tiếp tục gia tăng tuổi thọ của mình làm cho mình lâu dài kéo dài xuống. Nhưng nếu như tại này 230 trong năm không thể kết đang công thành, thì có thể dùng mượn nhờ duyên thọ chi dược diễn biến tự thân già yếu, nhưng nhiều nhất vẫn siêu bất quá 300 năm thuế phàm đại nạn. Tăng thọ 100 năm, tại Thái Hư Đạo Tông bản ghi chép bên trong coi như là không sai bản ghi chép, mặc dù là lúc trước Trần Hạo cũng chỉ là thêm thọ 97 năm, có thể đột phá 100 đại quan rất ít người. Tự là lúc trước vị kia đạo môn đệ nhất nhân tử dương tổ sư cũng gần kề tại trúc cơ một cảnh thêm thọ 120 năm, liên hợp hắn vốn là tiên thiên thọ nguyên 150 tuổi, tổng cộng có thọ 270 năm. Nhưng sống lâu dài ngắn là một chuyện, tu hành thời gian lại là khác một mã sự, từ xưa đến nay trăm năm kim đan, ngàn năm nguyên thần chuyện tình không nên quá nhiều. Tự là thái hư đạo tông kim sách ngọc điệp phía trên rất nhiều tiền bối tu hành sự tích, cũng có không ít người tại 100 năm bên trong kết thành kim đang được trường sinh chi đạo, cho nên chấp nhất tại sống lâu bao nhiêu cũng không trọng dụng. Khương Nguyên thần đỉnh đầu linh khí vòng xoáy dần dần tiêu tán, hắn quanh thân tử khí cũng theo đó tiêu tán, một bộ màu tím nhạt pháp y tự chủ y phục tại Khương Nguyên thần trên người. Tử Hà bảo y Trần Hạo nhìn xem kia vừa mới ngưng kết tử Hà thần thông, không khỏi thở dài. Tử Hà Pháp Y là ngoại môn, tử Hà Quyết, đại viên mãn mà thành một môn thần thông, sau lựa chọn đối với khẩu tu hành tiên quyết, này môn thần thông cũng có thể tiếp tục tu luyện, cho nên này một môn thần thông tại Thái Hư Đạo Tông bên trong cũng rất là phổ biến. Khi Thái Hư Đạo Tông người sáng lập tử dương chân nhân liền dùng tử dương áo trời dễ dàng khiên ở ba vị cùng giai nguyên thần chân nhân công kích. Tại trước đó không lâu kia một lần ma kiếp bên trong, Trần Hạo nhìn thấy rất nhiều đồng môn pháp y tan vỡ, tử khí tiêu tán, vô số thi thể rơi vào rồi thanh dương trong hồ thậm chí vị kia bác đại chân truyền thủ tịch đại đệ tử, dùng tử hà bảo y diễn biến tràn không thần thông hóa thành già thiên pháp y, một hơi đem ba vị kim đan ma đạo tu sĩ cho luyện tử trong đó. Đáng thương ta bác đại chân truyền 32 nhân, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại chúng ta năm người. Trần Hạo tư tập lúc trước trận kia ma kiếp, trong lòng hung hăng không thôi. Huyết dương ma tông, thiên tuyệt ma tông cùng với âm dương huyền tẩn đạo, tam đại ma tông liên thủ vây công bạch dương sơn, bao nhiêu vị kim đan ma tu đánh vào bạch dương sơn mạch sơn môn đại trận bị đánh phá đông nam tây bắc rất nhiều linh phong đều bị công chiếm cuối cùng buộc tất cả thái hư đạo tông môn nhân trốn vào tử dương chủ phong tại rất nhiều kim đan đồng môn liều chết chống cự phía dưới mới một mực bảo vệ cho chủ phong to như vậy bạch dương sơn mạch lộ vẻ tu sĩ hài cốt tàn phá pháp khí mà ngay cả tử dương dưới đỉnh thanh dương hồ cũng bị nhuộn thành một mảnh huyết sắc nếu không phải cuối cùng một vị nguyên thần chân nhân xã thân tế ra một kiện tiên khí đưa bọn họ kinh sợ, chỉ sợ này cửu đại tiên môn một trong thái hư đạo tông đã sớm diệt. Phần này thù, chúng ta đều nhớ kỹ, đợi 500 năm sau kia một hồi ngàn năm đại ma kiếp lúc, chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo đòi một cái công đạo. Trần hạo sở dĩ chú ý Khương Nguyên Thần, không có gì hơn là hắn có trở thành cửu đại chân truyền tiềm lực, tại thái hư đạo tông hôm nay thực lực hư không thời điểm. Nhu cầu cấp bách cửu đại đệ tử môn mau chóng lớn lên khơi màu đòn dông, bằng không chỉ bằng còn lại năm vị bác đại chân truyền, cộng thêm vài vị thất đại các trưởng lão. Nếu như có thể đem đạo thống lâu dài kéo dài xuống. 500 năm một lần tiểu ma kiếp, 1000 năm một lần đại ma kiếp, này là tại tam tai cửu nạn bên ngoài tất cả người tu đạo ác mộng, vô số tiên môn đạo thống bởi vậy ma kiếp mà hủy diệt, cũng có vô số tiên môn đạo thống mượn nhờ ma kiếp chi tế mà rầm rộ. Thái hư đạo tông tại 1800 năm trước khai sơn lập phái, đến nay cũng đã trải qua ba lượt ma kiếp, nhưng 50 năm trước kia một lần tiểu ma kiếp rõ ràng so với 500 năm trước kia một lần ngàn năm ma kiếp còn muốn thảm thiết. Ngoại trừ tam đại ma tông liên thủ bên ngoài đương nhiên cũng có đạo môn bên trong một ít mâu thuẫn. Nếu như có người thất lễ cho ma tông mật báo, thử nghĩ ma tông như thế nào sẽ chọn hai vị nguyên thần chân nhân rời đi thời khắc công phía trên thái hư đạo tông sơn môn ngoại trừ kia một nhà bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Không đơn thuần là Trần Hạo, tất cả thái hư đạo tông người còn sống sót đều lòng dạ biết rõ, từng cái yên lặng liếm chỉ miệng vết thương, chuẩn bị tại tiếp theo ma kiếp thời điểm hảo hảo cùng kia vài vị thanh toán một phen. Thanh minh thanh âm động tĩnh, chính quyển la giang tranh thủy mặt hóa thành một phấn, trong đó kia chính đạo chân ý dung hội trong thiên địa thủy nguyên chi khí hóa thành nhất quyển linh đồ bay đến khương nguyên thần trong tay. Vọng nguyệt nhai phía dưới, khi nước sông tại này linh đồ sinh ra sau cũng quay cùng từng cái vòng xoáy, bị này đồ quấy chung quanh hơi nước. Cửu khúc liên hoàng, lại là thủy nguyên ngưng tụ, không bằng tự gọi hà đồ A. Khương nguyên thần cảm giác vật ấy cùng mình tâm thần giống nhau, bật thốt lên nói. Vật này là ngươi dùng la giang thủy đạo đạo ý dung hội thiên nhân giao cảm cơ hội mà thành, xem như một kiện kém nhất linh vật, nhưng vật ấy làm làm vật trung gian giúp ngươi luyện thành bản mạng pháp khí cũng đầy đủ rồi. Trần Hạo đem thương cảm phẫn hận thái độ thu hồi, từ trên bầu trời nhanh nhẹn mà xuống. Đầu đội hình dọc nước ngọc quang, cầm trong tay một căn phân thủy như ý, chung quanh lại có thủy hành linh quang súng lại hộ thân, kim sa khê bên trong thủy tượng trong nháy mắt bị vuốt lên. Tiền bối Khương Nguyên thần xem Trần Hạo đã đến sau vội vàng hành lễ. Không cần như thế, ngươi phải nhập nội môn sau đương xưng hô ta một tiếng, sư thúc. Trần Hạo xem Khương Nguyên thần thu công sau, mới nói, này trương hà đồ cho ngươi mượn thiên nhân hợp nhất quan tăng thêm kim sa khê thủy tinh bổn nguyên trở thành tối thô thiển một kiện thủy đạo linh vật vật ấy cùng ngươi tâm ý tương thông thích hợp nhất làm bổn mạng của ngươi pháp khí đối đãi ngươi sau này được nhập nội môn truyền thụ trường sinh phương pháp sau có thể dùng linh pháp bảo cấm đem vật ấy luyện chế thành vi pháp khí bảo khí khương nguyên thần gật đầu xưng ừ kia trần hạo lại nói 18 tuổi thiên môn trúc cơ, ngươi phần này tư chất cũng có thể đủ tiến vào nội môn làm chân truyền hạt giống nhưng ngươi mượn nhờ ta này la giang kim sa khê tìm hiểu thủy đạo liền tại này cho ta làm công ba tháng coi như là tìm hiểu thủy đạo chi phí a trong ngôn ngữ rất có một cổ chân thật đáng tin thái độ sau đó một mai màu đen pháp loa rơi vào khương nguyên thần chi thủ trần hạo thân hình trực tiếp tán đi ba tháng bên trong này kim sa khê thủy đạo vận chuyển mưa gió điều hành đều có ngươi phụ trách thủy đạo vận chuyển mưa gió điều hành này không đều là thủy thần thần chức phạm trù khương nguyên thần sững sờ vội vàng đem pháp loa tiếp trong tay trong đó một cổ thủy thần thần lực truyền lại mà ra đồng thời lại có một đạo trần hạo lưu lại truyền thừa khắc ở khương nguyên thần nê hoàng cung đem một ít tu hành giới thường thức cáo tri mình thì ra là thế là muốn ta mượn này chặt đức cùng kim sa khê nhân quả khương nguyên thần từ pháp loa chi trung được đến một ít tu hành giới tri thức phía sau minh bạch trần hạo tính toán khương nguyên thần mượn nhờ kim sa khê mà tìm hiểu thủy đức chi đạo nếu như không phải Trần Hạo từ bên cạnh can thiệp tất nhiên đã mượn nhờ Thủy Đức chi đạo do đó phong thần. Nhưng dù vậy, Khương Nguyên Thần cùng Kim Sa Khê ở giữa cũng tại tối tâm bên trong kết xuống nhân quả, tại này vận chuyển thần chức 3 tháng coi như là đem hai người ở giữa nhân quả chấm dứt. Ngoài ra, Khương Nguyên Thần vừa mới trúc cơ thành công, vừa vặn có thể tại này cũng cố đạo cơ, tiếp tục mượn nhờ Kim Sa Khê tìm hiểu Thủy Đức chi đạo. Dựa theo Trần Sư Thúc Pháp Loa chỗ bày ra, này Kim Sa Khê bên trong hẳn là cũng có một tòa thủy đạo đầu mối then chốt mới đúng. Khương Nguyên Thần đem vọng nguyệt nhai phía trên rất nhiều văn chương thu lại đến sau, liền kích phát thủy thần pháp loa trung thần lực thả người nhảy vào Kim Sa Khê bên trong. Kim Sa Khê chỉ là La Giang một cái chi nhánh, thử nghĩ La Giang hôm nay đều chỉ là một vị kim đan thủy quân tọa trấn, kia chi nhánh Kim Sa Khê lại có thể chèo chống cái gì cấp bậc thủy thần. Trần Hạo giao cho Khương Nguyên Thần trong tay cái kia pháp loa, là Trần Hạo dùng tự thân thủy thần thần lực ngưng kết một đạo thủy thần sắc mệnh, có thể cho Khương Nguyên thần tạm thời hình thành một cái thủy thần giả cách, nhượng hắn mượn này khống chế khai thông kim sa khê thủy mạch. Đương Khương Nguyên thần phía dưới đến trong nước sau, kia pháp loa bên trong thủy thần thần lực liền tại Khương Nguyên thần bên người kết thành một cái thủy kén, hơn nữa chỉ dẫn Khương Nguyên thần tìm được phía trên nhất đại thủy thần chỗ ở. Tại phố phường tiểu thuyết đồng đại, kia thủy thần đều là ở tại thủy trong phủ, dùng thủy ngọc vi gạch, trân châu vi màn dùng long mã vi xe dùng dao tia vi y phục hiển thị rõ xa hoa thái độ nhưng khương nguyên thần trước mặt này một tòa thủy phủ đã sớm hư hao gần kề có hai mặt tường đá lẻ loi đứng ở một mảnh đá ngầm bầy bên trong thì ra là thế là từ thế gian tìm một chỗ dinh thự sau đó mượn nhờ mượn tiền phương pháp đem đến dưới nước cẩn thận dò xét tường đá tính chất cùng với nơi này nền tảng cấu tạo khương nguyên thần hiểu rõ nói với một vị đê đẳng nhất thủy thần nào có như vậy phong phú thân gia thành lập bạch ngọc thủy phủ có thể từ thế gian kéo xuống một tòa đá xanh dinh thự sau đó thi triển pháp thuật nhượng nó bất hủ hiếm khi thấy đừng nói gì đến trong nước linh thú cái gì phân thủy linh xa xem ra nơi này là bị người cưỡng chế phá hủy khương nguyên thần đem thủy phủ phế tích lật ra một lần mới tại thủy phủ phía dưới tìm ra một cái bạch ngọc tế đàn này tế đàn chính là Trần Hạo thông qua pháp loa cáo tri mình thủy đạo tế đàn, là này kim sa khê thủy mạch chi bản, chỉ tiết thường niên bị chôn ở thủy phủ di chỉ phía dưới, chỗ này tế đàn mấy chục năm không ai giữ gìn không nói, ngay cả phía trên trận pháp dấu vết cũng dần dần mơ hồ. Tuy nói Trần Sư Thúc chuyên môn để lại tế đàn luyện chế phương pháp, bất quá chính mình trước mắt liền chân hỏa đều không có sinh thành, muốn luyện chế tế đàn cũng rất khó a. À. Hơn nữa phía trên kia loại loại thủy thần linh vân cũng không phải mình có thể rõ ràng a. À. Vuốt bạch ngọc trên tế đàn trận pháp chữ khắc vào đồ vật, Khương Nguyên thần lẩm bẩm nói. Khương Nguyên thần hôm nay trúc cơ thành công, theo lý mà nói liền hẳn là tiến vào nội môn chính thức bái nhập Thái Hư Đạo Tông, sau đó tu hành tiên pháp chuyển hóa pháp lực chân nguyên, học tập tiên đạo ngọc hằng linh triện cùng với luyện khí, luyện đan. Bày trận, linh phù các loại đợi tu đạo giả chuẩn bị kỹ xảo nhưng bị trần hạo lưu ở nơi đây trấn thủ thủy đạo sau tuy có thể thông qua trần hạo lưu lại một ít tri thức học tập chữ triện trận pháp đẳng tri thức nhưng không có tiên quyết chuyển hóa pháp lực bản chất cũng khó có thể luyện tự bổn mạng chân hỏa cầm thủy thần pháp loa khương nguyên thần trong lòng đột nhiên khẽ động đem pháp loa gửi đặt ở tế trên đài u lam sắc thủy thần pháp lực cùng tế đàn bên trong ẩn nút thần lực lẫn nhau giao ánh mượn nhờ trần hạo di lưu pháp lực trực tiếp đem này tế đàn kích hoạt một mặt thủy đạo kinh đồ tại trên tế đàn không bị ảnh xạ tới. Đêm này một bộ phận thủy đạo tất cả loại tình huống chi tiết hiện ra. La Giang Kim Sa Khe chi nhánh là tại khe núi bên trong đổ một điều chi nhánh thủy hệ, xung quanh sơn thế dốc đứng chưa có người ở, tăng thêm nơi đây hơi nước tràn ngập mà có nhiều mưa. Bởi vậy Khương Nguyên thần tại này ba tháng gian có thể không thèm để ý xung quanh phàm nhân cuộc sống tình huống, không cần cầu nguyện lễ tạ thần, không có ai tận lực chạy đến loại này chảy xiết hà đạo đánh cá du thuyền hắn chỉ cần thường cách một đoạn thời gian đi ra mưa xuống một lần, phụ trách thoáng cái thủy triều lên xuống có thể. Gián vũ chi thuật, làm ngoại môn đệ tử Khương Nguyên Thần đương nhiên sẽ không, bất quá Trần Hạo lưu lại thủy thần pháp loa nhưng có thể nhượng Khương Nguyên Thần tạm đại thủy thần quyền hành, mượn này dùng hành vân bố vũ chi thuật tìm hiểu thủy đức chi đạo. Đem bạch ngọc tế đàn quét sạch sẽ sau, Khương Nguyên Thần lại nhớ tới trên bờ chuẩn bị bắt cá nhóm lửa, ba ngày không ăn cơm miễn cưỡng có thể nhẫn, nhưng ba tháng như thế nào nhẫn ở chỉ sợ chỉ có luyện tự kim đan sau mới có thể chân chánh dùng nguyên khí sương mai là thức ăn đoạn tuyệt khẩu thực chi dục qua loa đem khẩu thực chi dục thỏa mãn khương nguyên thần liền chuyên tâm dựa theo pháp loa bên trong mưa phương pháp diễn tập lên tuy khương nguyên thần đối với học tập của mình năng lực rất hài lòng nhưng một lần là có thể đem pháp thuật hoàng mỹ thi triển cũng tuyệt đối không thể theo hắn vận chuyển mưa rơi thần chú pháp loa bên trong truyền tới màu lam nhạc thủy thần thần lực chung quanh hơi nước lại lần nữa ngưng tụ đến vọng nguyệt nhai phía trên hình thành thủy vân. Xì một tiếng, Khương Nguyên thần một cái thu lực không ngừng, kia thiêu đốt lên đống lửa bị hơi nước cho đập chết không nói, kia thành hình dọc nước vẫn đón lấy lắp bắp đến trên người của hắn. May mắn là chính mình chuẩn bị luyện tập một phen, bằng không đến lúc đó mưa ngọc thư truyền đến, chính mình kết thúc không thành mưa xuống sắc mệnh nhưng một cái đại chê cười. Khương Nguyên thần cảm thấy cả kinh, một lần nữa ở một bên bay lên đống lửa sau sắp bị ướt nhẹp quần áo chậm rãi nướng bản thân của hắn mặc một điều quần ngắn liền nhảy đến trong nước tiếp tục luyện tập mưa chi thuật thân náo trong nước kia trong tay nắm thủy thần pháp loa lại lần nữa kết thành một tầng thủy kén bao lấy khương nguyên thần bất quá cùng lần trước đem nước sông ngăn cách bất đồng lúc này đây thủy kén là tại hắn làn da phía trên nhiều hơn một tầng nhàn nhạt vần sáng có thể cho hắn mượn nhờ hộ thân thủy linh chú trong nước hô hấp tay trái cầm pháp loa tay phải tại ngực vẽ lấy một cái tứ giác phù trận, hội tụ tứ phương thủy linh ngưng tụ tại chính mình ngực phù trận bên trong, dùng cái này hơi nước làm gốc trên không trung đưa tới một đóa mây đen. Phong khởi. Khương Nguyên thần tay phải nặng ra tới một phong chú pháp quyết, lập tức liền có một hồi gió mát sưu sưu mà qua, đem mây đen đổ lên không trung. Lôi đến. Tay phải thủ quyết lại lần nữa biến đổi, ngũ lôi pháp ấn trực tiếp dẫn động, thú nhận đến một cái ngân xà pháp sấm đánh đánh vào mây đen phía trên, lập tức mây đen quay cùng liền có mưa đã rơi vào kim sa khê bên trong xem ra ta không nhận lầm tiểu tử này đối với thủy hệ pháp thuật lý giải rất cao cũng khó trách có thể tại bờ sông hoàn cảnh tìm hiểu thủy đức mà ngộ đạo thiên môn cơ duyên trần hạo trở lại huyền tinh thủy phủ sau tiếp tục chú ý khương nguyên thần bên này tình huống giáng vũ chú tại tiên đạo cùng thần đạo đại hữu bất đồng tiên đạo giáng vũ chú bất quá là từ trong thiên địa tụ lại tới một đoàn hơi nước dùng cái này làm mưa xuống chi dùng tương tự cam lộ chú phổ thiên trời hạn gặp mưa chú tịnh thế thiên thủy chú các loại pháp thuật đều là từ dáng vũ chú bên trong diễn sinh mà ra đối với thủy hệ pháp môn mà nói dáng vũ chú là cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất một cái chú pháp không thể chiêu tụ thủy linh nguyên khí những kia cao cấp hơn thủy hệ đạo thuật liền có thể trực tiếp buông tha cho mà ở thần đạo dáng vũ chú thì là những kia thủy thần mưa thần môn thần thông bản năng căn bản không cần giống như khương nguyên thần như vậy hô phong hoáng vũ thi triển các loại phù pháp đến tiến hành chú pháp thi triển. Ngoại trừ Khương Nguyên Thần tự thân chỉ là một cái giả cách thủy thần, cũng là Trần Hạo dục mượn cơ hội này dạy hắn tiên đạo mưa xuống phương pháp, bằng không trực tiếp mở ra thủy thần pháp loa bên trong quyền hạn, thì có thể làm cho Khương Nguyên Thần mượn nhờ thủy thần chi tiện tiến hành mưa. Khi hôm nay Khương Nguyên Thần sử dụng chú pháp, đúng là tiên đạo dùng để mưa mưa rơi chi thuật, tại thủy thần thần lực thúc dục phía dưới liền hóa thành thiên mưa rơi vào suối nước bên trong bất quá khương nguyên thần không biết là trần hạo thông qua pháp loa truyền cho hắn mưa xuống thuật chẳng những hao phí pháp lực còn có hô phong hóa mưa loại này rườm rà trình tự cùng chân chính tiên đạo giáng vũ chú nhiều không có cùng này là trần hạo tận lực nhượng khương nguyên thần luyện tập mưa xuống phương pháp lúc có thể tiện thể luyện tập thoáng cái ngự phong chiêu lôi pháp thuật khi ngự phong chi thuật quan hệ sau này khống chế phi hành pháp khí thừa phong ngự khí mà chiêu lôi chi thuật càng rất nhiều pháp thuật một cái mấu chốt thức mở đầu lôi đình chính là thiên địa âm dương chi chức vụ trọng yếu, dùng lôi truyền lệnh, này là rất nhiều pháp thuật đều có đủ một cái đặc thù trình tự, rất nhiều pháp thuật chỉ có mượn nhờ lôi đình chi uy mới có thể để cho pháp thuật chân chính có hiệu lực. Vậy nên, tuy Khương Nguyên thần giáng vũ chú Pháp có chút trường ra, nhưng đối với ngày khác sau luyện tập kia loại loại đạo thuật lại có trợ giúp rất lớn. Đã mưa đã có thể thi triển, như vậy kế tiếp tự hẳn là rèn luyện thuần thuộc độ mới được. Trần Hạo công ngón búng ra, Huyền tinh thủy phủ bên trong một chỗ trên tế đàn ngưng kết đi ra một mặt kim sắc ngọc giản, nhoán một cái liền truyền đưa đến kim sa khê bạch ngọc trên tế đàn. Nhìn thấy bạch ngọc tế đàn có biến, Khương Nguyên thần lập tức lặn xuống đem kia ngọc giản tiếp nhận, một đạo tin tức từ trong ngọc giản truyền lại mà ra. Ngày mai buổi trưa canh ba mưa, giờ tị nhị khắc thủy mãn, thủy lượng không thể vượt qua nhị xích. Trần Hạo đối với Khương Nguyên thần yêu cầu coi như là phóng vô cùng rộng, nếu như là bình thường thủy thần mưa xuống tất nhiên muốn đem khác biệt hạn chế tại một tấc hoặc là vài ly ở giữa. Thậm chí sẽ định ra vài thước vài tấc vài ly tiêu chuẩn thủy lượng. Chỉ có điều kim sa khê bên này người ở thưa thớt, lại là một chỗ khe núi tới lui thường niên mưa xuống, mặc dù bởi vì khương nguyên thần mà xuất hiện khác biệt, Trần Hạo cũng có thể mệnh hạ du thủy thần cho điều tiết khống chế tới. Không sẽ phá hư toàn bộ la gian thủy hệ vận chuyển. Thủy lượng không thể vượt qua nhị xích, vẫn phải tại buổi trưa canh ba mưa, sau đó tại giờ tị nhị khắc đình chỉ. Khương Nguyên thần chưa phát giác ra buồn rầu lên, này ngoại trừ đối với thời gian đem khống, đối với mưa xuống tốc độ cùng tổng số lượng cũng có yêu cầu. Dựa vào hắn đối với mưa xuống thuộc lạnh nhạt, sao có thể đủ hoàng mỹ đạt thành trần sư thúc yêu cầu. Luyện tập, nhất định phải suốt đêm luyện tập. Khương Nguyên thần đi đến Bạch Ngọc trên tế đàn, đem tối nay nước lên triều tịch dùng trận pháp điều tiết khống chế sau, liền chuyên tâm tại trên tế đàn luyện tập mưa chú pháp nước sông tới lui chi thần phụ trách một vực thủy triều lên xuống chuyện này so về hành vân bố vũ tựu đơn giản nhiều hơn chỉ cần thông qua la giang thủy phủ ở chỗ này thành lập bạch ngọc tế đàn có thể thoải mái làm thành khi bạch ngọc tế đàn chính là thái hư đạo tông vì khống chế linh châu các nơi thủy đạo chuyên môn thành lập mà thành ngoại trừ có thể cùng thượng cấp thủy phủ lẫn nhau liên lạc vẫn có đủ điều tiết khống chế thủy đạo trướng rơi tinh lọc hà đạo nguồn nước năng lực Kim Sa Khê là một điều nước chảy, phía dưới liên tiếp một cái đại hồ, nơi đây cũng không có bao nhiêu trọc thủy, mặc dù là có một chút giang hà bùng cát cũng sẽ bị phóng đi hạ du, nhượng hạ du hồ nước chi thần phụ trách tinh lọc. Cho nên những năm gần đây này, mặc dù Kim Sa Khê thủy thần sớm đã bỏ mình cũng không có đưa tới bao nhiêu sóng gió. Tại Trần Hạo tiếp trưởng La Giang Thủy quân đại vị sau cũng chỉ là đem một ít mấu chốt hà đạo thủy thần một lần nữa sắc phong, Đối với Kim Sa Khê suối nước chi thần không có cỡ nào để ý, sau này đợi này suối nước có nước yêu thủy tinh được Kim Sa Khê thủy phách chiếu cố sau đi thêm sắc phong tựu được. Tại Bạch Ngọc trên tế đàn luyện tập gián vũ chú Pháp, trong vòng một đêm theo đó trôi qua, Khương Nguyên Thần đối với gián vũ chú Pháp cuối cùng cũng vê quen thuộc lên, không có lúc linh lúc mất linh tình huống phát sinh. Tại ngày thứ hai sáng sớm thời khắc, Khương Nguyên Thần theo thường lệ tại Bạch Ngọc trên tế đàn ngồi xuống nuốt vào triều dương tử khí, vận chuyển tự thân tử hà quyết mặc dù không có được cao hơn một tầng tu hành pháp môn, nhưng này tử hà quyết bị Khương Nguyên Thần tu tập 8 năm, trong đó từng cái biến hóa cũng đều bị Khương Nguyên Thần thu liễm trong lòng, lập tức liền cách người mình nhiều hơn một tầng tử hà bảo y hộ thân. Bạch Ngọc Tế đàn theo Khương Nguyên Thần luyện công đột nhiên từ hành vận chuyển lại, đem trọn cái kim sa khê thủy nguyên lực điều động, đem ánh mặt trời chiếu đến suối trên nước triều dương chi khí kể hết hội tụ đến Bạch Ngọc trên tế đàn dùng cung Khương Nguyên Thần tu hành chi dùng. Màu tím nhạt triều dương chi khí cuồn cuộn mà đến, thông qua khương nguyên thần tứ chi bách hài mà tiến vào dưới đan điền khí hải bên trong. Hậu thiên chân khí cùng tiên thiên chân nguyên tuy đồng dạng đều là trạng thái khí, nhưng bản chất sớm đã bất đồng. Khi như ông vỡ tổ triều dương tử khí dung nhập khí hải liền trong chăn kia một mai pháp lực hạt giống bổn mạng nguyên khí hấp thu luyện hóa. Khương nguyên thần tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới thiên môn trúc cơ thành công, thụ đến thiên địa nguyên khí lễ rửa tội đem tự thân đích thực khí trực tiếp hóa thành chân nguyên, mà trong đó căn bản nhất một đạo bổn mạng nguyên khí chính là pháp lực của hắn hạt giống, cũng là hắn nguyên dương chi khí ngưng tụ mà đến. Thái hư đạo tông đối với mình thân nguyên dương rất xem trọng, khi ngưng kết kim đan phương pháp cũng cùng nguyên dương rất có liên quan. Nếu như tại kim đan trước phá nguyên dương thân, như vậy sở hữu bổn mạng nguyên khí không tinh khiết cũng rất khó kết thành cao phẩm chất bổn mạng kim đan khương nguyên thần pháp lực hạt giống được thiên địa nguyên khí lễ rửa tội nó phẩm chất coi như là không sai tại những kia triều dương chi khí dung nhập trong đó sau liền bắt đầu tự hành đem nó luyện hóa trở thành chân nguyên lại lần nữa chảy vào khương nguyên thần kinh mạch rèn luyện nhục thể của hắn đạo môn coi trọng nguyên thần sau này phi tiên lúc có thể đem thân thể vứt bỏ nhưng lúc đó nguyên thần sớm đã là tinh khí thần ngưng tụ là đem bổn mạng nguyên khí tánh mạng ấn ký đẳng kể hết dung nạp tại nguyên thần bên trong có thể nói là một tầng khác sinh mạng thể. Nhưng Khương Nguyên Thần trước mắt vừa mới mở nơi hoàng cung, nơi nào có cái gì tinh khí thần ngưng tụ hợp nhất Nguyên Thần. Chớ nói luyện thần phản hư chi cảnh bổn mạng dương thần, chính là luyện khí hóa thần chi cảnh âm thần linh phát đều không chuẩn bị. Lúc này Khương Nguyên Thần chỉ có đem thân thể ngao luyện, đem tự thân tinh nguyên triệt để dung nhập bổn mạng nguyên khí bên trong ngưng kết đại đạo kim đan, mới có tư cách nói cái gì buông tha cho thân thể chuyên tu linh thần. Đến mức trước đó, vẫn là thành thành thật thật luyện tinh hóa khí chịu đựng thân thể a pháp lực hạt giống không ngừng nuốt vào triều dương tử khí cuối cùng lại có hai đạo nguyên khí từ pháp lực hạt giống bên trong xoay tròn mà ra dùng đinh ốc trạng không ngừng quấy nguyên khí thu nạp hóa thành một cái nguyên khí vòng xoáy trợ giúp pháp lực hạt giống luyện hóa chân nguyên linh đài nội thị khương nguyên thần thầm nghĩ này mà không phải là trúc cơ chi cảnh cái gọi là chân nguyên khí xoáy tại trúc cơ chi cảnh luyện tự nguyên khí vòng xoáy hơn nữa không ngừng lớn mạnh sau đó tại tâm động kỳ thời điểm mượn nhờ vòng xoáy gió trợ thế lửa đem bổn mạng chân nguyên đốt chân hỏa dùng chân hỏa luyện hóa trạng thái khí chân nguyên hóa thành ngọc dịch trúc cơ kỳ pháp lực hạt giống sẽ lấy khí thái xuất hiện đóng lấy lấy khí hải vòng xoáy đến gia tốc nguyên khí luyện hóa nhưng đến tâm động kỳ sau liền hiểu ý sinh bên trong hỏa dùng bổn mạng chân hỏa luyện hóa trạng thái khí chân nguyên luyện hóa ngọc dịch mà ngọc dịch kỳ ngọc dịch hoàng đan tại khí hải bên trong điều hòa long hổ không ngừng dùng tinh nguyên ôn dưỡng trạng thái dịch chân nguyên dùng tầm được kia một điểm hoàng nghiền cơ hội phong hỏa thủy sau liền cần đại địa nảy mầm dùng vững chắc thái độ đem ngọc dịch ngưng kết thành đan sau đó dùng hoàng nghiền là đem long hổ kim đang sinh thành những thứ này trần hạo tại thủy thần pháp loa bên trong cho khương nguyên thần lược lược đề tập chuyện tình tình huống cụ thể tại khương nguyên thần lựa chọn tiên môn pháp quyết sau tự nhiên sẽ tin tường bất quá khí hải linh tuyền sinh ra cũng làm cho Khương Nguyên Thần trong lòng sinh ra đến cái khác lo lắng. Tại sau này tầm được tiên môn pháp quyết sau, liền cần đem tự thân pháp lực hạt giống triệt để đánh nát trọng luyện, đến lúc đó cái này khí xoáy cũng khó có thể bảo tồn, chỉ sợ đến lúc đó cũng muốn trọng đầu tại đến, thấy vậy tử hà khí xoáy cũng tự là ba tháng này tạm thời chi dùng. Nghĩ xong, dưới ánh mặt trời chi khí dần dần mỏng manh sau, Khương Nguyên Thần liền kết thúc công việc cẩn thận quan sát bạch ngọc tế đàn tuy đã sớm biết rõ bạch ngọc tế đàn chính là cùng thần linh cùng một nhịp thở bí bảo nhưng lại không nghĩ chính mình này một cái giả cách thủy thần cũng có thể vì vậy mà lấy được ít rõ ràng có thể mượn bạch ngọc tế đàn khả năng đem trọn cái kim sa khê triều dương tử khí kể hết cuốn quá đến như vậy một vị chân chính thủy thần mượn này tu hành lại nên có bao nhiêu tiện lợi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha